may mà vẫn còn sống một lúc lâu sau anh tự lẩm bẩm tinh tuyết bấy giờ anh mới lo lắng kiểm tra cho lục tinh tuyết cô ta vốn bị thương lúc anh nổi điên khi rơi xuống đất lại phải chịu áp lực cực lớn trông vô cùng thê thảm rõ ràng đã bị thương không nhẹ một tiếng sau ở bệnh viện nhân dân ninh châu lục tinh tuyết nằm trong một phòng bệnh vip chân trái bó bột dương thanh ngồi cạnh giường ái náy nhìn cô ta cô ta bị gãy một chân may mà vẫn có thể hồi phục cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nói cách khác, lục tinh tuyết rơi khỏi đỉnh núi cao mấy trăm mét nhưng chỉ ngã gãy chân. Chị họ, đúng lúc này, mục thiên thiên chạy vọt vào, khóc nước nở nhìn lục tinh tuyết đang nằm trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc, lục nguyên thông và lục xuyên cũng tới. Cậu Thanh, cậu có sao không? Hai người kinh ngạc nhìn Dương Thanh chẳng chịt vết thương trên người. Không ai biết anh vừa mới nhảy xuống đỉnh núi. Cũng không ai biết anh vừa phải chịu áp lực khổng lồ dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rơi từ độ cao như vậy sợ là cũng mất mạng tại chỗ may mà dương thanh đã đột phá siêu phàm cảnh lúc gần ngã xuống đất lại tóm được một tảng đá lớn làm giảm lực rơi nếu không dù anh sống sót được lục tinh tuyết cũng phải chết chăm sóc tinh tuyết cho tốt dứt lời anh lập tức quay người rời đi cậu thanh cậu ấy không sao thật đấy chứ sau khi dương thanh rời khỏi một lúc lâu lục xuyên mới kinh ngạc hỏi lục nguyên thông lúc bọn họ chạy tới đã nhìn thấy toàn thân dương thanh dày đặc vết thương trông rất thê thảm lục nguyên thông lắc đầu trầm giọng nói thực lực của cậu ấy sâu không lường được chút thương tích này chẳng là gì đâu dương thanh ra khỏi bệnh viện đi tới ninh sơn vừa rồi lúc anh nhảy khỏi đỉnh núi theo lục tinh tuyết nội tâm đang điên cuồng của anh đột nhiên khôi phục bình tĩnh anh biết rõ trước khi rơi xuống anh chỉ giữ lại được một tia lý trí nhưng không thể dễ dàng tỉnh táo như vậy được có thể nói đây là lần đầu tiên anh tỉnh lại nhanh nhất sau khi lên cơn cuồng bạo. Dương Thanh đứng trên đỉnh Ninh Sơn, nhìn xuống chân núi, trong lòng bình tĩnh. Anh nhắm mắt, nhớ lại lúc anh nổi giận đến phát điên. Anh đã tha cho Long Huy Hoàng một mạng, nhưng trước khi đi ông ta lại ra tay với Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên. Long Huy Hoàng dùng hai cô gái vô tội này để uy hiếp Dương Thanh, ép anh quỳ xuống tự phế võ công. Ông muốn chết hả, Dương Thanh đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn giận dữ, trong đầu ngập tràn cảnh tượng vừa xảy ra. Bản thân anh cũng không ý thức được, chỉ mới nhớ lại mà hai mắt đã đỏ bừng, cơn giận sôi trào, uy lực khủng bố lan tràn ra ngoài. Sau hôm nay, hoàng tộc họ Long không còn tồn tại ở Chiêu Châu nữa." Dương Thanh nghiến răng nói. Trong lúc đó, một cơn đau mãnh liệt ập tới như muốn làm nổ tung đầu anh. "A a a, anh ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người tựa như tu la đến từ địa ngục." Chính là lúc này Dương Thanh cố nén nỗi đau trong đầu, bỗng nhảy từ đỉnh Ninh Sơn xuống. Anh để cơ thể rơi tự do như không hề cảm giác được gì, tiếng gió ảo ảo bên tai như đang nằm trên một con thuyền lá lênh đênh trên mặt biển mênh mông. Dần ra, sắc đỏ trong mắt anh dần biến mất. Khí tức cuồng bạo đột nhiên biến mất như thủy chiều rút xuống. Không xong rồi, Dương Thanh bỗng bừng tỉnh, phát hiện mình sắp rơi xuống đất. Không có lục tinh tuyết, một mình anh dễ ứng phó hơn nhiều anh nhìn thấy chân mình sắp chạm tới một tảng đá lớn đến lúc rồi dương thanh bỗng dùng sức đá mạnh xuống sức mạnh khủng bố khiến một góc của tảng đá vỡ vụn cơ thể của dương thanh vẫn trên đà rơi xuống nhưng cú đá vừa rồi đã khiến tốc độ rơi của anh giảm đi rất nhiều uyên mấy giây sau hai chân anh chạm đất mặt đất lõm xuống hình dấu chân rõ rệt dương thanh lại như không có việc gì hai đùi run rẩy mình thành công rồi dương thanh lập tức mừng rỡ anh chợt phát hiện mình đã có thể tự do khống chế tùy ý cuồng bạo hay bình tĩnh lại. Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng lại biết sau khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ cần rơi tự do xuống trong 4 năm giây, anh sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù trạng thái cuồng bạo khiến anh rất đau đớn, áp lực đè nặng nhưng anh lại có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới võ thuật của mình. Với thực lực siêu phàm nhất cảnh hiện giờ, nếu anh rơi vào trạng thái cuồng bạo sẽ không cần sợ cao thủ siêu phàm nhị cảnh nữa thậm chí còn có thể lấy mạng đối phương. Từ khi đột phá siêu phàm cảnh, tranh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ cũng rất lớn, dù là thiên tài võ thuật cũng khó có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng khi Dương Thanh Cuồng bạo lại làm được chuyện này, ngay sau đó, anh lại leo lên đỉnh Ninh Sơn, cố gắng ép mình rơi vào trạng thái cuồng bạo rồi lại nhảy khỏi đỉnh núi. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh đã có thể lập tức lấy lại bình tĩnh. Nói đúng hơn, tính từ lúc nhảy xuống vách núi, đến giây thứ tư là anh có thể bình tĩnh lại rồi cũng có nghĩa là nếu sau này gặp phải đối thủ mạnh hơn, chỉ cần nghĩ cách khiến mình rơi vào trạng thái cuồng bạo, anh sẽ đánh ra được thực lực của siêu phàm nhị cảnh. Còn muốn khôi phục bình tĩnh thì chỉ cần tìm nơi cao nhảy xuống, 4 giây là đủ. Chỉ là không thể lúc nào chiến đấu cũng có sẵn nơi cao để anh rơi tự do 4 giây. Nói cách khác, anh phải tìm một nơi cao gần 40 mét để nhảy xuống. Mình có thể tưởng tượng để kích hoạt trạng thái cuồng bạo, có khi nào cũng có thể tưởng tượng mình đang nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn để giải trừ trạng thái này không nhỉ? Dương Thanh lẩm bẩm, cứ thử là biết, nói làm liền làm, có kinh nghiệm từ lần trước nên Dương Thanh nhanh chóng kích hoạt được trạng thái cuồng bạo. Ngay sau đó, anh lại bắt đầu tưởng tượng bản thân đang nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn, cảm giác rơi tự do rất thật. Lần đầu thất bại, anh lại bắt đầu thử lần thứ hai, lần thứ hai cũng nhanh chóng thất bại, tiếp tục, lần thứ ba lại thất bại, không ngừng tiếp tục, mãi đến lần thứ tám, Rốt cuộc anh cũng có thể khôi phục bình tĩnh sau 37 giây. Thành công rồi, Dương Thanh kích động hô lên. Anh vốn là cao thủ siêu phàm cảnh, biết rõ muốn dùng thực lực siêu phàm nhất cảnh đánh bại cao thủ siêu phàm nhị cảnh khó khăn như thế nào. Chỉ cần anh rơi vào trạng thái cuồng bạo là có thể bộc phát sức mạnh tương đương siêu phàm nhị cảnh. Tuy anh phải mất 37 giây mới giải trừ được trạng thái cuồng bạo nhưng ít nhất cũng chứng tỏ con đường anh chọn đã đúng. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện có lẽ sau này còn có thể rút ngắn thời gian giải trừ cuồng bạo xuống 3-4 giây. Ngay khi Dương Thanh đang chuyên tâm nghiên cứu cách khống chế cảm xúc, kích hoạt và giải trừ trạng thái cuồng bạo thì ở hoàng tộc họ Diệp xa xôi. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long đã đến Ninh Châu 3 tiếng rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì. Diệp Hoàng ngồi trên ngai vàng trong điện Diệp Hoàng, lạnh lùng chất vấn. Ông nội chờ cháu liên hệ với bọn họ, một người trẻ tuổi đứng dưới ngai vàng cuống quyết đáp. Cháu nói gì, Diệp Hoàng giật mình, cả giận quát, mất liên lạc. Sao lại mất liên lạc? Không phải cháu nói chỉ cần liên thủ với hoàng tộc họ Long thì nhất định sẽ giết được thằng nhóc kia sao? Thấy Diệp Hoàng nổi giận, Diệp sung sợ run người, lập tức quỳ dạp xuống, hoảng loạn nói, cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông đừng lo, cháu sẽ liên lạc với hoàng tộc họ Long ngay. Hừ, Diệp Hoàng hừ lạnh nói, lần này hoàng tộc họ Diệp phái ra 6 cao thủ thần cảnh, trong đó còn có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu bọn họ gặp chuyện bất chắc, cháu có người cái mạng cũng không đền nổi đâu. Nghe vậy, Diệp Sung lại càng sợ hãi, không dám chậm chế vội vàng gọi điện cho Hoàng tộc họ Long. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Diệp Sung cuốn quyết hỏi, cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc họ Diệp đều mất liên lạc hết rồi. Các người thì sao, người của Hoàng tộc họ Diệp cũng mất liên lạc rồi à? Đối phương ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ông ta đang định gọi cho Diệp Sung, nào ngờ anh ta liên hệ mình trước, trong lòng ngập tràn lo sợ một hoàng tộc chỉ có mười mấy cao thủ thần cảnh. Lần này để đối phó Dương Thanh, mỗi nhà bọn họ đều phái ra sáu cao thủ thần cảnh. Số lượng này đã chiếm một nửa cao thủ thần cảnh của hoàng tộc rồi. Thế mà bây giờ, cả 12 cao thủ thần cảnh đều mất liên lạc. Điều này có nghĩa là gì? Một người mất liên lạc thì không nói làm gì, đằng này 12 người đều vậy, chỉ có thể chứng tỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Sung không biết mình cúp máy bằng cách nào, mãi đến khi Diệp Hoàng chất vấn mới lấy lại tinh thần, Ông nội, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Diệp Sung hốt hoảng kêu lên, sáu cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long cũng mất liên lạc rồi. Ầm, ừ, khí thế khủng bố trên người Diệp Hoàng càn quét khắp nơi. Bịch, Diệp Sung bị luồng khí thế này đẩy lùi 10 mét, phun máu bay ngược ra ngoài. "Mày nói gì? Thoát cái." Diệp Hoàng xông tới trước mặt Diệp Sung, bóp cổ anh ta hét lớn, "Mày nói 12 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long, gồm cả hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đều gặp chuyện sao?" sao có thể như vậy được đội quân này tương đương với sức chiến đấu mạnh nhất của một hoàng tộc dù là cao thủ siêu phàm cảnh cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi sao bọn họ lại gặp chuyện được hoàng tộc có thể áp đảo các gia tộc khác cũng bởi có nhiều cao thủ thần cảnh nhưng có nhiều đến đâu thì mỗi hoàng tộc cũng chỉ có mười mấy người như thế vậy mà giờ đây hoàng tộc họ diệp tổn thất đến sáu cao thủ thần cảnh diệp hoàng đang cực kỳ tức giận xin bố bất giận đúng lúc này một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào quỳ dưới chân diệp hoàng đau khổ cầu xin diệp sung cũng vì muốn giảm bớt uy hiếp cho hoàng tộc họ diệp mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy xin bố nể tình thằng bé một lòng vì gia tộc tha cho nó một mạng ông ta là bố của diệp sung diệp kiến an diệp kiến an thấy diệp hoàng định lấy mạng diệp sung liền sợ chết khiếp bịch diệp hoàng tiện tay vung lên diệp sung bay thẳng ra ngoài nặng nề đâm vào một cột đá trong hoàng điện phun ra một ngụm máu dù bị thương nặng nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Cảm ơn bố, cảm ơn bố, Diệp Kiến An vội vàng cảm ơn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Điều tra xem sáu cao thủ thần cảnh kia đã gặp phải chuyện gì cho tôi. Trong vòng nửa tiếng phải báo cho tôi biết bọn họ còn sống hay đã chết. Diệp Hoàng lạnh lùng ra lệnh rồi quay người rời đi. Diệp Kiến An vội vàng đáp, vâng, ở Hoàng tộc họ Long, Long Khoa cũng bị Long Hoàng đánh tơi bời lần này quả thực là tai họa với cả hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp. Nếu cao thủ thần cảnh được bọn họ phái ra đều bị giết hại thì đây sẽ là đòn chí mạng. Bốn hoàng tộc Chiêu Châu có thể hòa bình chung sống suốt bao năm nay cũng là vì thực lực của bọn họ tương đương nhau. Tuy vậy, bọn họ vẫn âm thầm tranh đấu, chỉ cần có lòng tin tất thắng sẽ không ngại đối đầu với hoàng tộc khác. Hiện giờ, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều tổn thất mất một nửa cao thủ đỉnh cao. Đây chính là cơ hội tốt nhất của hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan. Nghĩ tới đây, Long Hoàng lập tức liên lạc với Diệp Hoàng. "Sao ông lại gọi cho tôi?" Diệp Hoàng bắt máy, tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Long Hoàng trầm giọng nói, "Không cần nói mấy lời giả dối, tôi vào thẳng vấn đề đây. Rất có thể 12 cao thủ thần cảnh hai hoàng tộc chúng ta phái ra lần này đều bị diệt rồi. Ông cũng biết chuyện này sẽ gây ra tai họa lớn thế nào với chúng ta. Chúng ta nhất định phải liên thủ." nếu không sẽ bị hoàng tộc khác chiếm đoạt. Nghe thấy thế, Diệp Hoàng cũng lạnh giọng đáp, ông nói không sai, bây giờ chỉ có liên thủ chúng ta mới có cơ hội giữ mình. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của những người được phái đi, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Long Hoàng cười lạnh, xoay chuyển tình thế, tôi nói cho ông biết, đây là hy vọng xa vời. Chắc ông đã nghe nói rồi nhỉ, trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô lần trước, Dương Thanh có thực lực siêu phàm cảnh. Lần này hai hoàng tộc chúng ta liên thủ ám sát cậu ta, nhưng hiện giờ cả 12 người đều mất liên lạc. Chẳng lẽ ông vẫn còn ôm hy vọng sao? Diệp Hoàng nghẹn họng, đương nhiên cũng biết chuyện này. Ông cũng nói lần trước Dương Thanh đã có thực lực siêu phàm cảnh, bây giờ hai nhà chúng ta liên thủ đi giết cậu ta, liệu cậu ta có chạy tới nhà chúng ta không? Sau một lúc im lặng, Diệp Hoàng đột nhiên hỏi. Đây cũng là điều khiến Long Hoàng lo lắng nhất. Với thực lực hiện giờ của bọn họ, một khi Dương Thanh tìm tới, bọn họ hoàn toàn không có sức chống đỡ. Có lẽ chúng ta liên thủ cũng không thể đối phó Dương Thanh. Vậy thì chúng ta chỉ có thể nhờ gia tộc chống lưng giúp đỡ. Long Hoàng bỗng lên tiếng. Cái gì, ông định nhờ gia tộc chống lưng của ông trợ giúp sao? Diệp Hoàng sợ hãi hỏi, ông điên rồi à, ông có biết gia tộc chống lưng lộ diện có ý nghĩa gì không? Long Hoàng cười lạnh, nếu không nhờ bọn họ, hai chúng ta còn phần thắng sao? Nhưng mà, Diệp Hoàng chưa nói hết câu đã bị Long Hoàng trên ngang, đừng nhưng nhị gì nữa. Tôi chỉ không muốn hoàng tộc họ Long bị hủy diệt, lựa chọn cách tốt nhất thôi. Lỡ cậu ta tìm tới hoàng tộc họ Long thì sao? Diệp Hoàng im lặng hồi lâu, rốt cuộc nói, vậy thì tôi đành phải nhờ gia tộc chống lưng trợ giúp. Không ngờ suốt trăm năm nay không cần nhờ tới bọn họ, lần này lại bị một thằng danh chưa đầy 30 tuổi dồn ép đến nước này. Audio điện tử võ tấn bền Long Hoàng đang ngồi trên ngai vàng trong điện Long Hoàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Long khoa quỳ ở dưới, nơm nớp lo sợ nói: "Con xin lỗi bố, con đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của các cao thủ kia." "Thế nên có thể xác định bọn họ đã bị giết đúng không?" Long hoàng lạnh giọng chất vấn. Long khoa không dám đáp lại, nhưng vẫn phải gật đầu. Nào ngờ Long hoàng không hề đánh ông ta, chỉ thở dài nói: "Không ngờ hoàng tộc họ Long lại bị dồn tới bước này, thật hổ thẹn với tổ tiên." Long khoa ấy náy nói: Tất cả đều là lỗi của con. Nếu con không khăng khăng đòi lấy mạng Dương Thanh, chúng ta đã không bị tổn thất lớn như vậy. Con xin lấy cái chết để tạ tội, xin bố cho phép." Long Hoàng lạnh nhạt nhìn ông ta, "Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Nếu 12 cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều chết dưới tay Dương Thanh, chắc chắn cậu ta đã khôi phục toàn bộ sức mạnh. Cậu ta nhất định sẽ tìm tới hoàng tộc họ Long chúng ta. Đến lúc đó dù có dồn hết sức lực chúng ta cũng không đấu lại được cậu ta. Long Khoa càng nghĩ càng thấy sợ. Nghĩ tới Dương Thanh đã đột phá siêu phàm cảnh, ông ta bất giác run rẩy. Bây giờ, Long Hoàng mạnh nhất hoàng tộc họ Long cũng chỉ được xem là bán bộ siêu phàm cảnh. Nhưng Dương Thanh lại là cao thủ siêu phàm cảnh hàng thật giá thật. Ông ta nghe nói nửa tháng trước, Dương Thanh giao đấu với cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc cổ xưa ở đỉnh Ninh Sơn. Nếu hiện giờ Dương Thanh vẫn còn sống, tức là anh có thể sống sót dưới tay cao thủ siêu phàm tam cảnh. Chúng ta chỉ có thể cầu xin bọn họ giúp đỡ thôi. Long Hoàng bỗng thở dài. Bọn họ, Long Khoa nghi hoặc hỏi, Phụ Hoàng, người nói bọn họ là ai? Long Hoàng nhìn chầm chầm ông ta, trầm giọng nói, bố đã bồi dưỡng con thành người thừa kế, con chính là Long Hoàng tương lai, cũng nên biết một số chuyện rồi. Long Khoa kinh ngạc, không lẽ Long Hoàng vẫn còn bí mật gì đó chưa nói cho ông ta biết sao? mà bí mật này còn có thể giúp hoàng tộc họ long đối phó dương thanh có thực lực siêu phàm cảnh nữa sao nhưng quan trọng là long hoàng vừa nói lão ta đang bồi dưỡng ông ta như người thừa kế còn nói ông ta là long hoàng tương lai chẳng lẽ lần này ông ta gây chuyện lớn như vậy long hoàng cũng không có ý định trừng phạt sao cảm ơn phụ hoàng long khoa vội vàng cảm ơn trong mắt long hoàng hiện lên vẻ không nỡ nhưng vẫn nói ra còn biết tại sao bốn hoàng tộc có thể đứng vững không gục ngã còn có thể kéo xa chênh lệch với vương tộc không? Con phải hiểu trăm năm trước có 9 hoàng tộc, dù năm hoàng tộc bị hạ cấp thành vương tộc nhưng cũng không thể bị bốn hoàng tộc còn lại bỏ xa như vậy được. Long khoa lắc đầu đáp, "Xin phụ hoàng giảng giải, bởi vì trăm năm trước, người kia ở Yến Đô dựa vào sức mình đánh bại năm hoàng tộc liên thủ chiếm đoạt Yến Đô. Sau khi bọn họ bị hạ cấp thành vương tộc, có các cao thủ thần bí tìm tới bốn hoàng tộc còn lại. Khi đó, ông nội con đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong." nhưng lại không thể chống đỡ nổi cao thủ thần bí kia. Đối phương chỉ dùng một đòn đã đánh bại ông ấy. Long khoa giật mình kinh hãi, một đòn đánh bại cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Vậy thì thực lực của đối phương ít nhất cũng phải là bán bộ siêu phàm cảnh. Long Hoàng gật đầu đáp, nhưng ông nội con nói thực lực của người kia ít nhất phải là siêu phàm nhất cảnh. Ôi, Long khoa hít sâu một hơi, cả kinh nói, người kia chủ động tìm tới hoàng tộc họ Long, còn đánh bại ông nội, chắc chắn là có chuyện gì phải không? Phải Long Hoàng gật đầu, ông ta muốn chúng ta trở thành một nhánh của bọn họ, cứ cách 10 năm sẽ phái cao thủ tới hoàng tộc họ Long lựa chọn những cao thủ trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng. Ai lọt vào mắt bọn họ đều sẽ bị đưa tới gia tộc bọn họ. Long Khoa bỗng nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, "Con nhớ ra rồi, cách 10 năm lại có người tới hoàng tộc họ Long quan sát thế hệ trẻ thi võ. Con nhớ 30 năm trước, anh ruột của con là Long Dược đã biến mất sau một cuộc đấu võ. Lúc đó bố nói anh ấy chết rồi." Long Khoa ngạc nhiên nhìn Long Hoàng, có phải anh ấy chưa chết, mà là có thiên phú võ thuật xuất chúng nên bị những người kia đưa đi rồi không? Long Hoàng cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, mấy chục năm nay, Long dược là dòng chính duy nhất bị bọn họ đưa đi. Tính ra bây giờ nó cũng đã 55 tuổi rồi. Không biết thực lực đã mạnh tới mức nào. Trong mắt Long Hoàng chất chứa tưởng niệm. Long Khoa kinh ngạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bố định tìm anh ấy về sao? Long Hoàng gật đầu ánh mắt nhìn long khoa hiện lên vẻ áy náy nếu bố nhớ không lầm long dược rất quan tâm đến con đúng không long khoa gật đầu vẻ mặt nhớ mong anh ấy rất tốt với con thà bị thương cũng không cho phép kẻ nào làm hại đến con ông ta và long dược là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra long hoàng có rất nhiều phụ nữ cũng có nhiều con cái nhưng hai anh em cùng mẹ có rất ít năm đó nghe tin long dược chết long khoa đã đau buồn rất lâu không ngờ long dược chưa chết còn bị đưa tới gia tộc kia. Nhưng phụ hoàng cũng đã nói, năm đó gia tộc kia coi trọng thiên phú võ thuật của anh Dược nên mới đưa anh ấy đi, còn không cho người khác biết. Chắc chắn bọn họ không muốn anh ấy có liên hệ gì với hoàng tộc chúng ta nữa. Sao bọn họ có thể để bố gặp được anh ấy? Dù có gặp được, sao có thể thả anh ấy trở về? Long Khoa bỗng nhiên hỏi. Long Hoàng hiếp mắt lại, con nghĩ nếu anh con biết con bị Dương Thanh giết, nó có trở về không? Nếu vậy, chắc chắn anh ấy sẽ quay về trả thù cho con long khoa ngạo nghễ nói rất có lòng tin với anh trai nhưng ngay sau đó ông ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng lập tức hoảng hốt nhìn long hoàng ý của phụ hoàng là sao long khoa thật sự lo sợ ông ta biết bố của mình muốn làm gì rồi phụ hoàng người muốn giết con sao ông ta khó tin hỏi long hoàng long hoàng không lên tiếng nhưng lúc nhìn long khoa trong mắt lóe lên tia đau lòng một lúc lâu long hoàng mới nói bởi vì lần này con đã gây ra tổn thất khổng lồ cho hoàng tộc họ Long, phụ hoàng cũng không muốn làm như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. "Chắc con cũng hiểu cho bố phải không?" Long Hoàng dứt lời, bỗng đi về phía Long khoa. Mặc dù Long khoa đã đoán được khả năng này nhưng khi nghe được chính miệng Long Hoàng thừa nhận, ông ta vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này. "Không, Long khoa khó tin vừa lùi về sau vừa hét lên, phụ hoàng cũng là phụ hoàng cho phép nên con mới sai 6 cao thủ thần cảnh đến Ninh Châu giết Dương Thanh mà." điều này chứng tỏ phụ hoàng cũng muốn liên thủ với hoàng tộc họ diệp giết chết dương thanh bây giờ xảy ra chuyện tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu con chứ con không cam lòng không cam lòng trong lúc long khoa còn đang la hét thì long hoàng đã ép ông ta đến sát góc tường khiến ông ta không còn đường lui con trai con phải nhớ kỹ con là người thừa kế của hoàng tộc họ long cho nên phải chuẩn bị tâm lý hy sinh vì gia tộc bất cứ lúc nào sắc mặt long hoàng nặng nề nói con hãy yên tâm ra đi bố sẽ để con ra đi rất nhanh hơn nữa bố hứa với con sẽ đối xử thật tốt với người nhà của con. Trong trí nhớ của Long Khoa, đây vẫn là lần đầu tiên Long Hoàng gọi ông ta là con trai trìu mến đến thế. Hai mắt Long Khoa đỏ ngầu nhìn chằm chằm Long Hoàng, con có thể đi cầu xin anh trai, tuy đã hơn 30 năm không gặp nhưng dù sao chúng con cũng là cùng một mẹ sinh ra, con là người em trai mà anh ấy thương nhất. Chỉ cần con cầu xin, anh ấy nhất định sẽ giúp con giải quyết Dương Thanh. Long Hoàng lắc đầu, năm đó lúc nó bị gia tộc kia dẫn đi gia tộc kia đã nói trừ khi liên quan đến mạng sống nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không cho long dược gặp lại chúng ta đừng nói là con dù là bố cũng không thể gặp được long dược bởi vì con là đứa em trai mà nó thương yêu nhất vì vậy chỉ khi nào con chết nó mới có thể trở về trả thù cho con long khoa chỉ cảm thấy cả người sụi lơ ngồi phịch xuống đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng long khoa biết hôm nay chính là ngày tàn của mình chỉ là ông ta chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay bố mình. "Bố, con không muốn chết, con không muốn chết." Long Khoa bỗng nhiên quỳ dưới chân Long Hoàng, khóc lóc cầu khẩn nói, "Phụ hoàng, con không cần gì hết, chỉ cần cái mạng này thôi. Con là máu mủ ruột thịt của bố đấy, sao bố nỡ lòng nào giết con chứ? Phụ hoàng, xin người đừng giết con, chắc chắn vẫn còn cách khác để anh trai trở về mà. Chỉ cần liên lạc được với anh trai, anh ấy sẽ nhất định trở về, phụ hoàng" Đầu xin người đừng giết con, đừng giết con mà. Khi Long Hoàng nhìn Long Khoa, vẻ không đành lòng trong mắt càng đậm nhưng chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Là Long Hoàng, lão ta có rất nhiều phụ nữ, cũng có rất nhiều con cái. Long Khoa cũng chỉ là một trong những đứa con của lão ta mà thôi. Đừng nói chỉ một Long Khoa, dù là hai đứa con được cưng chiều như Long Khoa nhưng chỉ cần có thể tránh được tai nạn cho hoàng tộc họ Long thì lão ta cũng có thể hy sinh bọn họ như thường. Những gia tộc giàu có đều máu lạnh vô tình chỉ có quyền thế và lợi ích con trai xin lỗi bố chỉ là bất đắc dĩ mà thôi cuối cùng long hoàng lại nói ra một câu trong lòng bàn tay phải đột nhiên hội tụ một luồng sức mạnh khủng bố sau đó bỗng đánh ra phụ hoàng đừng mà oành một đòn đánh trúng đầu long khoa khiến ông ta tắt thở tại chỗ nhìn long khoa đã chết trong lòng long hoàng nặng trĩu lão ta ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại lão ta đã tự tay giết chết con trai ruột của mình dương thanh tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt, nhất định. Một lúc sau, vẻ đau thương trong mắt Long Hoàng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vặn vẹo, giữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão ta đổ hết mọi thù hận lên người Dương Thanh. Lúc này Dương Thanh đang ở trên đỉnh núi Ninh Sơn của Ninh Châu, tiếp tục dày vào bản thân. Hết lần này đến lần khác dựa vào sự tưởng tượng để bản thân tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng sau đó lại dựa vào tưởng tượng để khôi phục lại bình tĩnh. Liên tục ba ngày, anh dường như không cảm thấy buồn ngủ, cứ ở mãi trên đỉnh núi Ninh Sơn, thậm chí không ăn một miếng cơm nào. Cuối cùng, mãi đến ngày thứ ba, lúc hoàng hôn, anh mới ngừng tập luyện. Cuối cùng đã rút ngắn thời gian tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng và bình tĩnh lại trong vòng 5 giây. Rốt cuộc trên mặt Dương Thanh cũng lộ ra nụ cười. Với cảnh giới siêu phàm nhất cảnh hiện giờ của anh vốn đã có thể bộc phát sức chiến đấu ngang ngửa với siêu phàm nhị cảnh, nếu tiến vào trạng thái điên cuồng thì sức chiến đấu của anh vẫn có thể tiếp tục tăng lên dù có gặp phải cao thủ siêu phàm tam cảnh chưa chắc anh đã thua. Anh Thanh, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Là mục thiên thiên đến, cô ta cầm hộp cơm cách nhiệt trong tay, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh nói, dù là người máy cũng phải nạp nhiên liệu đúng không? Em đến đây tìm anh ba ngày, ba ngày đều mang cơm cho anh thế mà anh không đụng đến một miếng nào. Đây là do chị họ bảo em mang tới cho anh, nếu không phải lo lắng cho anh, em chả thèm tới đây đâu. Giọng điệu của thiên thiên không vui nói, nếu hôm nay anh không ăn sau này em sẽ không bao giờ đưa đồ ăn đến cho anh nữa cảm ơn dương thanh nhận lấy hộp cơm sau đó ăn ngấu nghiến trong ba ngày qua anh tìm mọi cách để rút ngắn thời gian tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng và phát tiết cơn giận trong lòng luôn thấy rất huyền ảo nên anh cũng không để ý đến mục thiên thiên không phải anh không muốn để ý đến cô ta mà là anh không rảnh để ý cô ta lúc này thấy dương thanh nói chuyện với mình lại còn nhận hộp cơm ăn như hổ đói mục thiên thiên ngạc nhiên không nói nên lời chẳng mấy chốc dương thanh đã ăn sạch hộp cơm sạch đến nỗi không còn sót lại một hạt cơm nào chắc anh ăn chưa no đâu nhỉ em sẽ mang cho anh thêm một phần nữa mục thiên thiên nói xong chuẩn bị rời đi chờ đã dương thanh gọi mục thiên thiên lại khẽ mỉm cười nói anh không gặp tinh tuyết mấy ngày rồi anh cũng muốn đi thăm cô ấy nửa giờ sau nhà họ lục trong biệt thự của lục tinh tuyết dương thanh gặp lại tinh tuyết lần nữa một cánh tay của lục tinh tuyết bị bó thạch cao, được quấn bằng băng gạc treo lên cổ. gặp lại lục tinh tuyết, trong lòng dương thanh hơi khó chịu, mới không gặp ba hôm mà lục tinh tuyết gầy đi hẳn, hai mắt hơi sưng đỏ, rõ ràng cô ta đã khóc rất nhiều. dương thanh biết rất rõ tại sao cô gái ngốc này lại khóc, nên trong lòng càng thêm áy náy. anh thanh, anh tới rồi. thấy dương thanh, lục tinh tuyết kích động reo lên. mục thiên thiên thấy vậy cũng đau lòng, lặng lẽ rời đi, nhưng lại không gian riêng cho hai người. Dương Thanh gật đầu, tinh tuyết, xin lỗi, ngày đó anh đã mất khống chế. Lục tinh tuyết vội lắc đầu cười nói, anh Thanh, em không cần lời xin lỗi của anh, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Cô ta cười rất vui vẻ, những ngày qua cô ta nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại Dương Thanh nữa, không ngờ Dương Thanh lại đến nhà họ lục tìm cô ta. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau cũng không biết nói gì chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên tẻ nhạt nhưng mà lục tinh tuyết vẫn rất vui dường như chỉ cần ngồi cạnh người đàn ông này cô ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi hôm nay dương thanh tới nhà họ lục tìm lục tinh tuyết thực ra là để từ biệt anh đã rời yến đô một thời gian dài có rất nhiều chuyện đang chờ anh về để giải quyết ngoài ra nếu anh còn ở lại đây thì có lẽ sẽ mang đến nhiều tai họa cho nhà họ lục cho nên anh buộc phải rời đi được hồi lâu sau lục tinh tuyết mới gật đầu chỉ nói một chữ sắc mặt đầy thương đau Dương Thanh không phải kẻ ngốc, anh đã sớm nhận ra tình cảm của Lục Tinh Tuyết dành cho mình, nhưng trong lòng anh đã có một người phụ nữ khác, đời này, trái tim anh không có chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài cô ấy. Anh Thanh, có phải anh đã nhớ lại tất cả? Lục Tinh Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Thanh gật đầu, không giấu giếm gì, ba ngày trước, ở đỉnh Ninh Sơn, anh đã nhớ lại tất cả. Thì ra là thế, em hiểu rồi. Lục Tinh Tuyết gật đầu, tuy miệng vẫn cười nhưng nụ cười lại hết sức hượng gạo khi dương thanh còn chưa khôi phục trí nhớ thái độ của anh đã rất kiên quyết trừ khi chắc chắn mình chưa kết hôn mới có thể tiếp nhận tình cảm của cô ta nay anh đã khôi phục trí nhớ toàn bộ ký ức đẹp đẽ cùng vợ mình đã quay về anh càng không thể nào tiếp nhận cô ta tinh tuyết vừa rồi em định nói gì với anh dương thanh đột nhiên hỏi lục tinh tuyết nhẹ nhàng lắc đầu không có gì chúc anh lên đường bình an cũng chúc anh cùng chị dâu hạnh phúc mỹ mãn tạm biệt nói đến đó mắt cô ta đã ươn ướt lệ đong đầy trong mắt dương thanh khe khẽ thở dài nhìn chăm chú vào lục tinh tuyết một lần cuối trong lòng anh em mãi mãi là cô em gái của anh nếu có một ngày em gặp rắc rối cứ tới tìm anh gặp lại sau dứt lời dương thanh quay đầu rời đi ngay khi dương thanh bước ra khỏi biệt thự lục tinh tuyết không cách nào khống chế được tâm tình nữa nước mắt lập tức tuôn rơi nhưng cô ta vẫn cố nén không để mình bật khóc thành tiếng như sợ dương thanh nghe thấy Thính lực của Dương Thanh vốn vượt xa người thường, đứng ngoài biệt thự cũng có thể nghe thấy những tiếng nức nở cố nén kia, anh âm thầm thở dài, không do dự nữa, cất bước đi nhanh. Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Ninh Châu, một chiếc máy bay thương mại từ từ hạ cánh, có một người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang. Tránh đường, tránh đường mau, đúng lúc này, một gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc tân thời cắm đầu lao xuống. Chó ngoan không cản đường, ông cút con mẹ nó ra cho tôi gã thanh niên kia vừa chuẩn bị lao xuống cầu thang lại bị người đàn ông trung niên chặn lối, bèn vươn tay đẩy ông ta một cái. Chỉ có điều, hắn ta đã cố tình đẩy mạnh nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn không hề dịch chuyển. Sắc mặt người đàn ông bị xô đẩy nhanh chóng xa sầm xuống, danh con, mày vừa mắng ai là chó đấy? Con mẹ nó, ông biết tôi là ai không? Tôi cứ mắng ông là chó đấy, ông có thể làm gì được tôi? Gã thanh niên kia phách lối quát trả, tôi chính là người nhà họ trương ở Ninh Châu này, ông nội tôi là trương quỳnh chủ gia tộc họ trương đấy tôi đang vội muốn gặp ông nội tôi ông dám làm tôi mất thời gian ở đây tôi giết chết ông sắc mặt người đàn ông trung niên càng thêm âm trầm những người xung quanh nghe thấy gã trai trẻ kia nói thế đều tỏ vẻ kinh ngạc người này là người nhà họ trương tôi nghe nói chủ gia tộc họ lý đã bị giết chết hiện giờ ở ninh châu này nhà họ trương là có tiếng nói lắm đấy chẳng trách tay này dám lớn lối như vậy ra là có chỗ dựa lớn ông kia nghe giọng có vẻ giống người vùng ngoài tới đây, sợ là gặp phiền phức rồi. Chấm, vào lúc này, người xung quanh đã xôn xao bàn tán. Người Ninh Châu đều biết, nhà họ Lý và nhà họ Trương là hai gia tộc lớn nhất ở đây, nay người đứng đầu nhà họ Lý đã bị giết, nhà họ Lý nhất định sẽ suy bại. Như vậy, nhà họ Trương sắp trở thành bá chủ Ninh Châu rồi. Có điều, bọn họ còn chưa hay biết, ngay cả nhà họ Trương cũng đã lụn bại rồi, Ninh Châu ngày nay, nhà họ Lục mới là bá chủ cút ngay, gã thanh niên kia giận dữ quát lớn, ngông nghênh tông về phía người đàn ông trung niên. Muốn chết hà, đáy mắt người đàn ông trung niên thoáng lóe lên một tia sát khí, tay vung lên. Bốp, ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, ông ta vung một cái tát đánh bay gã thanh niên nhà họ trương kia ra xa. Đợi khi mọi người lấy lại tinh thần, người đàn ông trung niên đã biến mất không thấy tâm hơi. Chỉ còn một gã thanh niên nhà họ trương nằm xa xa là minh chứng ông ta vừa ở đây. Chết rồi, bỗng có người hoảng sợ thốt lên cái tay thanh niên nhà họ trương kia chết rồi cái gì mọi người đều kinh hãi nhìn nhau có người vội vã chạy tới kiểm tra phát hiện gã thanh niên họ trương kia đúng là đã chết không ai ngờ được chỉ là một vụ xung đột nhỏ lại dẫn đến án mạng mọi người càng không ngờ rằng người đàn ông từ nơi khác đến ấy lại có thể giết chết một người trẻ tuổi của nhà họ trương chỉ bằng một cái tát ninh châu này sắp xung chuyển rồi ai đó cảm khái nói vào lúc này người đàn ông trung niên kia đã rời khỏi sân bay lên một chiếc taxi thưa quý khách ông muốn đi đâu ạ à? tài xế taxi cười hỏi đến nhà họ lục người đàn ông trung niên chỉ nói mấy chữ sau đó nhắm mắt lại người nhà họ lục không ai hay biết một đại nạn đang đến gần gia tộc mình lúc này trong trang viên của nhà họ lục rất nhiều đại diện các gia tộc lớn của ninh châu đã có mặt tại phòng tiệc ông chủ lục xin chúc mừng sau này nhà họ lục chính là bá chủ của ninh châu ai dám gây gổ với nhà họ lục thì trước tiên phải qua cửa ải nhà họ lý tôi đã. Chấm, trong phòng tiệc, khách khứa đều ra sức xun xoe nịnh bợ chủ nhà họ lục. Lục Nguyên thông nhìn đám người đứng đầu các gia tộc lớn trước đây chưa từng nể mặt lão bao giờ, nay lại cuộc đuôi cun cút nịnh bợ, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin liếm giày mình, lão nở nụ cười vui vẻ. Hôm nay, nhà họ lục cố ý mời những người đứng đầu các gia tộc lớn của Ninh Châu tới tham dự bữa tiệc này. Lục Tinh Tuyết không gia nhập bữa tiệc, Cô ta vẫn ở lại trong biệt thự của mình, Mục Thiên Thiên ở bên cạnh làm bạn. "Chị à, chị đừng buồn nữa." Mục Thiên Thiên kéo tay Lục Tinh Tuyết, đau lòng nhìn cô ta, an ủi, "Chính vì anh ấy là người có tình có nghĩa, chị mới thích anh ấy đến thế, đúng không nào? Cũng bởi anh ấy có tình có nghĩa, cho nên trước khi khôi phục trí nhớ, anh ấy không chịu tiếp nhận tình cảm của chị. Nay anh ấy đã nhớ lại quá khứ, đương nhiên sẽ phải rời đi, nếu anh ấy mà không đi, sợ là chính em cũng sẽ khinh thường anh ấy." Lục Tinh Tuyết gật đầu, "Thiên Thiên, em yên tâm, chị chỉ buồn bã một chút thôi, thư thả cho chị vài ngày, nhất định chị sẽ vượt qua nỗi đau buồn này." "Vậy mới đúng chứ, nào, cười một cái nào." Mục Thiên Thiên trêu chọc nói, cuối cùng Lục Tinh Tuyết cũng mỉm cười với cô ta. "Chị này, mai chúng ta đi chơi đi, làm một chuyến vòng quanh thế giới, chị thấy sao?" Mục Thiên Thiên cười hỉ hả nói. Lục Tinh Tuyết gật đầu, "Được, để chị mua vé, lát chúng mình đi luôn." gì cơ đi luôn hôm nay ạ à? mục thiên thiên giật mình lục tinh tuyết lại gật đầu chúng ta đi du lịch cả nước một vòng đã đi một chuyến hai tháng đi sau đó sẽ ra nước ngoài du lịch chị muốn đi xem gấu bắc cực xem chim cánh cụt tham quan nhà thờ đức bà paris còn muốn đi lục tinh tuyết vừa nói vừa đặt vé. mục thiên thiên ngây mặt ra một lát mới lấy lại tinh thần cười khổ lắc đầu con gái thất tình thật đúng là điên cuồng nếu chị đã muốn điên thì để em điên cùng chị vậy ngay khi hai người đang lên kế hoạch tính du lịch tới thành phố nào trước tiên thì có một chiếc taxi chậm chậm dừng lại trước cửa trang viên nhà họ Lục. "Thưa quý khách, đã tới nhà họ Lục rồi, nơi này là đất tư, xe taxi không vào được." Tài xế taxi dừng xe, nói với người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên thanh toán tiền xe rồi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cổng chính trang viên nhà họ Lục, trên đó có đính một tấm biển lớn với mấy chữ vàng gia tộc họ Lục, ông ta lạnh lẽo lẩm bẩm, "Nghe nói, cậu ở nơi này à?" Uyên, ông ta vừa dứt lời, tấm biển lớn kia đã rơi xuống đất, vỡ thành mấy miếng. Ông là ai? Một đội vệ sĩ tuần tra thấy biển hiệu vỡ nát, sắc mặt tức thì biến đổi, căm tức nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Dương Thanh có ở trong nhà họ Lục không? Người đàn ông trung niên kia lạnh nhạt hỏi. Ông kiếm cậu Thanh. Đám vệ sĩ tuần tra nghe nói người đàn ông trung niên này muốn tìm Dương Thanh, thái độ lập tức mềm mỏng hẳn đi. Bọn họ đều biết rõ. Nhà họ Lục sở dĩ có được ngày hôm nay đều là nhờ Dương Thanh, nếu người này là bạn của Dương Thanh, bọn họ không thể mạo phạm đến ông ta. Ông là bạn của cậu Thanh, đội trưởng đội tuần tra hỏi. Người đàn ông kia lắc đầu. Vậy ông là, đội trưởng đội tuần tra lại hỏi. Là kẻ đến giết người, ông ta vừa nói xong, thân hình đã di động, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đội trưởng đội tuần tra. Giác, mọi người chỉ thấy ông ta xòe tay, chộp lấy cổ đội trưởng, thân mình đội trưởng lập tức bị nhấc bổng lên không trung. Những đội viên khác thấy thế đều sợ ngây người, kinh hoàng không dám động đậy. Người này xông tới trước mặt bọn họ như thế nào, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ. Dương Thanh ở đâu, người đàn ông trung niên kia lạnh lẽo hỏi. Tôi, tôi không, không biết, đội trưởng đội tuần tra vội nói. Rắc, một tiếng xương gáy giòn giã vang lên, cổ của đội trưởng đội tuần tra đã bị bẻ gãy, thân thể bị quẳng xuống, mềm hoạt gục trên mặt đất những đội viên khác đều sợ hãi chết xứng, đội trưởng mới rồi còn sống sờ sờ, vậy mà lại dễ dàng bị giết chết rồi. Bịch, mấy gã đội viên còn lại vội vàng quỳ ngay xuống, cầu xin, thưa ông, chúng tôi không biết, thực sự không biết ạ. À? Hay là ông đi hỏi chủ gia tộc chúng tôi đi ạ, à? nếu cả ông ấy cũng không biết thì ông có thể đi hỏi cô Tinh Tuyết, đúng, hỏi cô Tinh Tuyết ấy ạ. À? Cô Tinh Tuyết là người cứu cậu Thanh, để báo đáp ơn cứu mạng của cô Tinh Tuyết, cậu Thanh mới trợ giúp nhà họ Lục trở thành bá chủ Ninh Châu, ông cứ đi tìm cô ấy cô ấy nhất định biết dương thanh đang ở đâu phụt 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 ngay khi bọn họ vừa dứt lời vài viên đá đã xuyên thủng cổ họng bọn họ mấy thi thể rầm rầm đổ xuống đất bóng người đàn ông trung niên kia lập tức biến mất khỏi chỗ cũ lúc này trong phòng tiệc nhà họ lục đám đông đang ăn uống linh đình sắc mặt mỗi người nhà họ lục đều vui tươi hớn hở ai cũng hiểu sau bữa tiệc này nhà họ lục sẽ thành bá chủ danh chính ngôn thuận của ninh châu ha 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 cảm ơn các vị đã tới chung vui, sau này xin nhờ các vị giúp đỡ nhiều hơn. lục xuyên là người thừa kế vị trí chủ gia tộc đời tiếp theo của nhà họ lục, bấy giờ cũng đứng ra chắp tay tươi cười nói với mọi người. chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. tất cả đều vui vẻ đáp lại. uyên. đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng tiệc đột nhiên bị đá tung, bay thẳng vào giữa phòng, mấy vị khách đứng gần cửa nhất đều đã bị cánh cửa hất bay, hộc máu. kẻ nào? Tất cả đều khiếp sợ quay ra nhìn. Người nhà họ Lục đều cực kỳ tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bóng người trung niên đứng ngay bậc cửa kia. Người đàn ông trung niên đó chính là anh ruột của Long Khoa, Long Dược. "Tên khốn, mày là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Lục chúng tao, chán sống rồi à?" Một gã cao thủ của nhà họ Lục quát lớn, xông tới. Nhưng Long Dược vẫn đứng im, không thèm động đậy một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã cao thủ đang xông về phía mình chết đi cho tao. Cao thủ của nhà họ lục vò tới trước mặt Long Dược, gầm lên một tiếng giận dữ, đánh ra một quyền. Oanh! Một giây tiếp theo, mọi người đều khiếp sợ chứng kiến, Long Dược đứng yên tại chỗ, vung tay chém ra một trường, cao thủ kia lập tức bị đánh bay. Vừa rơi xuống đất, cao thủ này lập tức mất mạng. Lặng ngắt, phòng tiệc rộng lớn như thế chợt rơi vào tĩnh lặng, tất cả sợ hãi nhìn về phía Long Dược. Lục Nguyên Thông cũng sợ hãi tột độ, Cao thủ vừa mới ra tay kia chính là cao thủ Vương Cảnh Trung Kỳ, lại bị Long Dược đánh một đòn mất mạng, thật khó có thể hình dung thực lực của Long Dược cao cỡ nào. Ở đây không chỉ có người nhà họ Lục mà còn có những người đứng đầu của nhiều gia tộc quyền thế khác tại Ninh Châu, tất cả đều là người có kiến thức rộng rãi, mặc dù vậy cũng chưa ai từng gặp cao thủ khủng bố bậc này. Long Dược sát khí đằng đằng đảo mắt nhìn khắp trốn, lạnh lẽo hỏi: "Dương Thanh ở đâu?" Giọng nói của ông ta ầm ầm như sấm sét nổ vang bên tai từng người. Ai nấy đều sợ hãi phát run. Dương Thanh, Dương Thanh là ai? Tôi nghe nói, vị cao thủ giúp nhà họ Lục hình như được gọi là cậu Thanh, chẳng lẽ Dương Thanh chính là cậu ta? Nghe Long Dược nói muốn tìm Dương Thanh, mọi người trong phòng tiệc mới bắt đầu thì thào bàn tán. Người nhà họ Lục càng thêm thấp thỏm lo âu, thì ra người này đến tìm Dương Thanh. Ai cũng biết, Dương Thanh chính là ân nhân của nhà họ Lục, không có Dương Thanh chỉ e nhà họ Lục đã bị nhà họ Lý và nhà họ Trương thâu tóm rồi, nói chi đến chuyện làm bá chủ Ninh Châu. Dương Thanh đã đi khỏi đây rồi. Lục Xuyên lấy can đảm bước lên đáp, sau đó vội hỏi thêm, thưa ngài, xin hỏi ngài tìm cậu Thanh có chuyện quan trọng gì sao ạ? Long Dược không thèm để ý tới Lục Xuyên, chỉ hơi nhíu mày nói, cho các người 10 phút, bảo Dương Thanh tự lăn tới đây nhận lấy cái chết, bằng không, tất cả các người, đều chết. Dứt lời, ông ta ngồi xuống trước một bàn ăn, cầm lên một đôi đũa, thản nhiên ăn ăn uống uống. Tất cả những người ở đây đều căng thẳng ra mặt. Vài vị đứng đầu của gia tộc lớn đưa mắt nhìn nhau, sau đó một ông già đi tới trước mặt Long Dược, thận trọng dè dặt nói: "Đại nhân, tôi chỉ tới đây tham dự tiệc, Dương Thanh mà ngài muốn tìm không có quan hệ gì với tôi, tôi xin về trước ạ." À. Nói xong, ông cụ quay người chuẩn bị rời khỏi đây. Phụt, ông cụ kia mới đi được vài bước đã chững người lại, thân thể chậm chậm ngã xuống đất tất cả đều kêu lên kinh sợ, khi nhìn thấy nửa chiếc đúa lộ ra sau ót ông già kia mới biết được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lập tức, đám người đứng đầu các gia tộc còn đang tính kiếm cớ rời đi đều lộ vẻ sợ hãi, đứng bất động tại chỗ. Chỉ dùng một chiếc đúa đã có thể dễ dàng giết người, loại cao thủ như thế đâu phải người mà bọn họ có thể đối phó nổi. Ông chủ lục, ông còn đứng đó làm gì? Mau đi liên lạc với cái tay dương thanh kia đi, bảo cậu ta tới đây chịu chết nhanh lên. Đúng đúng đúng, mau bảo cái gã khốn kiếp đó tới đây chịu chết đi, chúng ta đều bị cậu ta làm liên lụy rồi đấy. Thế là, đám người đứng đầu các gia tộc vốn tới đây để chúc mừng lại quay sang giống to với lục nguyên thông. Đối với họ, bọn họ chỉ là những người vô tội, hiện tại lại bị nhà họ lục làm liên lụy, ngay cả đi cũng không đi được. Nghe mọi người quát tháo ẩm ý, lục nguyên thông mới lấy lại tinh thần, nghiến răng nói, tất cả im ngay cho tôi. Lúc này, đám người kia mới yên tĩnh lại. Lục Nguyên thông đỏ mắt tức giận nói: "Cậu Thanh đi đâu? Nhà họ Lục chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy vừa mới rời khỏi đây không lâu. Bây giờ không phải là lúc để các ông chỉ trích nhà chúng tôi mà là cần hợp lực tìm ra cậu ấy. Bằng không, nếu chỉ có mình nhà chúng tôi thì không thể tìm ra cậu ấy trong 10 phút đâu." Nghe vậy, đám người kia mới lấy lại tinh thần, bây giờ bọn họ đều là con mồi trong cùng một chiếc lồng, không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Bọn họ bắt đầu liên hệ với người nhà mình bảo bọn họ phát động lực lượng gia tộc tìm kiếm tung tích Dương Thanh khắp thành phố. Lục Xuyên, con liên lạc với tinh tuyết, hỏi xem con bé có thể gọi được cho cậu Thanh không? Lục Nguyên thông lại vội vàng dặn Lục Xuyên. Hiện tại không ai dám nhắc đến chuyện rời khỏi đây, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Lục Xuyên vội vã bấm điện thoại gọi cho Lục Tinh Tuyết, hớt hải hỏi, Tinh Tuyết, con có thể liên lạc được với cậu Thanh không? Nếu có thể, con hãy bảo cậu ấy trong vòng 10 phút nhất định phải tới đây cứu chúng ta, không thì nhà ta xong đời rồi. Bố, có chuyện gì vậy? Lục Tinh Tuyết đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Xuyên, yêu cầu cô ta tìm Dương Thanh, nghe thấy thế cũng hốt hoảng theo, vội hỏi. Không có thời gian giải thích nữa đâu, trong vòng 10 phút phải bảo cậu Thanh về đây. Lục Xuyên giống lên tức tối, không làm nhảm vớ vẩn nữa, mau liên lạc với cậu ta đi. Dứt lời, ông ta cúp điện thoại. Chị Tinh Tuyết, có chuyện gì vậy? Thấy Lục Tinh Tuyết nghe điện thoại xong liền đờ đẫn ra, Mục Thiên Thiên vội nóng ruột hỏi. Bấy giờ Lục Tinh Tuyết mới hoàn hồn, vội vã nói với Mục Thiên Thiên, có chuyện lớn rồi, Thiên Thiên, em có cách nào liên lạc được với anh Thanh không? Trong vòng 10 phút, anh ấy phải tới đây, bằng không nhà họ Lục sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta hiểu rõ, bố mình chưa bao giờ nói những lời như vậy, nay nếu đã nói nghiêm trọng đến thế tức là sự tình hiện đang rất nguy cấp. "Chị Tinh Tuyết, em cũng đâu có phương thức liên lạc của anh ấy." Mục Thiên Thiên vội nói. Thấy Lục Tinh Tuyết hốt hoảng như vậy, cô ta lại vội trấn an, "Chị đừng sốt ruột mà, để em thử xem có thể tìm được anh ấy không." Dứt lời, Mục Thiên Thiên bèn bấm điện thoại gọi đi, "Trong vòng 3 phút, tôi muốn lấy được phương thức liên lạc của Dương Thanh." Lúc này, Mục Thiên Thiên như thể biến thành một người khác, toàn thân tản ra phong thái quý tộc. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã rời khỏi nhà họ Lục, ánh mắt anh lạnh băng, thầm nhủ, "Nếu nhà họ Diệp và nhà họ Long đều muốn lấy mạng mình, vậy thì trước tiên cứ tới nhà họ Diệp đã." Anh đang chuẩn bị đi thì một hồi chuông điện thoại chợt rộn rã vang lên. "Xin chào, xin hỏi." Anh còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc nức nở, "Anh Thanh, xin anh mau tới cứu nhà họ Lục em với, trong vòng 10 phút mà anh không thể tới đây, nhà họ Lục em sẽ bị người ta diệt sạch." "Cái gì?" Dương Thanh vừa ngồi lên một chiếc taxi định ra sân bay, nghe Lục Tinh Tuyết nói thế lập tức giật mình kinh sợ, vội vàng bảo tài xế quay đầu, đến nhà họ Lục hôm nay nhiều người tới nhà họ lục thật đấy tài xế vừa quay đầu xe vừa cười ha hả nói dương thanh lập tức chú ý trước tôi còn có người khác cũng tới nhà họ lục à đúng vậy vừa rồi tôi mới chở một vị khách của nhà họ lục từ sân bay về sau đó trên đường rời khỏi nhà họ lục thì lại đón được cậu lúc này cậu lại muốn quay về đó tài xế taxi cười hỉ hả nói nhưng vị khách trung niên muốn tới nhà họ lục đó thoạt nhìn ăn mặc có vẻ hơi quái dị trông mới ngoài 50 mà lại mặc một bộ đồ thời Hán rất là đúng trào lưu. Chẳng phải hiện tại toàn thanh niên mới thích mặc đồ thời Hán hay sao nhỉ? Giờ đến cả trung niên cũng thích đồ thời Hán rồi à? Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, vô số chiếc đũa chợt bay vút lên không chung, tụ lại trước mặt ông ta. Giết, Long dược lại quát một tiếng vang dội, hơi thở võ thuật khủng bố quét về bốn phía. Cùng lúc đó, mấy trăm chiếc đũa đang tụ hội trước mặt ông ta chợt bay vút về phía đầu của những người đang quỳ ở đây như mũi tên rời cung. Tất cả sững sờ nhìn, đáy mắt ngập tràn tuyệt vọng. Ầm, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chợt một tiếng động lớn vang lên. Dưới ánh nhìn khiếp sợ của tất cả mọi người, những chiếc đũa đang lao vun vút về phía đám đông đã tiến gần sát mục tiêu lại đột nhiên rơi hết xuống đất. Mọi người cúi đầu nhìn, vừa thấy rõ, tất cả lại càng thêm chấn kinh. Họ chỉ thấy mỗi chiếc đũa đều đâm vào một chiếc lá cây vậy có nghĩa là những chiếc lá cây này đã ngăn cản chiếc đũa đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh sao có thể như vậy được trong đầu tất cả mọi người đều nảy ra một câu như vậy nhưng sự thật đã bày ra trước mắt không tin cũng buộc phải tin cậu thanh cuối cùng lục nguyên thông nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lập tức mừng rỡ chảy nước mắt chợt nghe lục nguyên thông lên tiếng mọi người mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn bóng người trẻ tuổi đứng trước mặt long dược ai nấy đều không thể tin được. Đa số bọn họ đều không biết cậu Thanh là ai, bây giờ mới biết, cậu Thanh mà người nhà họ lục nhắc tới lại là một người trẻ tuổi. Vừa rồi, chính người trẻ tuổi này đã cứu bọn họ đó sao? Lúc này, ánh mắt Dương Thanh tràn ngập lửa giận, mắt nhìn chầm chầm vào long dược, nghiến răng hỏi, ông Đường Đường là một cao thủ siêu phàm cảnh mà lại ra tay tàn độc như thế với người thường, vậy có phải hơi quá đáng rồi không? May chính là Dương Thanh. Long Dược ngạo nghễ nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt khinh thường không hề che giấu. Đối với câu hỏi của Dương Thanh, ông ta không thèm để ý trả lời. Ông là ai? Dương Thanh cũng không cố gắng chất vấn chuyện đó, anh đang cực kỳ tò mò, đối phương rốt cuộc là ai, vì sao phải tới nhà họ lục tìm mình. Hoài Thanh, Long Dược, Long Dược lạnh lẽo đáp. Hoài Thanh, đây là lần đầu Dương Thanh nghe tới địa danh này, nhưng từ tên họ đối phương, anh đã có thể lờ mở đoán ra đôi chút. Ông là người của hoàng tộc họ Long, Dương Thanh giật mình hiểu ra. Ngôn tình sắc Long Dược khinh thường cười nói, với tao mà nói, trong hoàng tộc họ Long chỉ có một người thân, đó chính là em trai tao, Long Khoa, thân phận hiện tại của tao là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành. Bấy giờ, Dương Thanh đã hiểu ra vì sao người này lại tới tìm mình. Long Dược cũng đã nói, trong hoàng tộc họ Long, ông ta chỉ nhận một người thân là em trai ông ta, Long Khoa, vậy tức là, lần này ông ta tới để ra mặt thay em mình. Có điều, nếu Long Dược đã gọi Long Khoa là em trai, tất nhiên ông ta cũng phải là người của hoàng tộc họ Long, vì sao nghe giọng điệu ông ta lại như không muốn có bất cứ liên quan gì tới hoàng tộc họ Long vậy? Ông ta còn nói mình là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành, vậy phủ thành chủ Hoài Thành rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ, phủ thành chủ Hoài Thành cũng là một gia tộc cổ võ? Nhưng ân oán giữa anh và Long Khoa hẳn cũng không đến mức độ này chứ nhỉ? Trước kia đúng là anh từng giết mấy người của hoàng tộc họ Long, nhưng đó chỉ là cao thủ của hoàng tộc họ long thôi không phải là chính long khoa ông tới ra mặt thay cho long khoa dương thanh hỏi thấy dương thanh vẫn bình thản như không long dược lập tức nổi giận mày đã giết em trai tao lại còn dám hỏi tao có phải đang ra mặt thay nó không à cái gì long khoa chết rồi dương thanh vừa nghe thấy tin này cũng vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ không phải chính mày đã giết em trai tao sao long dược nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải mày giết em tao thì sao tao phải rời hoài thành lặn lội tới tận Ninh Châu xa xôi này tìm mày. Danh con, chịu chết đi, Long Dược gầm lên một tiếng, chân thoáng di động, nháy mắt đã vọt về phía Dương Thanh. Chỉ trong một chớp mắt, hơi thở võ thuật trên người ông ta vọt lên cảnh giới siêu phàm cảnh, Dương Thanh kinh ngạc nhận ra, thực lực của ông ta đã đạt tới siêu phàm tam cảnh. Cút, thấy Long Dược không phân biệt trắng đen đã lập tức tấn công mình, Dương Thanh không hề nương tay, nháy mắt đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, đánh ra một quyền. Uinh, hai quyền đụng phải nhau, một luồng uy lực đột nhiên bùng nổ, quét về bốn phương tám hướng. Những người có mặt trong phòng tiệc đều bị luồng uy lực này quét qua, toàn thân chấn động, hộp máu bay ngược ra sau. Khí thế võ thuật kinh khủng tràn ra bốn phương tám hướng làm toàn bộ phòng tiệc hỗn loạn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, theo những gì họ thấy thì cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã được xem như cao thủ đứng đầu, còn về cao thủ thần cảnh, họ chưa được thấy bao giờ. Chứ đừng nói chi đến cao thủ siêu phàm cảnh, lúc này họ chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang cuộn trào bị thương rất nặng đây chỉ mới là khí thế kinh khủng mà hai cao thủ bộc phát trong lúc đánh nhau sau khi dương thanh và long dược đánh chiêu đầu thì không ai lùi bước cả hai người vẫn đứng ở vị trí cũ chỉ là mặt đất dưới chân hai người đã bị lõm xuống quả nhiên võ thuật của mày đã bước vào siêu phàm cảnh rất lâu sau long dược nheo mắt nói ánh mắt thấp thoáng sự kinh ngạc tuy ông ta là con rể của phủ thành chủ hoài thành năm 40 tuổi bước vào siêu phàm cảnh. Bây giờ 55 tuổi nhưng thực lực mới đến siêu phàm nhị cảnh. Mặc dù thực lực của ông ta đang là siêu phàm nhị cảnh. Nhưng sắp đến siêu phàm tam cảnh rồi, chỉ còn một bước nữa. Nhưng với thực lực của ông ta, dù là siêu phàm tam cảnh tầm thường thì chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Bây giờ, một chàng trai mới 27, 28 tuổi mà đã bộc phát thực lực đến cảnh giới siêu phàm nhị cảnh, điều này làm ông ta khá ngạc nhiên. Ở một nơi võ thuật phát triển mạnh như Hoài Thành, dù có là phủ thành chủ thì cũng chưa có cao thủ 30 tuổi nào bước vào siêu phàm cảnh. Rốt cuộc mày là ai? Long Dược chợt hỏi. Dương Thanh bình tĩnh nói, chắc ông cũng rất rõ tôi là ai nhưng tôi muốn nói với ông rằng, cái chết của Long Khoa không liên quan gì đến tôi. Với cảnh giới võ thuật của ông, chắc ông cũng biết rõ căn cứ theo cảnh giới võ thuật của tôi, nếu tôi muốn giết Long Khoa thật thì tôi hoàn toàn có thể giấu tất cả mọi người chắc chắn ông bị ai đó lợi dụng rồi, thế nên mới đổ cái chết của Long Khoa lên đầu tôi. Nghe Dương Thanh nói vậy, Long Dược nhớn mày, ông ta biết Dương Thanh không hề nói dối. Không cần biết có phải mày giết Long Khoa hay không, giữa mày và nó có xích mích rất lớn. Nó muốn mày chết đúng không? Long Dược đã đoán được đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn muốn tiếp tục đấu với Dương Thanh. Hừ, Dương Thanh cười mỉa, nếu ông đã nói vậy thì tôi có nói gì cũng vô nghĩa. Nếu ông muốn đấu thì tôi đấu, dứt lời, Dương Thanh chuyển động chân, trong nháy mắt anh biến mất khỏi phòng tiệc, cùng lúc đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đỉnh Ninh Sơn, quyết chiến. Long Dược cũng biến mất theo. Đến khi hai người đã biến mất khỏi phòng tiệc, mọi người mới sực tỉnh, mặt ai nấy đều kinh hãi, vội hít thở. Rốt cuộc họ là cao thủ cấp nào vậy? Có người mặt đầy sợ hãi hỏi. Thần cảnh đỉnh phong à, lại có người vội vã nói. Thần cảnh đỉnh phong, một cao thủ vương cảnh hậu kỳ nghi ngờ nói, nếu họ chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong thật thì họ không thể làm chúng ta bị thương nặng chỉ với sóng dư âm của một lần va chạm được tôi không biết cảnh giới võ thuật của họ nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cảnh giới võ thuật của họ đã vượt ra khỏi thần cảnh đỉnh phong người đó vừa dứt lời mọi người kinh hãi ai nấy đều ngây ra như phỗng với người ninh châu như họ mà nói vương cảnh trung kỳ đã được xem như cao thủ đứng đầu rồi còn về vương cảnh hậu kỳ nếu gia tộc nào có cao thủ thế này thì gia tộc đó có thể khống chế Ninh Châu. Còn cao thủ thần cảnh, họ hoàn toàn chưa bao giờ được tiếp xúc nhưng bây giờ lại có người nói, hai người ban nãy là cao thủ đã vượt ra khỏi cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người lục nguyên thông, vẻ mặt phức tạp. Ai cũng hiểu rõ trong hai người mới rời đi, một khi Dương Thanh chiến thắng thì địa vị của nhà họ lục ở Ninh Châu này sẽ vững như kiềng một gia tộc có cao thủ đã vượt khỏi cảnh giới thần cảnh chống lưng cho, dù là gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám đắc tội, đúng không? Cùng lúc đó, trên đỉnh Ninh Sơn, Dương Thanh và Long Dược đứng đối diện nhau. Với cảnh giới võ thuật của họ, nếu như đánh nhau ở nhà họ lục thì nhà họ lục sẽ thành một bãi phế tích trong nháy mắt, thương vong rất thảm thiết. Chỉ có đỉnh Ninh Sơn mới là nơi đánh nhau thích hợp nhất. Nếu tôi không đoán nhầm thì người lợi dụng ông là Long Hoàng nhỉ. Dương Thanh phá vỡ sự im lặng trước, Nhìn Long Dược hỏi. Với chỉ số IQ của mình, anh có thể dễ dàng đoán được tại sao Long Dược lại nói anh giết Long Khoa. Lúc trước hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đã phái 12 cao thủ thần cảnh, kết quả bị một mình anh giết sạch. Chắc chắn chuyện này đã mang đến một mối nguy lớn cho hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp, điều Long Hoàng và Diệp Hoàng lo nhất là anh sẽ đến hai gia tộc đó. Cho nên Long Hoàng tìm Long Dược nhờ ra tay. Long Dược cũng nói rồi, Long Khoa là em trai của ông ta nếu thế thì long dược cũng là người của hoàng tộc họ long có điều dương thanh không hiểu tại sao hoàng tộc họ long lại có cao thủ siêu phàm cảnh nếu thế thì tại sao hoàng tộc họ long không để long dược ra tay từ sớm với thực lực siêu phàm nhị cảnh của long dược các gia tộc khác đâu ai là đối thủ của hoàng tộc họ long câm miệng long dược hét lên phẫn nộ cắn răng nói không cần biết cái chết của long khoa có liên quan đến mày hay không tao phải dồn mối thù này lên đầu mày đúng là không nói lý lẽ nếu đã thế thì ra tay chứng minh thực lực đi. Dương Thanh vừa dứt lời, anh dẫm chân thật mạnh, trong nháy mắt tảng đá không lồ mà anh đang dẫm lên hóa thành bột mịn. Cơ thể của anh bay thẳng về phía Long Dược. Bây giờ cảnh giới võ thuật của anh là siêu phàm nhất cảnh nhưng anh có thể bộc phát ra sức chiến đấu vượt mức siêu phàm nhị cảnh. Nếu như ở trạng thái bùng nổ, thậm chí anh còn có thể bộc phát sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Có điều tạm thời anh không có ý định mang trạng thái cuồng bạo ra đấu với Long Dược sau khi võ thuật bước vào siêu phàm cảnh muốn tiến thêm bước nữa khó như lên trời chỉ có đánh nhau với cao thủ có thực lực tương đương mới có thể nhanh chóng thúc đẩy võ thuật của chính mình làm thực lực của mình tiến bộ thêm một bậc muốn chết thấy dương thanh chủ động tấn công mình mắt long dược lóe sát khí biến mất tại chỗ xông lên chiến đấu đi chết đi giây tiếp theo hai người đều ra đòn hiểm long dược hét lên một tiếng tung ra một quyền bỗng nhiên một hơi thở võ thuật kinh khủng ập về phía dương thanh giống như muốn đập dương thanh thành một đống thịt vụn. dương thanh không hề sợ hãi, anh đã chuẩn bị từ trước nên tay phải ra trường, một hơi thở võ thuật cũng kinh khủng không kém cạnh ập đến trước mặt long dược. ầm, um, khoảnh khắc khi hai trường chạm vào nhau, sóng dư âm nổ mạnh như vụ nổ hạt nhân. chỉ thấy trong nháy mắt, núi đá dưới chân hai người vỡ tung, khe nước to như cánh tay lan ra bốn phương tám hướng. ầm, um, bỗng nhiên lại có một tiếng vang lớn, đỉnh núi dưới chân hai người nổ mạnh, vô số đất đá bay tứ tung. Ầm ầm ầm, giây tiếp theo, hai người lại phát động tấn công. Bóng hai người nhanh như tia chớp, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm vang lên liên tục. Toàn bộ Ninh Châu bị bao phủ bởi hơi thở võ thuật khủng khiếp của hai người, vô số cao thủ đều ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Sơn, ai nấy đều ngỡ ngàng. Mặc dù cách rất xa nhưng họ đã cảm nhận được hơi thở võ thuật kinh khủng trên đỉnh Ninh Phong. Ninh Châu đang gặp chuyện gì vậy? Một nơi đóng quân của hoàng tộc ở Yến Đô, vài cao thủ thần cảnh của hoàng tộc ngỡ ngàng nhìn về phía Ninh Châu. Yến Đô và Ninh Châu rất xa nhau nhưng hơi thở kinh khủng bộc phát trong trận quyết chiến của cao thủ siêu phàm cảnh lan đến tận Yến Đô. Với cao thủ thần cảnh mà nói, họ rất nhạy với hơi thở võ thuật nên dễ dàng cảm nhận được trận chiến giữa hai cao thủ đứng đầu ở Ninh Châu. Trận chiến thế này, sợ rằng cảnh giới võ thuật của hai người đó đã bước vào siêu phàm nhị cảnh. Có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong nghiêm túc nói: "Cái gì? Siêu phàm nhị cảnh? Cùng là cao thủ thần cảnh, lúc nghe có cao thủ siêu phàm cảnh" Họ đều bất ngờ thẳng thốt. Chắc là trận chiến mới bắt đầu hoặc là họ vẫn có thể bộc phát ra năng lực mạnh hơn nữa, chưa đoán hết được đâu. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong mới nói chuyện nhìn về phía Ninh Sơn bằng ánh mắt sùng bái. Lúc này, Dương Thanh và Long Dược đang chiến đấu kịch liệt, sức mạnh hủy diệt dường như muốn hủy hoại cả Ninh Sơn. Phạm vi 10 dặm quanh Ninh Sơn, ngoài Dương Thanh và Long Dược đang chiến đấu kịch liệt ra thì không còn ai nữa. Cuộc chiến thế này dù chỉ là dư âm thôi thì cũng đủ để tiêu diệt người bình thường. Cậu rất mạnh, sau 10 phút chiến đấu, Long Dược chợt ngừng lại, nghiêm túc nhìn Dương Thanh nói, nếu không phải vì mối thù giữa mày và em trai tao thì có lẽ tao sẽ dẫn mày đến Hoài Thành. Từ những lời của Long Dược, Dương Thanh cảm nhận được nguy hiểm. Ban nãy hai người đánh nhau, năng lực tương đương, về cơ bản Dương Thanh đã bộc phát hết sức nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đấu với Long Dược. Từ những lời của Long Dược, Dương Thanh hiểu đối phương đang chuẩn bị dốc hết sức đối phó anh. Trước khi giết mày, tao rất muốn biết rốt cuộc mày là ai. Long Dược lại hỏi lần nữa, nghi ngờ nói, tao vẫn phải thừa nhận nếu ở Hoài Thành, thiên phú võ thuật của mày có thể lò top 3. Tao không tin người như mày lại không có lai lịch hùng hậu. Dương Thanh cười chua chát, lúc trước Vũ Vũ Lan cũng nói với anh như vậy, cả lưu lão quái của Miêu Thành sắp bị anh giết cũng cho rằng anh có lai lịch rất mạnh nhưng anh thật lòng không biết mình lại có lai lịch mạnh cỡ nào anh chỉ biết nhiều năm trước mẹ ruột của anh đã chết vì bệnh còn bố ruột của anh anh vẫn hoàn toàn không biết người đó là ai chẳng lẽ lai lịch của bố mình rất lớn bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì không dương thanh lạnh nhạt hỏi long dược đã hạ quyết tâm muốn giết anh rồi nếu thế thì dù có làm rõ lai lịch của anh liệu ông ta có chịu buông tha cho anh không mày nói đúng lắm đúng là vô nghĩa mày mà không chết thì đó sẽ là cơn ác mộng của hoàng tộc họ Long. Tao không cần biết mày là ai, hôm nay mày phải chết. Long dược dứt lời, một luồng khí thế càng kinh khủng hơn toát ra từ người ông ta. Cảm nhận được hơi thở của Long dược đang càng ngày càng mạnh, mặt Dương Thanh nghiêm túc hẳn lên. Anh có thể cảm nhận được trong trước mắt, dường như Long Dược đã đột phá cảnh giới võ thuật. Nửa tháng trước anh đã từng đấu với Vũ Vũ Lan của Hoàng tộc họ Vũ, mà thực lực của Vũ Vũ Lan là siêu phàm tam cảnh bây giờ dường như hơi thở võ thuật trên người long dược giống hệt hơi thở võ thuật trên người vũ vũ lan anh có thể đánh bại vũ vũ lan nhưng không có nghĩa anh có thể đánh bại long dược bởi vì lúc đấu với vũ vũ lan anh đang trong trạng thái cuồng bạo bởi vì trong cơ thể anh vẫn còn liều thuốc hoàn mỹ không những thế còn có ba viên thuốc có thể tăng cảnh giới võ thuật mà phùng tiểu uyển đưa cho anh sau đó anh lại đấu với black doctor thực lực gần như siêu phàm ngũ cảnh là vì black doctor lại rót cho anh liều thuốc siêu hoàn mỹ một loại hoàn toàn mới, tác dụng còn kinh khủng hơn. Nhưng bây giờ cảnh giới võ thuật của anh vẫn dừng ở siêu phàm nhất cảnh, lại không có viên thuốc tăng cảnh giới võ thuật mà Phùng Tiểu Uyển cho anh, miễn cưỡng có thể dùng cách của mình để tiến vào trạng thái cuồng bạo. Dù vậy anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến siêu phàm tam cảnh. Mà Long Dược thì tăng thẳng từ siêu phàm nhị cảnh lên siêu phàm tam cảnh. Khoảng cách giữa hai người quá lớn vốn dĩ tao định tìm một cơ hội thích hợp rồi hẵng đột phá siêu phàm tam cảnh nhưng tao phát hiện nếu cứ ở siêu phàm nhị cảnh thì khó mà giết mày được. Long dược hờ hững nhìn Dương Thanh như thể đang nhìn người chết, lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì hôm nay tao sẽ đột phá. Mày có thể ép tao đột phá để giết mày, riêng việc này thôi cũng đã vinh dự cho mày lắm rồi. Mặt Dương Thanh khá khó chịu, anh nhìn Long Dược chằm chằm, ông và tôi không hề có xích mích hay hận thù gì, ông cũng biết rõ cái chết của Long Khoa không hề liên quan đến tôi, Thậm chí ông cũng bị Long Hoàng lợi dụng để giết tôi. Vậy mà ông vẫn định đấu đến cùng với tôi à? Tôi có thể đồng ý với ông rằng chỉ cần ông chịu thua, tôi sẽ tha cho hoàng tộc họ Long. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh cúi đầu, không phải vì anh sợ mà anh không biết, một khi anh tiến vào trạng thái cuồng bạo thì liệu có tỉnh táo được không? Trong khoảng thời gian này, anh đang luyện cách tiến vào trạng thái cuồng bạo rồi giải trừ nó nhưng bây giờ là thực chiến. Một khi đấu trận sinh tử với Long dược, khó mà đoán được kết quả tiến vào trạng thái cuồng bạo càng lâu anh càng khó kiểm soát bản thân cũng có nghĩa là anh phải đánh bại long dược trong khoảng thời gian ngắn nếu vượt quá một khoảng thời gian nhất định anh khó mà tỉnh táo lại được thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời nghe dương thanh nói long dược bật cười cười diễu cợt vốn dĩ tao cứ tưởng mày sẽ dốc hết sức đấu với tao nhưng không ngờ chưa bắt đầu mà mày đã sợ rồi mày làm tao thất vọng quá mặt dương thanh tối sầm không ngờ mình không muốn cả hai đều thiệt nhưng lại bị long dược nghĩ là mình sợ lúc trước khi anh chiến với black doctor mặc dù sức chiến đấu của black doctor là siêu phàm ngũ cảnh nhưng ông ta vẫn bị thương nặng huống chi long dược mới có siêu phàm tam cảnh ông muốn đấu một trận sống còn với tôi đúng không giọng dương thanh trầm xuống dương thanh mày tự đề cao bản thân mình quá rồi đó long dược không giận mà còn cười một cao thủ siêu phàm nhất cảnh như mày mà dám nói vậy với cao thủ siêu phàm tam cảnh mày không thấy buồn cười à? Dương Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt đang nhìn Long Dược dần lạnh lẽo. Nếu ông đã muốn chiến, tôi mà không đồng ý, chắc ông thất vọng lắm nhỉ? Dương Thanh nói bâng quơ. Cảm nhận được sự bình tĩnh của Dương Thanh, bóng Dương Long Dược hơi luống cuống, ông ta cảm nhận được sự đe dọa của Dương Thanh. Thằng nhóc, tao biết mày cũng có cách để trở nên mạnh hơn nhưng dù gì tao cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Một khi tao mà ra tay rồi, mày sẽ không còn cơ hội ra tay đâu long dược nheo mắt nói bây giờ tao cho mày được sử dụng cách để trở nên mạnh mẽ nhưng mày ba chiêu sau ba chiêu mày sẽ không còn cơ hội ra tay nếu đã vậy thì tôi không khách sáo dương thanh dứt lời chân chuyển động xông về phía long dược hả long dược nhíu mày ông ta cứ tưởng dương thanh sẽ dùng cách gì đó để mạnh hơn rồi đấu với ông ta nhưng không ngờ anh vẫn giữ thực lực siêu phàm nhất cảnh để đấu chẳng lẽ dương thanh không có chiêu gì để mạnh hơn long dược âm thầm phỏng đoán đúng lúc này dương thanh đã vỏ đến trước mặt ông ta long dược vừa dịch chân là tránh được ngay ầm một tiếng vang lớn phần núi đá chỗ ông ta mới vừa đứng đã vỡ tung dầm dầm ngay sau đó hai đòn tấn công kinh khủng ập xuống liên tục ba chiêu liên tục quả nhiên long dược không hề ra tay với dương thanh ông ta chỉ liên tục tránh mà dương thanh thì đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể động đến long dược Mặc dù siêu phàm nhị cảnh và siêu phàm tam cảnh chỉ cách nhau có một bậc nhưng chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới biết một bậc nhỏ này trên nhau đến nhường nào. Hết ba chiêu rồi, tiếp theo nếu cậu vẫn ra tay với tôi, tôi sẽ không nể tình đâu. Long dược nheo mắt nói. Bỗng nhiên một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng bộc phát trong người ông ta. Trong khoảnh khắc này, ông ta cứ như vị vua của vùng trời này, khống chế tất cả sinh linh. Dù có là Dương Thanh thì cũng cảm nhận được hơi thở đàn áp kinh khủng này nhưng anh vẫn kiên quyết lúc nhìn về phía long dược trong mắt anh chỉ có ý chí chiến đấu chứ không hề có ý định sẽ lùi bước giết dương thanh gầm lên một tiếng rồi lại nhào về phía long dược dầm nhưng anh chưa kịp vọt đến trước mặt long dược thì long dược đã vọt đến trước mặt anh ông ta đá một cái dương thanh cảm giác lồng ngực mình sắp vỡ tan cơ thể bay lên không trung rồi văng ra mười mấy mét không chịu nổi dù chỉ một chiêu dương thanh phun một búng máu mặt tái mét trước mặt tao mày của bây giờ giống hệt một con kiến làm sao mà đấu với tao được lúc long dược nhìn dương thanh ánh mắt ông ta đầy khinh thường dương thanh cắn chặt răng cố gắng bỏ dậy lúc nhìn long dược ánh mắt anh cực kỳ kiên quyết đến đây đi dương thanh vừa dứt lời anh lại xông về phía long dược dầm chưa kịp đụng được long dược thì anh đã bị đối phương đánh bay dầm 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 ngay sau đó mấy lần liên tục dương thanh giống như con rán đập mãi không chết cứ xông về phía Long Dược hết lần này đến lần khác rồi để bị ông ta đánh bay. Dương Thanh, lòng can đảm của mày rất đáng được khen ngợi nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật tao sẽ giết mày. Long Dược kiêu ngạo đứng trước mặt Dương Thanh, lạnh lùng nói, kiếp sau, nhớ rõ là đừng trêu người của hoàng tộc họ Long nữa. Vừa dứt lời, ông ta giơ một chân lên dẫm mạnh xuống đầu Dương Thanh. Giây tiếp theo, một luồng hơi thở võ thuật bùng nổ trong cơ thể anh. ầm, um, mắt thấy chân Long Dược chuẩn bị dẫm xuống, Dương Thanh chợt dồn hết sức vào tay phải rồi tung quyền thật mạnh. Dầm, Dương Thanh tung một quyền đập mạnh lên tảng đá mà Long Dược đang đứng. Long Dược không thể nào ngờ Dương Thanh vẫn có thể bộc phát đòn tấn công kinh khủng như vậy. Sau khi đánh bay Dương Thanh, ông ta đã thả lỏng cảnh giác. Long Dược không kịp đề phòng nên bị Dương Thanh đánh trúng chân. Giác, tiếng nứt xương vang lên giòn tan, dây tiếp theo chỉ thấy người Long Dược bay thẳng ra ngoài như quả bóng cao su bị nổ. Khoảnh khắc đánh bay Long Dược, Dương Thanh thừa thắng xông lên. Chết đi, anh gầm lên phẫn nộ, dồn hết sức lực toàn thân vào bên tay phải rồi trưởng về phía tim Long Dược. Mày dám, Long Dược kinh hãi mặt tái mét, giống lên. Dầm, Dương Thanh không hề nương tay, ngưng tụ sức mạnh toàn thân đánh mạnh vào phần tim Long Dược. Cơ thể Long Dược lại bị đánh bay, sau khi bay hơn mười mấy mét thì đập mạnh vào một tảng đá. Tảng đá chia năm xẻ bảy, phụt, Long Dược phun một ngụm máu, Hơi thở võ thuật siêu phàm tam cảnh tan biến như bong bóng bị xì hơi. Ông ta nằm dưới đất thở thoi thóp như chó gần chết. Dương Thanh lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Long Dược đã không còn sức chiến đấu, cuối cùng cũng thở phải nhẹ nhõm. Long Dược hoàn toàn không ngờ Dương Thanh lại có thể bộc phát một chiêu mang theo sức mạnh ngang ngửa một chiêu của cao thủ siêu phàm tam cảnh, lúc này ông ta thấy hối hận cực kỳ. Mày, chắc chắn mày sẽ phải trả một cái giá rất lớn đây là câu chăn chối của Long Dược, mạng sống tan biến. Hơi thở võ thuật trên người Dương Thanh tan biến, anh ngồi phịch xuống đất, mặt thấp thoáng sự vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Cuối cùng cũng chết rồi, anh phức tạp nhìn Long Dược, nói. Khoảnh khắc khi Long Dược đột phá siêu phàm tam cảnh, Dương Thanh ý thức được nếu lấy đá trọi đá để đánh bại Long Dược, đó là chuyện không thể nào. Cho nên anh không để mình tiến vào trạng thái cuồng bạo mà lấy trạng thái mạnh nhất của mình để đấu với Long Dược, nhưng dù gì anh cũng mới chỉ là cao thủ siêu phàm nhất cảnh nên dù sức chiến đấu có mạnh đi chăng nữa thì cũng miễn cưỡng đạt đến siêu phàm nhị cảnh mà bản thân long dược là cao thủ siêu phàm tam cảnh với thực lực của anh anh không phải là đối thủ của long dược nhưng nếu anh tiến vào trạng thái cuồng bạo thì có thể tăng sức chiến đấu dù sao long dược mới đột phá siêu phàm tam cảnh một khi dương thanh tiến vào trạng thái cuồng bạo anh có thể miễn cưỡng bộc phát sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh nhưng nếu chìm trong trạng thái cuồng bạo quá lâu, có thể anh sẽ hoàn toàn mất trí, cuối cùng trở thành một cỗ máy chỉ biết giết người. vì thế anh luôn giữ lại chiêu cuồng bạo này, cố gắng dốc hết sức chiến đấu, làm Long Dược lơ là cảnh giác, sau đó tìm cơ hội tốt nhất cho Long Dược một đòn chí mạng. nếu ban nãy Long Dược không lơ là cảnh giác, thì dù anh có dồn hết sức cũng chưa chắc có thể giết ông ta. Hoàng tộc họ Long, mắt Dương Thanh trở nên sắc bén anh không muốn ra tay với hoàng tộc họ Long nhưng hôm nay sự xuất hiện của Long dược làm anh ý thức được. Bây giờ không phải anh có muốn ra tay hay không mà hoàng tộc họ Long không chịu buông tha cho anh. Nếu đã vậy thì hoàng tộc họ Long chỉ có thể biến mất. Giọng Dương Thanh lạnh đến cực đỉnh. Anh hiểu rõ lần này mình đã rước lấy phiền phức lớn đến nhường nào. Mặc dù Long dược là người của hoàng tộc họ Long nhưng lại là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành, Dương Thanh không biết Hoài Thành là nơi nào nhưng hiểu rõ chắc chắn giống Miêu Thành. Một nơi chuyên ở ẩn, võ thuật phát triển mạnh. Long dược là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành, chắc chắn có địa vị cao ở Hoài Thành. Đợi sau khi phủ thành chủ Hoài Thành biết tin Long dược bị giết, chắc chắn sẽ cho cao thủ nhập thế điều tra. Anh biết không bao lâu sau, có lẽ Hoài Thành sẽ tra được mình. Cùng lúc đó, hoàng tộc họ Long, trong một căn biệt thự biệt lập, Long hoàng đang ngồi trên ghế mây, ánh mắt sắc bén chợt thấy lo lắng không biết tại sao sau khi lão ta tung tin giả long khoa bị dương thanh giết cho long dược mí mắt lão ta cứ rượt liên hồi lòng cứ thấy bất an giống như sắp có chuyện lớn xảy ra phụ hoàng đúng lúc này một người đàn ông trung niên bước đến gọi vài tiếng long hoàng mới sực tỉnh tới rồi à long hoàng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình vẻ mặt hơi áy náy người đàn ông trung niên trông rất tiêu điều lúc nhìn long hoàng ánh mắt bình tĩnh trong khoảng thời gian gần đây đây là lần đầu tiên ông ta được Long hoàng mời đến. Con vẫn giận bố à?" Mặt Long hoàng phức tạp nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, "Không dám." Giọng lạnh nhạt đến cực đỉnh. Người đàn ông trung niên tên Long Tường, là con trai trưởng của Long hoàng, cũng là bố của Long Thiên Vũ. Vốn dĩ ông ta mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của hoàng tộc họ Long nhưng sau khi Long Thiên Vũ đắc tội Dương Thanh, long khoa đứng giữa chia rẽ nội bộ dẫn đến long hoàng từ từ xa lánh long tường long tường của bây giờ không còn chút quyền lực nào ở hoàng tộc họ long nữa thậm chí còn không bằng những người khác họ bố định để con làm người thừa kế của hoàng tộc họ long chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ sắc phong cho con từ nay về sau con chính là long hoàng tương lai của hoàng tộc họ long long hoàng chợt nói nào ngờ long tường chợt lắc đầu cười diếu phụ hoàng người không có ai nữa nên mới nhớ đến con đúng không xin lỗi phụ hoàng, con đã mất niềm tin vào hoàng tộc họ Long rồi, không hề muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng chọn nhân tài khác đi. Long hoàng nhíu mày, con từ chối. Long tường gật đầu, từ khi bố thu hồi tất cả quyền lực của con, con đã thể cả đời này sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện của hoàng tộc họ Long nữa. Dứt lời, ông ta xoay người đi, con đã quyết định sẽ quy y cửa Phật, mong phụ hoàng tác thành. Anh đứng lại đó cho tôi. Long hoàng chợt phẫn nộ, mặt dữ tợn, hét lên, anh là con trai trưởng của hoàng tộc họ long này bây giờ long khoa đã chết rồi chỉ có anh mới có tư cách thừa kế ngôi vị long tường dừng chân bình tĩnh nói bố cũng nói đó bởi vì long khoa chết rồi nên con mới có tư cách thừa kế ngôi vị nếu đã thế thì bố cứ xem như con cũng chết rồi đi dứt lời ông ta không hề do dự nữa bước thẳng ra ngoài đồ khốn nhìn bóng dáng long tường rời đi long hoàng cực kỳ phẫn nộ nếu lão ta mà có cách gì thì sẽ không để long tường thừa kế ngôi vị hoàng đế Lão ta có rất nhiều con nối dõi nhưng trong số đông đảo những người con nối dõi của lão ta, chỉ có Long Tường và Long Khoa là hai người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất. Các hoàng tử khác thì một là thiên phú võ thuật quá kém, hai là quá nhỏ, không đủ để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bây giờ hoàng tử duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế lại từ chối lão ta, có thể tưởng tượng được lão ta đang phẫn nộ đến nhường nào. Dương Thanh, tại tên khốn nhà mày. Nếu không phải mày thì tao sẽ không đích thân giết con trai mình mắt Long Hoàng dữ tợn, nỗi hận Dương Thanh đã đạt đến đỉnh điểm. Lão ta chỉ truyền đạt tin giả là Long Khoa bị Dương Thanh giết cho Long Dược, còn Long Dược có tìm Dương Thanh để báo thù hay không, lão ta cũng không biết. Người đâu, Long Hoàng gầm lên, một người mặc áo đen từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Long Hoàng. Hoàng chủ, lão giả áo đen khom lưng nói. Long Tấn, anh đến Yến Đô một chuyến đi. Long Hoàng cắn răng nói, tôi muốn những người liên quan đến Dương Thanh đều phải biến mất khỏi thế giới này long tấn khẽ nhíu mày hoàng chủ làm vậy liệu có quá đáng lắm không oan có đầu nợ có chủ tất cả mọi thù hận đều là thù hận giữa chúng ta và dương thanh nếu chúng ta làm vậy thật thì sợ rằng chúng ta và dương thanh sẽ không chết không thôi dương thanh còn trẻ mà đã bước vào siêu phàm cảnh thiên phú võ thuật thế này chắc chắn phía sau có gia tộc cổ võ lớn mạnh chống lưng cho long hoàng nhấn mày lạnh lùng hỏi đến anh cũng không thèm nghe theo mệnh lệnh của tôi à long tấn khẽ cúi đầu không dám long hoàng phẫn nộ nói nếu đã không dám thì cứ làm theo những gì tôi dặn đi sau khi long tấn đi thực hiện nhiệm vụ trong tòa biệt thự chỉ còn lại một mình long hoàng nỗi bất an ngày một lớn khiến cho tâm trạng của lão ta rất bức bối rốt cuộc sao thế này long hoàng tự hỏi trong lúc lão ta lo nghĩ tại một căn nhà sang trọng khác trong hoàng phủ họ long long tường cũng đang rất sốt ruột bố ơi bố gọi con ạ à. long thiên vũ gõ cửa đi vào thiên vũ ông nội con bảo bố đến gặp ông ấy long tường vào thẳng vấn đề ông ấy muốn bố thừa kế hoàng vị bố từ chối rồi ạ à. không ai hiểu bố bằng con long thiên vũ hỏi ngay long tường gật đầu tự diếu cái gì cũng không quan trọng đối với ông nội con ông ấy có lòng kiểm soát rất mạnh cho dù bố ngồi trên vị trí đó thì có lẽ cùng bị ông ấy nắm trong lòng bàn tay bố muốn rời khỏi hoàng tộc họ long nên gọi con tới đây là muốn hỏi con có suy nghĩ thế nào về việc này từ khi xảy ra mâu thuẫn với Dương Thanh, bị phế bỏ Tu Vi rồi được anh hứa hẹn rằng Phùng Tiểu Uyển sẽ chữa khỏi bệnh cho mình, Long Thiên Vũ như trưởng thành chỉ trong một đêm. Giờ đây, hắn ta cũng không quá kinh ngạc khi biết được bố muốn rời khỏi hoàng tộc họ Long, chỉ là trong mắt có thêm mấy phần lo lắng. Bố, bố còn nhớ Long Dược không ạ? À? Long Thiên Vũ Thình Linh hỏi. Đương nhiên Long Tường nhớ, ông ta gật đầu nói, tất nhiên rồi, Long Dược là anh trai cùng bố cùng mẹ của Long Khoa cũng là người có thiên phú cao nhất hoàng tộc họ Long suốt trăm năm qua. Nhưng trời không dung được người tài, mới còn trẻ như thế mà đã chết rồi. Long Thiên Vũ lại lắc đầu, con nghe nói Long Dược chưa chết mà là được gia tộc cổ võ chú ý, trở thành con rể của họ đấy ạ. À? Ông ta ở rể tại đó luôn. Nghe vậy, sắc mặt Long Tường thay đổi, vội vàng đi đóng cửa rồi mang hắn ta vào phòng làm việc. Ông ta nặng nề hỏi, con nghe ai nói? bố còn nhớ cứ 10 năm sẽ có một số cao thủ không rõ lai lịch đột nhiên đến hoàng tộc họ Long chứ. Long Thiên Vũ lại hỏi chuyện khác. Long Tường gật đầu, ông nội con tự mình tiếp đãi những người đó mà, lại còn rất kính cẩn với họ nữa. Cứ 10 năm họ lại tới hoàng tộc một lần, lần nào hoàng tộc cũng tổ chức cuộc so tài võ thuật giữa các hậu bối. Chuyện này có vấn đề gì sao? Long Thiên Vũ gật đầu, vào 30 năm trước, khi đó con mới 4 năm tuổi, con tận mắt nhìn thấy long dược cũng ở trong nhóm những người sắp đi ông nội đích thân ra tiến ban đầu con nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi cho đến mấy ngày trước ông nội bảo con đến gặp con nghe thấy ông nội nói chuyện với ông tấn có nhắc đến long dược gia tộc cổ võ và chuyện ở rể gì đấy tuy không nghe được toàn bộ nội dung nhưng dựa vào những thông tin đó về cơ bản con có thể xác định long dược vẫn chưa chết mà là được người của gia tộc cổ võ dẫn đi ở rể tại đó nhờ vào thiên phú xuất sắc của mình Nghe hắn ta nói xong, nét mặt Long Tường trở nên thẫn thờ, thì ra là như vậy. Ông ta cũng đoán giả đoán non về cái chết của Long Dược, nhưng đến tận lúc này mới biết Long Dược còn sống, không những thế còn được người của gia tộc cổ võ mang đi. Bố, mấy chuyện con vừa nói đều không quan trọng, quan trọng là con nghi ngờ cái chết của Long Khoa là do chính tay ông nội làm. Long Thiên Vũ không sợ chết nói ra tin động trời. Vừa dứt lời, mặt mày Long Tường nháy mắt tái mét, vội vàng đưa tay che miệng hắn ta lại đừng nói linh tinh chứ ông ta mắng long thiên vũ lắc đầu bố à con không có nói linh tinh cậu thanh là người như thế nào con biết rất rõ nếu cậu ấy thật sự muốn giết long khoa thì sao phải giết một cách lén lút thế chứ với thực lực của cậu ấy thần không biết quỷ không hay lẻn vào hoàng tộc họ long để giết ông nội cũng dễ như trở bàn tay chứ đừng nói là giết long khoa cậu ấy vốn chẳng hề đếm xỉa gì đến sự khiêu khích của long khoa đâu ạ à thế mà ông nội lại tuyên bố với bên ngoài rằng ông ta bị cậu thanh giết chết chuyện này hoàn toàn không tin được long tường càng ngày càng ngạc nhiên nhìn đứa con trai dường như đã trưởng thành rất nhiều ở trước mặt lòng đầy vui mừng con dựa vào đó để đoán người đã giết chết long khoa là ông nội con ông ta hỏi long thiên vũ lắc đầu mấy ngày gần đây tin tức cậu thanh xuất hiện ở ninh châu đột nhiên nổi lên ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy đã chết giờ lại bỗng nhiên xuất hiện đúng là làm cho người ta giật mình. Ngay mấy ngày trước, Long khoa đã điều động 6 cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Long để hợp sức với 6 cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Diệp. 12 người có thực lực thần cảnh cùng đến Ninh Châu giết cậu Thanh. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không thấy 6 cao thủ thần cảnh được phái đi trở lại, còn nghi ngờ họ đã chết. Thế nên ông nội bắt đầu thấy sợ, sợ cậu Thanh sẽ trở lại hoàng tộc họ Long. Nhìn tình hình thì cậu ấy mà tới là hoàng tộc sẽ bị tiêu diệt ngay bố cũng biết ông nội là một người thế nào mà ông ấy thà để người của hoàng tộc họ long chết chứ không cho phép hoàng tộc họ long bị tiêu diệt trong tình hình này chỉ có gia tộc cổ võ mới có thể cứu được hoàng tộc long dược là anh trai cùng cha cùng mẹ của long khoa nếu như long khoa bị cậu thanh giết chết thì long dược nhất định sẽ báo thù nghe được những lời này của long thiên vũ long tường sững sờ lâu lắm rồi ông ta không quan tâm đến chuyện trong hoàng tộc họ long nên không biết đến những chuyện này Đến khi nghe Long Thiên Vũ nói, ông ta mới ngộ ra thời gian gần đây trong hoàng tộc lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Đồng thời, Long Tường cũng cảm giác được, dường như hoàng tộc đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Thiên Vũ, con đã lớn rồi, ông ta chợt nói với Long Thiên Vũ, nét mặt ngổn ngang cảm xúc. Tuy Long Thiên Vũ đã hơn 30 tuổi nhưng Long Tường vẫn xem hắn ta như một đứa con nít. Cho tới hôm nay, ông ta mới nhận ra con trai mình đã lớn rồi. Long Thiên Vũ tự giễu cười, trước kia là con quá ngu muội không biết trời cao đất dày từ khi gặp được cậu thanh con mới biết mình chỉ là một con ếch ngồi ở đáy giếng con đừng xem nhẹ bản thân một thanh niên tài tuấn như cậu thanh cho dù vào trong những gia tộc cổ võ kia cũng sẽ là một người rất xuất sắc long tường đáp câu nói này không phải an ủi mà là sự thật long thiên vũ bỗng nhiên sốt ruột nói bố mới vừa rồi con nhìn thấy ông tấn rời khỏi hoàng tộc con lo là ông nội muốn giết những người bên cạnh cậu thanh không phải những người bên cạnh cậu Thanh đều đi hết rồi sao, Long Tường cau mày hỏi. Hắn ta nặng nề nói, đi thì đi rồi, nhưng ở Yến Đô còn một vài người có liên quan đến cậu ấy. Con hiểu tính cách của ông nội, nổi điên lên là cái gì liên quan đến cậu Thanh cũng muốn tiêu diệt sạch. Nét mặt Long Tường tức khắc thay đổi, thiên vũ, không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu không làm gì những người bên cạnh cậu Thanh thì hoàng tộc họ Long còn có hy vọng, một khi làm vậy, cậu Thanh sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Long Thiên Vũ cảm thấy rất áp lực. Hắn ta có thể đoán ra được Long Hoàng giết Long Khoa rồi đổ tội cho Dương Thanh, thậm chí còn đoán được Long Hoàng phái Long Tấn đi giết người thân và bạn bè của Dương Thanh thì tất nhiên cũng hiểu được hậu quả của chuyện này. Bố, bây giờ con sẽ đi Yến Đô, Long Thiên Vũ không trần chừ, lập tức hạ quyết tâm. Chờ đã, hắn ta vừa định đi thì Long Tường lên tiếng, nếu Long Tấn không muốn dừng việc giết bạn bè của Dương Thanh lại thì nói cho bác ấy biết, chỉ cần chịu dừng tay thì cái ơn bác ấy nợ bố xem như xóa bỏ vâng long thiên vũ gật đầu không có thời gian để hỏi cái ơn đấy là thế nào chỉ muốn sớm ngày đuổi kịp long tấn để tránh cho những rắc rối không cần thiết xảy ra nhìn bóng lưng của hắn ta trong đôi mắt sâu thẳm của long tường tràn đầy lo lắng con trai trưởng của hoàng tộc họ long đương nhiên không tầm thường ông ta hiểu rất rõ hậu quả của việc chọc giận dương thanh sẽ nghiêm trọng đến nhường nào lúc này chỉ có thể đặt niềm tin lên long thiên vũ nếu không thể ngăn cản Long Tấn, sợ là hoàng tộc họ Long cách ngày bị diệt tộc không lâu nữa. Tại sân bay quốc tế Yến Đô, một người trẻ tuổi bước ra từ sân bay. Nhìn khung cảnh thân thuộc xung quanh, ánh mắt anh đầy cảm xúc. "Chủ tịch, người nọ vừa ra khỏi sân bay thì có một chiếc Audi A8 dừng bên cạnh anh." Một người trung niên xuống xe, nét mặt cực kỳ kích động. "Vất vả cho ông rồi." Anh vỗ vào bả vai của ông ta, đôi mắt mang theo sự cảm kích. Người trẻ tuổi đương nhiên là Dương Thanh vừa từ Ninh Châu trở lại Yến Đô, người trung niên chính là Lạc Bân. Chủ tịch, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày cậu trở lại rồi. Đôi mắt Lạc Bân ươn ướt. Từ sau khi Dương Thanh đột một biến mất vào một tháng trước, ông ta đã chịu áp lực biết bao nhiêu. May mà anh đã sắp xếp các ảnh vệ bên cạnh ông ta trước khi đi, nếu không Lạc Bân cũng không biết mình có thể sống đến hôm nay không nữa. 20 phút sau, tại phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhãn Thanh. Dương Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, Lạc Bân ngồi ở bên cạnh, các giám đốc điều hành khác thì chia nhau ngồi ở hai bên. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn về phía anh. Chuyện Dương Thanh dẫn người thân đi nơi khác vào một tháng trước đã lan truyền khắp Yến Đô, thậm chí còn có người đồn rằng anh và người nhà đã chết. Chính vì vậy, trong tập đoàn Nhãn Thanh vang lên rất nhiều ý kiến khác nhau làm cho Lạc Bân rất áp lực. Tất cả đã đến đông đủ chưa? Dương Thanh nhìn lướt qua xung quanh, lên tiếng nhìn chiếc ghế trống ở đối diện mình sắc mặt lạc bân hơi khó coi cắn răng đáp phó tổng giám đốc hoàng vẫn chưa tới dương thanh nhíu mày lúc được lạc bân đến sân bay đón anh đã ra chỉ thị nửa tiếng sau mở họp thế mà lúc này vẫn còn người chưa đến dương thanh cũng nhận ra được vài điều từ nét mặt của lạc bân lạnh giọng hỏi có liên lạc được với hoàng lỗi không thưa chủ tịch phó tổng giám đốc hoàng nói mình bị bệnh cảm thấy không khỏe nên hôm nay không đến giữa lúc đó một giám đốc điều hành dưới chướng phó tổng giám đốc Hoàng Dè giặt đứng dậy, nói. Không khỏe, Lạc Bân nhếch mép, không khỏe hay là thấy chủ tịch về rồi nên sợ quá, không dám dự họp. Sắc mặt của tên giám đốc kia hơi xấu đi, cúi đầu không đáp lời. Thông báo cho Hoàng Lỗi, trong vòng 10 phút không đến họp thì sau này không cần tới nữa. Dương Thanh nói thẳng thừng, nhìn lướt qua những người ở đây, bắt đầu họp. Đã hơn một tháng Dương Thanh không đến tập đoàn Nhạn Thanh, không nắm rõ về tình hình của tập đoàn nên vừa về đã tổ chức cuộc họp để nắm khái quát. Anh nhìn Lạc Bân, nói, xếp Lạc, ông nói trước đi. Ông ta gật đầu, nhanh chóng báo cáo, dự án quan trọng nhất ở tập đoàn Nhạn Thanh hiện nay vẫn là dự án xây dựng thành Cửu Châu. Thành Cửu Châu ở Yến Đô đã qua giai đoạn nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục liên quan. Hiện giờ, tất cả tòa nhà văn phòng và cửa hàng ở đó đều đã được cho thuê. Bên cạnh đó, tám châu vực khác cũng đang trong quá trình xây dựng thành cửu châu, về cơ bản thì tiến độ hoàn thành công trình đã đến 70%, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành. Các hoạt động kinh doanh khác của tập đoàn cũng đã đi vào nền nếp, tuy có gặp một chút rắc rối nhưng đều được giải quyết nhanh chóng. Lạc Bân nói sơ lược mọi vấn đề, nét mặt chợt hiện lên sự do dự như không biết có nên nói hay không. Ông còn gì muốn nói nữa, Dương Thanh hỏi. Lạc Bân hạ quyết tâm, tiếp tục báo cáo, thưa chủ tịch, nhà họ tưởng ở Hoàng Thành Long muốn mua lại tập đoàn Nhãn Thanh với giá 1 tỷ, bị tôi từ chối thì dùng thế lực của mình, kết hợp với các thế lực đứng đầu 8 châu vực khác để tấn công dự án thành cửu châu ở những nơi đó. Do vậy mà chi phí để xây dựng công trình đã tăng gần gấp đôi. Nếu không thì chắc chắn dự án xây dựng thành cửu châu ở 8 châu vực còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 9. Nghe ông ta nói xong, Dương Thanh nổi giận. Một tỷ mà cũng đòi mua lại tập đoàn Nhãn Thanh, ai cho họ lá gan đó thế? anh giận dữ nói đến hôm nay giá trị thị trường của tập đoàn nhạn thanh đã lên đến hàng trăm tỷ thế mà nhà họ tưởng lại muốn dùng một tỷ để mua đúng là quá ngông cuồng kể cả hoàng tộc họ long cũng không dám làm vậy chứ đừng nói nhà họ tưởng chỉ là một gia tộc trong hoàng thành long nhà họ tưởng sau khi bị từ chối thì liên lạc với hoàng lỗi muốn nâng đỡ hoàng lỗi thăng chức nếu cậu về chế mấy ngày thì có lẽ tôi đã bị hoàng lỗi thay thế rồi lạc bân cẩn thận nói Tên này muốn chết rồi, trên khuôn mặt Dương Thanh đầy sát ý. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mà mẹ để lại, anh quyết không phép bất kỳ kẻ nào dám gây bất lợi cho tập đoàn. Phòng họp rộng rãi lập tức chìm trong im lặng, Lạc Bân cực kỳ căng thẳng, không dám thở mạnh. Trừ Hoàng lỗi ra thì còn ai nữa? Dương Thanh kìm nén cơn giận, nhìn Lạc Bân hỏi. Vừa nói xong, anh phát hiện gần một nửa giám đốc điều hành trong phòng họp đều đột nhiên trở nên hốt hoảng. Lạc Bân nhìn xung quanh rồi đáp, "Thưa chủ tịch những người khác đều bị hoàng lỗi gây áp lực nên mới lựa chọn đứng cùng thuyền với ông ta mong cậu có thể cho họ thêm một cơ hội những tay giám đốc đã quy thuận hoàng lỗi tức thì lộ vẻ cảm kích dương thanh lại nhíu mày lạc bân ông nên hiểu thứ tôi không thể khoan dung nhất chính là kẻ phản bội thế mà ông lại nói đỡ cho kẻ phản bội lạc bân sợ hãi hốt hoảng nói tôi không dám không dám thì đuổi toàn bộ những kẻ chọn đi theo hoàng lỗi đi dương thanh lạnh lùng nói anh biết ông ta đang nghĩ gì việc đột một sa thải một nửa giám đốc điều hành sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng đối với Dương Thanh, những kẻ này đã dám phản bội một lần thì sẽ dám phản bội lần hai. Nếu mưu tính được chuyện gì có lợi cho mình, có thể họ còn muốn anh chết. Dương Thanh không thể nào tha thứ trong tập đoàn Nhạn Thanh do một tay mẹ mình sáng lập nên lại có loại người hai mặt này. Cho mấy người ba ngày để giao lại công việc cho cấp dưới, sau đó cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đi lạc bân nhìn lướt qua những người ở đây lạnh giọng nói hiển nhiên là nói với những người đi theo hoàng lỗi một ngày thôi giọng dương thanh lạnh ngắt nội trong hôm nay không cần biết có phải tăng ca đến tối muộn hay không cũng phải bàn giao công việc rõ ràng sau đó cút đi không nghe lời thì giết dầm anh vừa nói xong thì vỗ lên bàn một phát trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người chiếc bàn cứng vô cùng kia xuất hiện một dấu tay nhìn dấu tay trên bàn học đám giám đốc điều hành sợ mất mật, nét mặt của ai cũng đầy hãi sợ. Những tay giám đốc đi theo hoàng lỗi càng kinh hoàng hơn, thân thể run rẩy không kìm lại được. Họ đều là người bình thường, chưa từng chính mắt nhìn thấy sức mạnh của người luyện võ. Mà nếu để họ được chứng kiến sức mạnh chân chính của anh thì có khi còn sợ hơn. Dương Thanh, mày đúng là ngông cuồng. Giữa lúc đó, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa phòng họp. Một người trung niên đi vào, sau lưng còn có một ông lão tóc hoa dâm. Người trung niên vừa lên tiếng là hoàng lỗi, Dương Thanh vừa nhìn đã nhận ra. Còn ông lão tóc bạc sau lưng ông ta thì mang trên mình khí thế của một cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Rõ ràng ông lão này là người của nhà họ tưởng ở Hoàng Thành Long, nếu không thì một cao thủ vương cảnh đỉnh phong không thể đi theo sau hoàng lỗi như tùy tùng thế được. Có tôi ở đây, không ai có thể đuổi mọi người đi. Hoàng lỗi nhìn thẳng vào mắt Dương Thanh, hiển nhiên ông ta nói câu này với những giám đốc điều hành đã chọn theo mình. Hoàng lỗi lạc bân giận dữ quát, ông có biết mình đang nói gì không? Ông cầm miệng lại cho tôi. Hoàng lỗi nói, đừng nghĩ rằng Dương Thanh đã quay lại là có thể ra mặt giúp ông. Để ông đây nói cho mà nghe. Dương Thanh không về thì còn sống, tới đây thì chết chắc rồi. Hiện giờ cả hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều đang đuổi bắt cậu ta, có lẽ người của hai hoàng tộc lớn này đã hay tin, đang trên đường tới tập đoàn Nhạn Thanh cũng nên dương thanh không lên tiếng chỉ hờ hững nhìn hoàng lỗi như một tên hề thấy ông ta xuất hiện những giám đốc điều hành định ra ngoài đều dừng lại khiêu khích nhìn dương thanh anh không hề quan tâm đến những người thấp kém kia hít mắt nhìn hoàng lỗi nói cho dù hoàng chủ của hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp tới đây cũng không làm gì được tôi huống chi là ông bị dương thanh nhìn chằm chằm người hoàng lỗi run lên nhưng nghĩ đến việc nhà họ tưởng đã hứa hẹn sẽ cho mình một số lợi ích nỗi sợ hãi trong lòng ông ta lập tức tan thành mây khói dương thanh mày đúng là gan to bằng trời lời lẽ ngông cuồng thế này mà cũng dám nói ra mày chết chắc rồi hoàng lỗi trêu cợt nói bớt nói nhảm để lại lời trăng chối đi tôi sẽ tiến ông lên đường dương thanh lạnh giọng nói ha ha hoàng lỗi cười phá lên dương thanh mày đúng là không biết trời cao đất dày nghĩ mình là chủ tịch của tập đoàn nhạn thanh nên có thể vinh váo trước mặt tao à ông đây nói cho mày biết bây giờ tao đang đại diện nhà họ tưởng của hoàng thành long đến đây đàm phán với mày tao cho mày một tỷ giao tập đoàn nhãn thanh ra đây mày còn có thể cầm số tiền lớn này để chơi bời nếu không đừng nói là một tỷ để cái mạng mày ở lại đây luôn đi ông ta vừa nói xong thì cao thủ vương cảnh đỉnh phong sau lưng đột nhiên tiến lên một bước khí thế bùng nổ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang ở trong phòng họp đều cảm giác được áp lực cực mạnh kia mặt mày ai nấy đều tái mét biết ông ấy là ai không? Hoàng lỗi kiêu căng nói, ông ấy là cao thủ của nhà họ tưởng, có thực lực vương cảnh đỉnh phong lận đấy. Kể cả người đứng đầu của các vương tộc ở Chiêu Châu cũng chỉ đang ở vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Dương Thanh, tao cho mày một phút đồng hồ, nếu mày chịu giao tập đoàn nhãn thanh ra thì nhà họ tưởng sẽ cho mày một tỷ, không thì ngày này năm sau chính là ngày rỗ của mày. Sắc mặt Lạc Bân lập tức thay đổi, đứng trước mặt Dương Thanh, căm tức quát, ông dám. Lạc Bân chỉ biết Dương Thanh rất có thực lực, rốt cuộc mạnh đến đâu thì ông ta không rõ nhưng ông lão đang đứng bên cạnh hoàng lỗi lại cho ông ta áp lực rất lớn lúc này trong lòng lạc bân chỉ có một suy nghĩ đó là dù có chết cũng phải chết trước dương thanh thấy hành động này của lạc bân dương thanh rất cảm động chỉ là một con kiến vương cảnh đỉnh phong mà cũng dám lên mặt với tôi anh lạnh lùng cười tư thế ngồi vẫn vững như núi may chán sống rồi đúng không cao thủ nhà họ tưởng nghe thấy câu nói của dương thanh thì nổi cơn thịnh nộ lao đến trước người anh rồi tung một cú đấm ha ha chủ tịch của mấy người chết chắc rồi hoàng lỗi cười sằng sặc như đã thấy hình ảnh dương thanh bị người của nhà họ tưởng đấm cho vỡ đầu chủ tịch lạc bân liều lĩnh xông lên định chặn đòn tấn công cho dương thanh nét mặt của những giám đốc kia đều cực kỳ hốt hoảng cốt khi cú tấn công của cao thủ nhà họ tưởng sắp chạm đến dương thanh đột nhiên gầm một tiếng Khí thế kinh khủng nháy mắt bộc phát ra. Một chữ cút như tiếng sấm rền vang lên trong đầu của ông lão kia. Phụt, trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, cao thủ vương cảnh đỉnh phong của nhà họ tưởng hộp máu, bay thẳng ra ngoài phòng họp như diều đứt dây, nặng nề đập vào bức tường ở ngoài hành lang rồi rơi xuống đất, lại phun ra một ngụm máu. Tình trạng rất thảm thương. ầm, um, giờ phút này, ai nấy đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Dương Thanh, hoàng lỗi cũng trợn trừng hai mắt chính mắt họ đã nhìn thấy cao thủ nhà họ tưởng lao đến trước mặt Dương Thanh, nhưng chưa kịp làm gì, thậm chí Dương Thanh cũng không ra tay, chỉ quát lớn một từ cút mà đã bay ra ngoài. Ông ta, chết rồi. Lúc này, một giám đốc điều hành nhìn ông lão chết không nhắm mắt kia, nét mặt đầy sợ hãi. Gì cơ, chết rồi, không, sau một lúc thẫn thờ, hoàng lỗi khó tin hết lên, không thể nào. Sao lại vậy được, ông Trương là cao thủ vương cảnh đỉnh phong của nhà họ tưởng cơ mà, sao có thể bị giết được. Hoàng Lỗi như hóa điên xông tới trước mặt cao thủ nhà họ Tưởng, xác nhận được cao thủ vô cùng hùng mạnh trong mắt mình đã chết thật rồi. Đã thế còn là bị một chữ giết chết. Bịch, Hoàng Lỗi lập tức quỳ hai gối xuống đất, lê lết đến dưới chân Dương Thanh, sợ hãi cầu xin, "Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Bọn họ uy hiếp tôi phải phản bội cậu, nếu không sẽ giết tôi. Chủ tịch à, tôi cũng là bị ép buộc, bất quá nên mới làm vậy thôi. Xin chủ tịch hãy tha mạng cho tôi." sau này tôi không dám nữa đâu. Dương Thanh lạnh lẽo nhìn ông ta, nói, tôi đã nghi ông bị uy hiếp đấy chứ. Nếu vừa rồi ông không vinh váo như thế thì tôi đã cho một con đường sống rồi. Còn bây giờ, ông chỉ có thể đi chết thôi. Dứt lời, Dương Thanh búng tay, cây bút ký tên trong tay nháy mắt đâm thủng cổ họng của Hoàng Lỗi. Giờ phút này, cả căn phòng đều lặng như tờ. Họ đều là giám đốc điều hành của tập đoàn, mỗi ngày đều chỉ tiếp xúc với những gì liên quan đến kinh doanh buôn bán, tuy có biết đến các cao thủ luyện võ nhưng không mấy ai từng trực tiếp gặp mặt. Hôm nay được thấy tận mắt, chính tay nghe, cảnh tượng này gần như làm cho cả đám đều choáng váng. Phịch, bịch, chấm, những giám đốc điều hành đi theo hoàng lỗi lập tức quỳ xuống dưới chân Dương Thanh, thấp thỏm nói, Chủ tịch, chúng tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi. Khuôn mặt Dương Thanh không có cảm xúc nào, sáng sớm ngày mai, tôi muốn các ông giao lại tất cả công việc của mình nếu để tôi biết ai dám lấp liếm hay bán thông tin của công ty đi tôi nhất định sẽ tự tay giết các ông biểu hiện bá đạo vừa rồi của dương thanh khiến những người trong phòng họp sợ chết khiếp không còn ai dám chống đối nhất là bọn giám đốc điều hành đang quỳ dưới đất xin tha đều đồng loạt tỏ thái độ sẽ hoàn thành việc chuyển giao công việc của mình cho người khác những người một mực kiên trì đi theo lạc bân đều mừng thầm biết cơ hội thăng chức sắp đến rồi sau khi đuổi các tay giám đốc đi theo hoàng lỗi ra ngoài dương thanh nhìn lướt qua xung quanh nói với những người còn lại tiếp theo lượng công việc của mỗi người sẽ tăng lên gấp đôi đồng thời tiền lương cũng vậy dứt lời anh ra chỉ thị cho lạc bân ông đi thu xếp cho mấy tên giám đốc bị sa thải kia giao công việc lại cho các giám đốc ở đây rõ thưa chủ tịch lạc bân kính cần đáp lời lòng vô cùng kích động tuy lần này tập đoàn nhạn thanh gặp phải rắc rối không nhỏ nhưng trong cái rủi có cái may ít nhất cũng đã sa thải được những kẻ hai lòng với tập đoàn mãi đến khi dương thanh đi mọi người mới dám thở hắt ra ai nấy đều vui mừng quá đỗi sau chuyện hôm nay ngoại trừ lượng công việc tăng thì tiền lương của họ cũng sẽ tăng gấp bội thậm chí còn có cơ hội thăng trước nữa được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học lạc bân chính thức đi vào cuộc họp tại một trang viên ở yến đô thưa chủ gia tộc tôi nhận được một tin xấu đã tìm thấy tung tích của dương thanh rồi ạ à? cậu ta đang ở ninh châu trong tròi nghỉ mát một người trung niên hớt hải chạy tới, nghiêm túc nói. Ông lão tóc bạc đang ngồi trong tròi nghe ông ta nói vậy thì sắc mặt thay đổi, ông nói sao? Dương Thanh còn sống, đang ở Ninh Châu à? Người trung niên này là thám tử của nhà họ tưởng, vừa đi thám thính chuyện của Dương Thanh về. Ông ta gật đầu, nghe nói 12 cao thủ thần cảnh do hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp phái đi toàn bộ đều chết ở Ninh Châu. Hai hoàng tộc đó đều đang hỗn loạn, sợ Dương Thanh sẽ đến hoàng thành của mình để trả thù mặt mũi chủ gia tộc họ tưởng tái mét. Sở dĩ lão ta dám cử cao thủ trong gia tộc đến Yến Đô là vì muốn được chia một chén canh, biết tin Dương Thanh có khả năng đã chết liền tính kế lên tập đoàn Nhãn Thanh. Nào ngờ, tập đoàn Nhãn Thanh còn chưa vào tay mà tin tức Dương Thanh còn sống đã đến. Điều làm lão ta sợ hãi hơn là, ngay cả 12 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cũng bị giết sạch. Thông báo cho tất cả mọi người, lập tức rời khỏi Yến Đô, trở về Hoàng Thành Long chủ gia tộc họ tưởng không do dự nữa, lập tức ra lệnh. Rõ, người trung niên vội vàng đi. Tưởng an quân mình cả đời đều sáng suốt, thế mà một lần hồ đồ lại khiến cho nhà họ tưởng gặp phải nguy cơ chí mạng. Tưởng an quân nặng nề nói. Lão ta hiểu rằng, một khi Dương Thanh trở lại Yến Đô, người của nhà họ tưởng sẽ không thể quay lại được nữa. Dầm, ngay lúc này, một tiếng động thật lớn vang lên. Người trung niên tưởng an quân vừa phái đi đột nhiên bay về phía tròi nghỉ mát của lão ta. Người trung niên ngã xuống đất, tắt thở. Ai đấy, nét mặt của tưởng an quân thay đổi, cực kỳ phẫn nộ. Lão ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người trẻ tuổi với gương mặt quen thuộc đang lại gần mình. Dương, Dương Thanh, toàn thân tưởng an quân run lên bần bật. Vừa lo lắng Dương Thanh sẽ trở lại Yến Đô thì anh xuất hiện, còn tới tận nhà mình. Mấy chục cao thủ nhà họ tưởng bao vây Dương Thanh trong thấp thỏm, lo sợ. Anh nhìn tưởng an quân, vẻ mặt không thay đổi, hỏi, ông chính là kẻ muốn dùng một tỷ để mua lại tập đoàn nhạn thanh có giá trị lên đến hàng trăm tỷ của tôi. Phịch, hai chân tưởng an quân mềm nhũn quỳ xuống đất. Cậu Thanh, đây là hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm. Lão ta run rẩy biện hộ, sao tôi dám mơ tưởng tập đoàn nhạn thanh của cậu được? Thế à, ánh mắt Dương Thanh ngập tràn sát khí. Lão già này dám trợn mắt nói dối, tưởng mình ngu sao? Không cần biết có phải thật hay không, nhà họ tưởng không cần phải tồn tại nữa dương thanh lạnh lùng nói dứt lời anh búng tay một cái phụt trong ánh nhìn bàng hoàng của mọi người nơi ấn đường tưởng an quân xuất hiện một lỗ máu ngã xuống đất chết không nhắm mắt ầm ai nấy đều sững sờ tại hoàng thành long nhà họ tưởng là gia tộc mạnh nhất chỉ dưới hoàng tộc họ long chủ gia tộc họ tưởng là tưởng an quân cũng có thực lực thần cảnh hậu kỳ một người có tu vi cao đến vậy mà lại bị dương thanh giết chỉ trong tích tắc thậm chí Bọn họ còn không biết Dương Thanh đã giết Tưởng An Quân bằng cách nào, chỉ thấy anh búng tay một cái rồi ấn đường Tưởng An Quân xuất hiện một lỗ máu. Có thể giết cao thủ thần cảnh hậu kỳ một cách chóng vánh như thế, trên đời này thật sự tồn tại một người mạnh đến cấp bậc này ư? Giết, tia sát khí ẩn hiện trong mắt, Dương Thanh ra lệnh. Đột nhiên, 100 người đàn ông cao to mặc cùng một kiểu trang phục xuất hiện, tàn sát người của nhà họ Tưởng. Ảnh vệ, từ khi sáng lập ra ảnh vệ, Dương Thanh luôn giao cho Mã Siêu phụ trách. Hiện giờ anh ta vắng mặt nên do tiền bưu tiếp quản thay. Trong 100 cao thủ hùng mạnh của ảnh vệ này có cả các cao thủ vương cảnh đỉnh phong do liên minh vương tộc phái đi, nhưng bị Dương Thanh dùng mưu kế giữ lại. Tuy là gia tộc mạnh nhất Hoàng Thành Long chỉ dưới hoàng tộc họ Long, nhưng người mạnh nhất lại chỉ có chủ gia tộc họ Tưởng, Tưởng An Quân, đã đột phá vào thần cảnh hậu kỳ. Ngoài lão ta, trong nhà họ Tưởng không còn một cao thủ thần cảnh nào khác. Bị các ảnh vệ tàn sát, chỉ trong vòng 5 phút toàn bộ nhà họ tưởng đã ngã trong vũng máu. Cậu Thanh, tiền bưu đi tới trước mặt Dương Thanh, hơi không người, nét mặt kính cẩn. Anh gật đầu, nhìn lướt qua 100 người sau lưng ông ta, trong mắt mang theo sự hài lòng. Còn nhớ khi ảnh vệ mới được thành lập, ngoài mã siêu và tiền bưu có thể tiên phong ra thì thực lực của những người khác đều yếu. Mới một năm ngắn ngủi mà ảnh vệ đã phát triển thật nhanh, những thế lực dưới hoàng tộc không ai có thể chống lại họ. Cậu Thanh có gì muốn dặn dò sao? Tiền bưu hỏi sâu trong mắt Dương Thanh hiện lên tia sắc bén, híp mắt nói, đã đến lúc đuổi những thế lực ngoại lai đang trú ở Yến Đô ra ngoài rồi. Con người của tiền biêu co rút, thưa cậu, bốn hoàng tộc lớn đã đưa người của mình vào Yến Đô, trong đó còn có cao thủ thần cảnh, e là rất khó để đuổi toàn bộ ra ngoài. Tôi yêu cầu cút ra khỏi Yến Đô, họ dám không cút. Dương Thanh ngạo, người quản lý thế lực hoàng tộc họ Diệp và những gia tộc hàng đầu khác đang trú đóng tại Yến Đô đều cực kỳ giận dữ. Dám bảo chúng ta cút khỏi Yến Đô trong 3 tiếng, Dương Thanh muốn phá hủy mọi công sức của chúng ta đây mà. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải liên minh, nghĩ cách đối phó với Dương Thanh thôi. Đúng, chúng ta phải liên minh. Có như vậy mới có thể ngăn cản Dương Thanh. Lúc này đây, những gia tộc quyền quý kia đều có chung một mục tiêu. Tại nhà cử người đóng quân tại Yến Đô, về phần hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc họ thượng quan, sau khi hay tin dương thanh yêu cầu tất cả các thế lực ngoại lai rời khỏi yến đô thì họ lập tức dẫn người của mình đi chỉ còn người của hoàng tộc họ a à chỉ còn đường nhẫn nhịn để chúng ta tiếp tục ở lại yến đô và phát triển diệp chi phàm hùng hồn mạnh mẽ tuyên bố như một diễn thuyết gia hay chủ nhánh hai hoàng tộc họ diệp nói hay lắm chúng ta phải liên minh lại cho dương thanh biết rằng những gia tộc như chúng ta mà hợp sức thì cho dù cậu ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu trong lúc nhất thời Tất cả mọi người đều sục sôi hô to lên, như thể đã thấy hình ảnh Dương Thanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chủ nhánh hai hoàng tộc họ Diệp, chúng ta nên thành lập một đội cảm tử gồm những cao thủ hàng đầu của các thế lực thành viên trong liên minh để đi ám sát Dương Thanh. Giữa lúc đó, một người trung niên đứng lên, ngạo nghễ nói, đội ngũ với các cao thủ hàng đầu này chắc chắn có thể giết chết cậu ta. Đúng đấy, thay vì chờ Dương Thanh đến đánh, vì sao chúng ta không ra tay trước để chiếm ưu thế? không phải cậu ta nói chỉ cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ để cút khỏi Yến Đô sao? Vậy thì giết cậu ta trong 3 tiếng này đi. Ai cũng hối hả hùa theo. Bọn họ đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thế lực tại Yến Đô, thậm chí rất nhiều gia tộc còn đầu tư bằng cả một nguồn tài lực vô cùng lớn. Nếu rời khỏi đây, họ sẽ chịu rất nhiều tổn thất. Diệp Chi phàm im lặng một lúc rồi nặng nề nói, thực lực của Dương Thanh Sâu không lường được, trừ khi chúng ta tập hợp tất cả sức mạnh, nếu không tỷ lệ thắng sẽ bằng không tất cả sức mạnh mọi người hít sâu ở đây có nhiều thế lực như thế nếu hợp tác với cả hoàng tộc họ diệp thì cũng có khả năng tiêu diệt bất kỳ hoàng tộc nào ấy chứ vậy mà diệp tri phàm lại nói phải tập hợp tất cả sức mạnh chỉ để đối phó với dương thanh không phải có hơi khoa trương rồi sao đúng vậy phải là tất cả sức mạnh diệp tri phàm nghiêm túc giải thích dương thanh rất mạnh tôi nhận được một tin tức đáng tin cậy rằng tu vi của cậu ta đã là siêu phàm cảnh rồi siêu phàm cảnh siêu phàm cảnh là gì có người hỏi là cảnh giới võ thuật nằm trên thần cảnh đỉnh phong diệp chi phàm đanh mặt lại trời có người hít sâu một hơi khó tin bật thốt có cả cảnh giới võ thuật đó sao chủ nhánh hai hoàng tộc họ ủi chậm rãi cất bước đi tới khuôn mặt của người đó hiện lên trước mắt bọn họ dương thanh diệp chi phàm vừa nhìn đã nhận ra dương thanh mặt mày tái mét nghe vậy những người lần đầu gặp anh đều hốt hoảng Vừa rồi họ còn quyết tâm, hùng hổ nói sẽ ám sát Dương Thanh, thế mà bây giờ anh đơn phương độc mã tới đây thì lại sợ. Tuy đây là Linh để giết tôi. Dương, giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương. Nhưng anh ta không hề e sợ, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Dương Thanh. Đừng tưởng bây giờ mày rất mạnh, không ai làm gì được mày. Một ngày nào đó mày sẽ phải trả giá đắt, Vũ Văn Bân giữ tận nói. Dương Thanh cười lạnh, tôi chờ ngày đó tới. Lần trước tới Tổng hội Hồng Trần ở nước ngoài, anh mới biết Vũ Văn Bân vẫn luôn thuê sát thủ Hồng Trần ám sát mình. Vì nể mặt Vũ Văn Cao Dương, anh lại chọn tha thứ cho anh ta. Nhưng hôm nay xem ra, anh ta không định từ bỏ, còn tưởng Dương Thanh không dám giết mình. Mày sẽ chờ được thôi, Vũ Văn Bân đáp trả. Thằng danh láo sược, mau ngậm miệng lại cho tao. Vũ Văn Cao Dương nổi giận đùng đùng, từ nay về sau, nếu mày còn dám trêu chọc Dương Thanh, đừng trách tao không nể tình bố con ha ha vũ văn bân cười lạnh chắc trong lòng ông đứa con ruột này kém xa đứa con riêng của ả à hồ ly tinh kia nhỉ bốp vũ văn cao dương lập tức tát bay anh ta ông ta tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy chỉ vào vũ văn bân cả giận nói đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tao ánh mắt dương thanh cũng trở nên lạnh lẽo anh biết hồ ly tinh vũ văn bân nói tới chính là mẹ mình trừ phi ông giết tôi nếu không tôi còn sống ngày nào sẽ không tha cho nó ngày đó vũ văn bân bò lùng cồm dậy lau vết máu bên khóe miệng, điên cuồng nói. Mày muốn chết hả? Vũ Văn Cao Dương trầm giọng quát. Ông ta chỉ muốn giết quách thằng con hỗn láo này, nhưng lại chỉ có một đứa con trai ruột. Vũ Văn bân mà chết, gia tộc Vũ Văn sẽ không còn người nối dõi. Ông giết tôi đi, Vũ Văn bân giận dữ hết. Nếu năm đó không có ả hồ ly tinh kia xen vào, sao tình cảm giữa ông và mẹ tôi lại tan vỡ? Đều tại bà ta, nếu không mẹ tôi sẽ không chết nói không chừng chính bà ta tìm người ám sát mẹ tôi vũ văn bân điên cuồng gào thét bịch vũ văn cao dương đạp bay anh ta người đâu đánh gãy hai chân của thằng danh này cho tôi không được phép chữa trị tôi muốn nó phải ngồi xe lăn suốt phần đợi còn lại phế đi đánh phế nó cho tôi nghe thấy thế dương thanh cũng kinh ngạc người của gia tộc vũ văn đều sợ ngây người vũ văn bân là con trai duy nhất của vũ văn cao dương vậy mà ông ta muốn phế hai chân của con trai mình xin chủ gia tộc nghĩ lại, một bậc cha chú trong gia tộc vội vàng cầu khẩn, vũ văn bân làm sai thì vẫn là con trai duy nhất của chủ gia tộc, tương lai còn phải dẫn dắt gia tộc. sao chủ gia tộc có thể phế bỏ hai chân của cậu ấy? câm miệng, vũ văn cao dương cả giận nói, không phế hai chân nó, ai biết nó còn gây ra phiền phức gì? tôi thả đánh gãy chân nó, nuôi nó cả đời. còn người muốn cầu xin cho vũ văn bân nhưng đều bị bị ông ta gạt đi, tức giận ra lệch, ai còn dám xin thay nó thì chịu tội với nó đi. Lần này không còn ai dám xin tha cho Vũ Văn Bân nữa. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh không hề nhúng tay. Dù sao anh cũng không mang dòng máu của gia tộc Vũ Văn, cùng lắm chỉ là con nuôi mà thôi. Hơn nữa, chỉ với những chuyện Vũ Văn Bân đã làm với anh, còn sỉ nhục mẹ anh đã đủ để anh giết anh ta mấy lần. Sao anh có thể cầu xin cho anh ta được? Vũ Văn Bân thấy cao thủ trong gia tộc đi tới mới bàng hoàng nhận ra lần này, Vũ Văn Cao Dương làm thật. Anh ta sợ xanh mặt cầu xin. Con biết sai rồi, sau này không dám nữa. Xin bố đừng đánh gãy chân con, con không dám nữa đâu. Vũ Văn Cao Dương không đành lòng. Dù Vũ Văn Bân có khốn nạn cỡ nào thì vẫn là đứa con duy nhất của ông ta. Nhưng ông ta cũng biết nếu không làm như vậy, Vũ Văn Bân sẽ còn nghĩ đủ mọi cách đối phó Dương Thanh, sớm muộn gì cũng gây họa cho gia tộc Vũ Văn. Vậy nên, ông ta thà để Vũ Văn Bân sống tầm thường cả đời còn hơn để anh ta tiếp tục khiêu khích Dương Thanh dương thanh anh là anh trai cậu mà anh biết sai rồi cậu mau xin bố tha cho anh đi sau này anh sẽ không trêu chọc cậu nữa mau xin bố giúp anh với dương thanh anh biết sai rồi anh thật sự biết sai rồi xin cậu á à, hai tiếng sương gãy trói tai vang lên hai chân vũ văn bân bị cao thủ của gia tộc vũ văn thẳng tay nghiền nát tiếng kêu rên của anh ta vang khắp cả gia tộc chẳng mấy chốc không gian xung quanh đều trở nên im ắng Vũ Văn Bân đau đến mức hôn mê bất tỉnh. "Con yên tâm, sau này bố tuyệt đối sẽ không cho Vũ Văn Bân gây phiền phức cho con nữa." Vũ Văn Cao Dương chân thành nói với Dương Thanh. Anh gật đầu đáp, "Sau này có chuyện gì cứ nói với con." "Có phải đi rồi, hôm nay anh đến chỉ để thăm Vũ Văn Cao Dương có mạnh khỏe hay không." Từ khi biết ông ta không phải bố ruột, năm đó đuổi hai mẹ con anh đi cũng là vì muốn cứu hai người, thủ oán giữa anh và ông ta đã được xóa bỏ hoàn toàn dương thanh thực sự coi ông ta là bố nếu gia tộc có chuyện bố nhất định sẽ tìm đến con đương nhiên con cũng phải nhớ kỹ gia tộc vũ văn mãi là nhà của con vũ văn cao dương nghiêm túc nói dương thanh gật đầu đáp con đi nhé bố ừ vũ văn cao dương đỏ mắt nói sau khi rời khỏi gia tộc vũ văn dương thanh lại tới nhà họ diệp dương thanh con không sao là tốt rồi diệp mạn gặp được anh thái độ cực kỳ nhiệt tình dương thanh vẫn luôn áy náy với diệp mạn nhà họ diệp đã gặp không ít rắc rối vì anh nhà họ diệp không sao là được dương thanh nghiêm túc nói tạm thời con không thể đưa tâm đến gặp mẹ chờ con xử lý hết mọi chuyện nhất định sẽ đưa cô ấy đến thăm mẹ nghe vậy hai mắt diệp mạn đỏ bừng bà ta và tần thanh tâm nhận nhau chưa lâu khó khăn lắm mới gần gũi hơn một chút đã phải chia xa bà ta cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của dương thanh chỉ khi Tần Thanh Tâm không ở cạnh, anh mới có thể làm việc không cần kiêng kỵ. Mẹ tin con có thể giải quyết thuận lợi mọi chuyện, Diệp Mạn rất tin tưởng chàng rể này. Cùng lúc đó ở gia tộc Vũ Văn, một lão già mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện. Ông là ai? Vũ Văn Cao Dương nghiêm giọng hỏi. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ từ trên người đối phương. Long tấn của hoàng tộc họ Long, Long. Vũ Văn Cao Dương rất cảnh giác, cảm thấy Long tấn như một ngọn núi lớn đẻ ép khiến ông ta sắp ngạt thở những người còn lại trong gia tộc vũ văn cũng hoảng sợ ông tới gia tộc vũ văn có chuyện gì vũ văn cao dương hỏi lại lần nữa giọng nói tràn đầy lo lắng giết cậu dứt lời một luồng sát khí khủng bố tràn ra từ trên người long tấn tất cả đều sợ ngây người cao thủ của hoàng tộc họ long chạy tới yến đô để giết vũ văn cao dương vũ văn cao dương cắn răng hỏi ông không sợ con trai tôi tìm hoàng tộc họ long báo thù sao long tấn nhíu mày giết toàn bộ người bên cạnh Dương Thanh không phải ý muốn của lão ta, nhưng lão ta là người của hoàng tộc họ Long, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của Long Hoàng. Để lại di ngôn đi, tôi tiến cậu lên đường, Long Tấn lạnh nhạt nói. Vũ Văn Cao Dương đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm Long Tấn, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đã cho tôi để lại di ngôn thì đừng có hối hận. Tôi hy vọng sau khi tôi chết, con trai tôi Dương Thanh có thể đánh vào hoàng tộc họ Long, báo thù rửa hận cho tôi. Ông ta gần giọng giống lên. Long Tấn cao mày, lão ta vẫn biết dương thanh rất mạnh lời nói của vũ văn cao dương càng khiến lão ta cảm thấy nguy hiểm nếu lão ta thật sự giết sạch người bên cạnh dương thanh e là anh sẽ tiêu diệt cả hoàng tộc họ long nhưng nếu không làm vậy lão ta không biết ăn nói thế nào với long hoàng đúng lúc ấy lão ta cảm thấy một luồng khí thức quen thuộc quay lại trông thấy một khuôn mặt quen thuộc xin ông tấn nương tay người tới là long thiên vũ thấy long tấn chưa ra tay hắn ta mới bớt lo lắng đây là mệnh lệnh của Hoàng Chủ, Long Tấn lạnh lùng nói. Long Thiên Vũ chạy một mạch đến trước mặt Long Tấn, nghiêm túc nói, cháu biết ông không hề muốn chấp hành mệnh lệnh này của ông nội. Ông biết mà, hiện giờ Dương Thanh rất mạnh. Nếu ông dám động vào người bên cạnh cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ bắt cả hoàng tộc họ Long phải chôn cùng. Ông nội ra lệnh như vậy không phải theo lý trí. Cháu mong ông có thể dơ cao đánh khẽ, coi như là vì gia tộc chúng ta, lời long thiên vũ nói với long tấn khiến người của gia tộc vũ văn đều khiếp sợ bọn họ chỉ biết thực lực của dương thanh rất lợi hại nhưng không ngờ đến cả hoàng tộc họ long cũng có thể nói diệt là diệt long tấn không lên tiếng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm long thiên vũ nhưng lão ta đang suy nghĩ về lời nói của long thiên vũ cũng dự đoán hậu quả khi mình ra tay giết vũ văn cao dương long thiên vũ cũng không nói gì thêm cái gì nên nói đều đã nói trong hoàng tộc họ long thực lực của Long Tấn chỉ kém mỗi Long Hoàng, bản thân lão ta cũng là dòng chính. Có một số chuyện lão ta cũng sẽ nghĩ cho gia tộc. Nếu Long Tấn thật sự muốn ra tay, Long Thiên Vũ không thể ngăn cản. Tranh thủ Long Tấn chưa quyết định, Vũ Văn Cao Dương đã âm thầm gửi tin nhắn cho Dương Thanh. Dương Thanh đang ở nhà họ Diệp bỗng nhận được tin nhắn cầu cứu của Vũ Văn Cao Dương, lập tức xa sầm mặt, Long Hoàng, ông đang đùa với lửa đấy. Sứt lời, anh đã biến mất khỏi nhà họ Diệp tại gia tộc Vũ Văn, Long Tấn vẫn chưa hành động. Lão ta im lặng hồi lâu, chợt liếc nhìn cửa ra vào, lập tức nói, tôi là người của hoàng tộc họ Long. Long Hoàng đã ra lệnh, tôi chỉ có thể chấp hành. Ông Tấn, Long Thiên Vũ hốt hoảng, không chút do so dự giơ tay che chắn trước người Vũ Văn Cao Dương, cả giận nói, chẳng lẽ ông thật sự muốn thấy hoàng tộc họ Long diệt vong sao? Với thân phận và địa vị của ông, dù có từ bỏ nhiệm vụ lần này, ông nội cũng không thể làm gì ông nhưng một khi ông ra tay với gia tộc Vũ Văn, ông sẽ đẩy hoàng tộc họ Long vào chỗ chết. Ông cũng là người của hoàng tộc họ Long, chẳng lẽ có thể đứng nhìn những người vô tội trong gia tộc bị liên lụy vì một mệnh lệnh sai lầm của ông nội sao? Cháu xin ông dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho gia tộc Vũ Văn. Long Thiên Vũ không ngờ Long Tấn vẫn muốn động tới gia tộc Vũ Văn, không khỏi lo lắng. Hắn ta biết rõ tính cách của Dương Thanh, nếu Long Tấn ra tay, hoàng tộc họ Long chỉ có thể bị hủy diệt. Cút ra! Ánh mắt Long Tấn lóe lên, khí tức võ thuật vàn thân bộc phát tung ra một trường. Bịch, tiếng va chạm thật lớn vang lên. Long Thiên Vũ bị đánh bay như trái bóng ra dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người. Vũ Văn Cao Dương lập tức tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Long Thiên Vũ khiến ông ta thấy được hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng ấy cũng đã tan vỡ. Muốn trách thì trách cậu là bố nuôi của Dương Thanh đi. Long Tấn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Dương. Nói xong, lão ta chậm rãi giơ tay lên ngưng tụ sức mạnh khủng khiếp trong lòng bàn tay bấy giờ toàn bộ gia tộc vũ văn như bị sát khí bao trùm những người có thực lực thấp không chịu nổi quỳ dạp xuống lòng đầy lo lắng vũ văn cao dương là người phải chịu áp lực lớn nhất toàn thân không ngừng run rẩy chừng mắt nhìn long tấn như sắp rách cả mí mắt ông ta muốn vì tạc gương mặt của long tấn có làm quỷ cũng không tha cho lão già này ông tấn long thiên vũ bị long tấn đánh bay cảm nhận được sức mạnh khủng bố vội vàng hét lớn Dồn hết sức lực lao tới ngăn cản trước người Vũ Văn Cao Dương. Hắn ta quệt vết máu bên khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Long Tấn, "Ông không thể giết ông ấy. Muốn giết thì giết cháu đi." Người của gia tộc Vũ Văn thấy Long Thiên Vũ che chắn cho Vũ Văn Cao Dương đều trợn tròn mắt. Sắc mặt Long Tấn vẫn bình thản, dương mắt nhìn Long Thiên Vũ, "Cậu là người của hoàng tộc họ Long, chắc hẳn phải rõ chống đối mệnh lệnh của Long hoàng là tội gì." Long Thiên Vũ nói, "Đến cả chết cháu còn không sợ." ông nghĩ cháu sẽ sợ bị long hoàng trừng phạt sao ông nội muốn ra tay với người bên cạnh cậu thanh chẳng qua là gì vì cậu thanh giết sáu cao thủ thần cảnh của gia tộc mà thôi nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy chẳng phải là vì long khoa liên thủ với hoàng tộc họ diệp phái người ám sát cậu ấy sao bọn họ bị giết cũng là đáng đời bây giờ ông nội thẹn quá hóa giận phái ông đi giết người bên cạnh cậu thanh cũng không phải việc làm lý trí nếu ông dám làm vậy toàn bộ hoàng tộc họ long đều sẽ phải hứng chịu lửa giận của cậu thanh xin ông hãy nghĩ lại long thiên vũ đau khổ giống lên cốt ánh mắt long tấn lóe sáng không chút do dự tung trưởng về phía hắn ta lão ta là cao thủ mạnh nhất hoàng tộc họ long chỉ thua mỗi long hoàng long thiên vũ vốn không thể chống đỡ bị đánh bay ra ngoài lần này rơi xuống đất hắn ta không còn sức bỏ dậy nữa vẻ mặt vũ văn cao dương trở nên tuyệt vọng ông ta biết không còn ai có thể cản được long tấn nữa hoàng tộc họ long nhất định sẽ phải trả giá đắt Ông ta giận dữ gầm lên, lập tức huy động toàn bộ sức lực trong người, giết. Ông ta xông về phía Long Tấn. Dù chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ, ông ta vẫn không màng tính mạng lao tới, có chết cũng phải chiến đấu vì gia tộc Vũ Văn. Nhìn thấy Vũ Văn Cao Dương lao về phía mình, Long Tấn vẫn bình tĩnh. Lão ta bỗng nhếch miệng cười khổ như cảm nhận được gì đó, thầm lầm bầm, rốt cuộc cậu cũng tới. Giết giết giết, Vũ Văn Cao Dương tức giận gào thét sông đến trước mặt Long Tấn, đồng thời ngưng tụ toàn bộ sư xê mạnh vào nắm đấm tay phải vung tới. Bốp! Chỉ là, một đòn hết sức của ông ta lại bị Long Tấn dễ dàng tóm được. Không biết tự lượng sức mình. Long Tấn lạnh nhạt nói, một luồng khí thức khủng bố tràn ra xung quanh. Chết! Lão ta thấp giọng quát, tung nắm đấm. Chủ gia tộc! Người của gia tộc Vũ Văn thấy Long Tấn ra đòn đều hét toáng lên vẻ mặt vũ văn cao dương tràn đầy tuyệt vọng, tự biết lần này mình chết chắc. bịch! ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng hình lướt qua che chắn trước người ông ta, thoát khái tung trường. trưởng khắc quyền nắm đấm của long tấn bị trưởng đó cản lại. huynh 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 dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, giây phút quyền và trưởng va chạm, mặt đất sau lưng hai người họ như nổ tung, từng vết nước to bằng cánh tay như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. dương thanh Vũ Văn Cao Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng trẻ tuổi đang che trước người mình. Lúc này, ánh mắt Dương Thanh nhìn Long Tấn ngập tràn sát khí. Anh không đánh hết sức, chỉ đỡ đòn của Long Tấn. Bịch bịch bịch, Long Tấn bỗng lùi àng chủ ra lệch, tôi chỉ có thể chấp hành. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không tha cho Long Hoàng. Nhưng tôi hy vọng cậu hãy cho Hoàng tộc họ Long một con đường sống, vẫn còn rất nhiều người vô tội. Đương nhiên Dương Thanh biết rõ tại sao lão ta lại cố tình tha cho Vũ Văn Cao Dương chính là vì hy vọng anh đồng ý bỏ qua cho hoàng tộc họ long tôi chỉ giết những kẻ đáng chết dương thanh bình tĩnh nói còn ông cũng không đáng chết ông đi đi nói xong anh quay người định rời đi uyên dương thanh mới đi được mấy bước long tấn bỗng bộc phát toàn bộ sức lực lao về phía anh giây phút lão ta tung đòn lại giật mình phát hiện dương thanh đã biến mất ông không phải là đối thủ của tôi giọng nói của anh chợt vang lên sau lưng long tấn bấy giờ Long Tấn cực kỳ kinh hãi. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ anh đã mạnh tới mức này. Chỉ so về tốc độ, lão ta đã không thể đuổi kịp anh. Cảnh giới của cậu thật sự chỉ là siêu phàm nhất cảnh thôi sao? Long, một loạt các cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Long xuất hiện trước điện Long Hoàng, bao vây Long Tấn, trực chờ bắt lão ta ngay khi Long Hoàng ra lệnh. Phụ Hoàng, xin người bất giận, đúng lúc này, Long tường chạy vào trong, nhìn thấy Long tấn bị một đám cao thủ bao vây thì sắc mặt biến đổi, vội vàng cầu xin Phụ hoàng. Rốt cuộc bác tấn đã phạm lỗi gì mà bố lại muốn giết bác ấy thế ạ? À? Ông ta cắn răng hỏi. Long hoàng lạnh lùng nói: Tôi bảo anh ta đến Yến đô giết sạch tất cả những người có liên quan đến Dương Thanh, thế mà anh ta không chỉ không nghe lệnh của tôi mà còn thông đồng với Dương Thanh, khuyên tôi thoái vị. Ông nội, không phải vậy đâu ạ. À? Long thiên vũ hối hả giải thích ông tấn không đấu lại được dương thanh nên mới tay trắng đi về đấy ạ à. lúc ấy cháu cũng ở đó tận mắt nhìn thấy ông ấy thua dương thanh mà long hoàng cao mày lạnh lẽo nhìn long tường hỏi anh có biết long tấn bảo tôi nhường ngôi cho ai không long tường ngẩn người đưa mắt sang long tấn lại thấy long tấn cũng đang nhìn mình trong lòng ông ta đột nhiên nảy lên một suy đoán bạo gan không chờ long tường trả lời long tấn bình tĩnh lên tiếng dương thanh mạnh đến nỗi hoàng tộc họ long không thể chống lại được Kể từ khi hoàng chủ điều động 6 cao thủ thần cảnh hợp tác với 6 người có cùng cảnh giới của hoàng tộc họ Diệp, Dương Thanh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Hiện giờ, người có thể làm Dương Thanh nguây giận trong hoàng tộc ta chỉ có Long Thiên Vũ. Cháu là bố của Thiên Vũ, nếu cháu thừa kế ngôi vị hoàng chủ thì dù Dương Thanh xông vào đây cũng sẽ không tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc đâu. Sắc mặt Long Tường hơi tái nhợt đi, thế mà Long Tấn lại muốn ông ta thừa kế ngôi vị. Thảo nào Long Hoàng lại phẫn nộ như vậy lão ta là trời của hoàng tộc họ long kia mà lão ta coi trọng quyền thế đến mức nào người của hoàng tộc họ long có ai mà không biết thưa hoàng chủ xin hãy nghe lời khuyên của tôi thoái vị đi ạ à. long tấn lại nhìn về phía long hoàng khuyên nhủ to gan long hoàng nổi cơn thịnh nộ bộc phát ra sức mạnh của tu vi bán bộ siêu phàm cảnh toàn bộ hoàng tộc họ long tức thì bị một luồng khí thế khủng bố bao trùm mặt mày các cao thủ đều tái mét nhiều năm qua họ chưa bao giờ nhìn thấy long hoàng ra tay cả nhưng giờ đây lão ta hừng hực ý chí chiến đấu lẽ nào là muốn đích thân giết long tấn không chỉ long hoàng mà những cao thủ trong hoàng tộc đang bao vây long tấn đều nhìn lão ta trầm trầm sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào chỉ có long tấn vẫn giữ bình tĩnh như không nhận ra tình cảnh của mình thản nhiên nhìn long hoàng long hoàng cũng đang nhìn long tấn trong mắt dâng trào sát khí mãnh liệt hoàng chủ vì tương lai của hoàng tộc xin ngài hãy thoái vị đi Long tấn tiếp tục thuyết phục Long hoàng. Long hoàng cắn răng hỏi: Long tấn, anh thật sự cho rằng tôi không dám giết anh à? ở Hoàng tộc họ Long này, không phải Hoàng chủ muốn giết ai cũng được sao? Nét mặt Long tấn đầy châm chọc. Ngay cả đứa con trai ruột thịt mà Hoàng chủ cũng giết được, nói gì là người ngoài không nghe lời như tôi? ầm, um, nghe vậy, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, khó tin nhìn về phía Long hoàng. Trong những người con nối dõi của Long hoàng, chỉ có Long khoa là vừa chết vào mấy ngày trước. Không phải ông ta bị Dương Thanh giết sao? Tại sao Long Tấn lại nói vậy? Long Tấn, Long Hoàng cố kìm nén lửa giận, mặt mũi hung tợn, quát, anh nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi không nói bậy, bản thân hoàng chủ tự biết. Long Tấn vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục nói, tôi chỉ muốn giữ được tương lai của hoàng tộc họ Long mà thôi, xin Long Hoàng chấp nhận thoái vị đi ạ. À. Những người trong hoàng tộc họ Long kinh ngạc đến sững sờ, lão ta đã yêu cầu Long Hoàng thoái vị nhiều lần lắm rồi. Nhưng điều làm họ kinh hoàng hơn là Rốt cuộc có phải Long Khoa bị Long Hoàng giết hay không? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân là gì? Long Tấn không chỉ là cao thủ mạnh nhất hoàng tộc họ Long chỉ đứng sau Long Hoàng mà còn mang trên mình huyết mạch dòng chính, có địa vị rất cao trong hoàng tộc, truy đến tận cùng thì Long Hoàng còn phải gọi Long Tấn là anh họ. Quan trọng hơn, xưa nay, con người Long Tấn luôn chính trực, quang minh lỗi lạc. Nếu lão ta nói Long Hoàng là kẻ đã giết Long Khoa thì về cơ bản chuyện này chính là sự thật chẳng qua người trong hoàng tộc họ Long không dám tin thôi. Hai bố con Long Tường và Long Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Ban đầu họ lo sợ Long Tấn sẽ đến Yến Đô giết người thân và bạn bè của Dương Thanh, không ngờ lão ta lại chống đối Long Hoàng, còn yêu cầu Long Tường thừa kế ngôi vị hoàng chủ. Cơn thịnh nộ trong mắt Long Hoàng càng rõ nét hơn, ánh mắt nhìn Long Tấn lạnh đến tận cùng. Anh đã muốn chết thì tôi cho anh được tọa nguyện, lão ta gần từng chữ. Nghe lệnh, bốn cao thủ thần cảnh đang bao vây long tấn lập tức nổi lên ý chí chiến đấu cuộc chiến bùng nổ phụ hoàng xin người hãy giơ cao đánh khẽ long tường thét lên quỳ xuống trước mặt long hoàng hốt hoàng nói không phải bác tấn xúc phạm bố đâu ạ à, bác ấy đang lo lắng dương thanh sẽ tấn công hoàng tộc thôi bác tấn trung thành với hoàng tộc đã lập nhiều công lao hiển hách cho hoàng tộc xin phụ hoàng hãy bất giận cho bác ấy một con đường sống long thiên vũ cũng mau chóng quỳ xuống không ngừng van xin xin ông nội bất giận thưa phụ hoàng người đừng tin vào lời họ nói mà tha cho long tấn rõ ràng long tấn đã âm thầm thần phục long tường nên hôm nay mới ép người thoái vị đây mà giữa lúc đó một người trung niên đang đứng sau lưng long hoàng tiến lên phía trước nhanh nhỏ nói theo con thấy không chỉ long tấn mà có khi cả long tường và long thiên vũ cũng đều thần phục dương thanh rồi cũng không chừng long tường giận dữ quát long ninh cậu đừng có ăn nói lung tung long ninh là con trai thứ tư của long hoàng sau khi long khoa chết người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng chủ nhất trong hoàng tộc họ long là long tấn sau đó mới đến long ninh nếu long tường chết long ninh sẽ là hoàng chủ tương lai long ninh cười khẩy anh trai tôi không hề nói bậy đâu vậy chứ tại sao khi phụ hoàng muốn giết những người xung quanh dương thanh thì anh và long thiên vũ lại cứ ngăn cản thế ngay cả long tấn cũng ép phụ hoàng nhường ngôi cho anh thế mà còn bảo các anh không thần phục dương thanh à sắc mặt long hoàng càng ngày càng xấu đi tính tình lão ta không chỉ tàn nhẫn mà còn đa nghi. Ban đầu vốn không nghĩ theo hướng này, bây giờ nghe Long Ninh nói, Long Hoàng đột nhiên nhận ra khả năng Long Tường và hai người này thần phục Dương Thanh là rất lớn. Long Ninh, Long Tấn vừa muốn thanh minh thì bị Long Hoàng ngắt lời, cầm miệng Anh mà dám nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ gán tội chết cho hai bố con anh như Long Tấn đấy. Lão ta vừa nói ra câu này, khuôn mặt của Long Tường và Long Thiên Vũ đều xám như cho tàn. Không nghi ngờ gì nữa, Long Hoàng thật sự muốn giết Long Tấn. Long Tấn cực kỳ thất vọng, đôi mắt vốn bình tĩnh dần dần lạnh đi. Long Tấn, anh thông đồng với Dương Thanh, kẻ thù không đội trời chung với hoàng tộc họ Long. Đáng bị xử tử hình." Long Hoàng quát một tiếng, vung tay lên, ra lệnh, "Giết." Bốn người đang vây quanh Long Tấn nhận lệnh, trong nháy mắt dùng hết toàn lực tấn công Long Tấn. Ánh mắt lão ta trở nên sắc lạnh, như vậy thì cho dù tôi ra tay, cũng có thể xem như trừ hại cho hoàng tộc họ Long. Rút lời, lão ta bộc phát ra khí thế của cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Bốn cao thủ, audio điện tử võ tấn bền ở hoàng tộc họ Long, người có thực lực mạnh nhất chính là Long Hoàng với tu vi bán bộ siêu phàm cảnh. Nhưng bây giờ, Long Tấn cũng đã đạt tới bước này, dễ thấy Long Hoàng hoảng hốt đến mức độ nào. Không chỉ lão ta mà những người khác cũng đều ngạc nhiên, nhiều người có vai vế lớn còn trở nên kích động, đã có Long Hoàng rồi nếu giờ lại thêm long tấn thì hoàng tộc họ long sẽ có hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh một đội hình như vậy quả là ăn đứt ba hoàng tộc lớn còn lại hoàng chủ ngài phải hiểu nếu chúng ta đánh nhau thì hai bên sẽ cùng bị thương long tường dù sao cũng là con trai của ngài cũng là hoàng tử có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng chủ nhất trong số các vị hoàng tử ngài cũng đã làm hoàng chủ cả đời đây là thời điểm có thể nhường ngôi lại rồi chưa kể trong tình hình hiện nay chỉ có Long Tường thừa kế ngôi vị hoàng chủ mới có thể giúp hoàng tộc họ Long tránh được tai họa. Long Tấn bình tĩnh phân tích, vì vậy, ngài hãy nhường ngôi đi ạ. À. Vẻ bàng hoàng trong mắt Long Hoàng dần biến mất, sâu trong đó chợt thoáng qua tia sát ý điên cuồng. Bấy lâu nay, Long Hoàng có thể bá chiếm quyền lực ở hoàng tộc họ Long ngoại trừ vì là hoàng chủ ra thì còn vì là người mạnh nhất hoàng tộc, không một ai có thể giao động địa vị của lão ta nhưng lúc này lại xuất hiện một cao thủ có cùng cảnh giới, đã vậy người này còn muốn lão ta thoái vị. Địa vị của Long Hoàng trong hoàng tộc họ Long đang rất nguy cơ. Thưa Hoàng Chủ, xin ngài hãy nghĩ lại, ngay lúc này, một ông cụ quỳ xuống trước mặt Long Hoàng, mắt đỏ ửng Long Tấn làm vậy cũng vì hoàng tộc họ Long thôi. Xin Hoàng Chủ hãy thoái vị để giúp hoàng tộc thoát khỏi tai họa. Có người đầu tiên ra mặt, những người có địa vị trong hoàng tộc họ Long cũng lần lượt quỳ xuống. Hoàng Chủ, xin ngài hãy thoái vị. Hoàng chủ, xin ngài hãy thoái vị. Chấm, trong lúc nhất thời, cả hoàng phủ họ long quanh quẩn tiếng cầu xin long hoàng nhường ngôi. Long hoàng không đáp lại, không hề che giấu sát khí khi nhìn long tấn, cắn răng nói, hoàng tộc họ long chỉ có tôi mới là hoàng chủ. Chỉ có tôi mới đủ tư cách làm hoàng chủ. Long tường chỉ có tu vi thần cảnh hậu kỳ, lấy tư cách gì để thừa kế ngôi vị hoàng chủ cơ chứ? nếu để một kẻ chỉ có thực lực như vậy lên ngôi chẳng phải hoàng tộc họ long sẽ trở thành trò cười cho những hoàng tộc khác sao long hoàng chất vấn còn anh long tấn anh dám yêu cầu tôi thoái vị là có mục đích gì long tấn cười khẩy tôi lớn lên ở hoàng tộc họ long chứng kiến sự phát triển của hoàng tộc bố mẹ tôi vì hoàng tộc họ long mà chết anh chị em của tôi cũng vì hoàng tộc họ long mà chết hiện giờ gia đình tôi chỉ còn mình tôi sống sót hoàng chủ cho rằng tôi có mục đích gì chứ Lời nói của Long Tấn làm cho những người có vai vế lớn đều xúc động. Gia đình chỉ còn lại bản thân, các thành viên khác đều hy sinh vì hoàng tộc họ Long. Một tấm lòng trung kiên như thế, thử hỏi có thể có mục đích gì với hoàng tộc họ Long chứ? Đến lúc này, ngay cả những hậu bối trẻ không biết về quá khứ của hoàng tộc mình cũng đều quỳ xuống, cầu xin Long Hoàng, Hoàng Chủ, xin ngài hãy thoái vị. Họ tôn trọng Long Hoàng, nhưng cũng biết hiện giờ hoàng tộc họ Long có một kẻ thù là cao thủ siêu phàm cảnh, nếu long hoàng còn ngồi yên trên vị trí đó thì cả hoàng tộc họ long sẽ trở thành quá khứ mất sắc mặt long hoàng cực kỳ thâm trầm sát ý đối với long tấn càng nhiều hơn nét mặt long tường đầy đắn đo tuy biết long tấn đánh giá cao mình nhưng ông ta vốn không quan tâm đến ngôi vị hoàng chủ cũng hiểu bản thân không có tư cách thừa kế với thực lực trước mắt ngặt nỗi chỉ khi ông ta trở thành long hoàng thì dương thanh mới chịu bỏ qua cho hoàng tộc họ long ông nội xin ông hãy thoái vị đi ạ Long Thiên Vũ đấu tranh thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Long Hoàng, ông nội, cháu thể với ông, nếu cậu thanh tấn công hoàng tộc họ Long, cháu sẽ nghĩ mọi cách để xin cậu ấy tha cho ông một con đường sống. Người và ông tấn đều là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh của hoàng tộc, chỉ cần hai người có thể bắt tay giảng hòa, hoàng tộc họ Long nhất định sẽ vượt xa những hoàng tộc khác đấy ạ. À. Ông nội, xin người hãy thoái vị, Long Hoàng đột nhiên lạnh lùng nhìn Long Thiên Vũ, nghiền ngẫm nói, ngay cả hai bố con mày cũng muốn bước ép tao sao long thiên vũ không dám nhìn thẳng vào mắt lão ta vội cúi đầu xuống cháu không dám long hoàng lại đưa mắt sang long tường long tường không nao núng chút nào mặt đối mặt với lão ta kiên định nói thưa phụ hoàng người rất rõ con không hề muốn tranh quyền đoạt thế mà nhưng nếu quyền thế có thể giúp hoàng tộc họ long thoát nạn thì con sẽ giành lấy nó hay cho một câu vì hoàng tộc họ long long hoàng cười khẩy quét nhìn xung quanh ánh mắt tràn trề sát khí mấy người đều muốn tôi nhường ngôi cho thằng con bất hiếu này Vậy nếu tôi giết nó thì mấy người sẽ không thúc ép nữa phải không? Câu nói này vừa vang lên thì tất cả mọi người đều hoảng hốt. Long Tường càng ngỡ ngàng hơn, khó tin nhìn Long Hoàng, phụ hoàng muốn giết con ư? Long Tấn phản ứng nhanh hơn, dậm chân xuất hiện trước người ông ta, nét mặt đầy cảnh giác. Tuy Long Tấn cũng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh nhưng chỉ tiến vào cảnh giới này không lâu, trong khi đó Long Hoàng đã ở bán bộ siêu phàm cảnh rất nhiều năm. Nếu hai người đấu với nhau phần thắng của Long Tấn không hề lớn. Chỉ là, vì hoàng tộc họ Long, lão ta buộc phải đứng ở phe đối lập với Long Hoàng. Trong những đứa con nối dõi của tôi, Long Dược có thiên phú mạnh nhất đã được gia tộc cổ võ đón đi đào tạo, người có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất kế tiếp là Long Khoa và Anh. Long Hoàng nhìn Long Tường, bình tĩnh nói, có thiên phú như thế, Long Dược không thể về hoàng tộc họ Long được. Bây giờ Long Khoa đã chết, chỉ có anh là thích hợp nhất cho môi vị hoàng chủ. Nhưng anh lại quá nóng ruột, chỉ cần kiên nhẫn chờ đến ngày tôi tiến vào siêu phàm cảnh là được rồi khi đó tôi sẽ rời khỏi hoàng tộc họ long và giao ngôi vị lại cho anh giờ mới biết hóa ra điều đó không cần thiết nữa long hoàng hoàn toàn nói thật những người trong hoàng tộc họ long đều biết việc này long tường cũng vậy nhưng ông ta không thể chờ được nữa không phải vì muốn giành lấy ngôi vị hoàng chủ trong tay mà là sợ hãi dương thanh sẽ tấn công hoàng tộc trước khi long hoàng thoái vị thưa phụ hoàng không phải con không kiên nhẫn mà là con buộc phải tranh giành. Hai mắt long tường đỏ bừng, người hiểu cao thủ siêu phàm cảnh đáng sợ thế nào mà, một người thôi cũng đủ để tiêu diệt cả hoàng tộc họ long. Trước đó bố đã cho phép Long Khoa phái 6 cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc đi giết người thân và bạn bè của Dương Thanh, cậu ấy nhất định sẽ tự mình tới đây. Phụ Hoàng à, xem như con cầu xin Phụ Hoàng, Phụ Hoàng hãy rời khỏi Hoàng tộc đi. Long Hoàng quát, cầm miệng, hai chữ như một đòn công kích hữu hình, khiến cho máu trong người Long Tấn sôi trào hỗn loạn, anh muốn giành lấy vị trí này như thế, thì tự tay người làm bố tôi đây sẽ tiến anh lên đường. Dứt lời, khí thế khủng bố tỏa ra khỏi cơ thể Long Hoàng. Toàn bộ hoàng tộc họ Long tức khắc bị sát ý bao trùm. Cảm nhận được khí thế phát ra từ Long Hoàng, khuôn mặt Long tưởng xám như cho tàn. Không phải vì cảm thấy tuyệt vọng, mà là không thể chấp nhận được chuyện người bố ruột thịt lại muốn giết mình. Long Tấn đang đứng trước người ông ta trong nháy mắt cũng bộc phát ra uy áp của tu vi bán bộ siêu phàm cảnh, lạnh lùng nói, ngài đã giết một đứa con trai rồi, chẳng lẽ còn muốn giết thêm một đứa nữa. Những người trong hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện này, ai nấy đều nhanh chóng lùi về sau khi nhận thấy Long Hoàng phát ra khí thế đáng sợ ấy. Khi hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đối đầu với nhau, cho dù chỉ là dư âm cuộc chiến thôi thì họ cũng không thể chịu đựng nổi. Long Hoàng đằng đằng sát khí như đế vương giữa đất trời, nét mặt không có biểu cảm nào, nó đã muốn giết bố để đoạt quyền rồi, tôi giết nó cũng có can hệ gì đâu mạng sống của nó là tôi cho nó bây giờ muốn lấy lại thì có gì không thể long tường ngơ ngác đứng sững tại chỗ nhìn bóng người cao lớn kia chỉ thấy thật bi thương ông ta luôn tôn kính long hoàng cho dù bị lão ta cắt giảm quyền thế do lỗi lầm của long thiên vũ thì cũng chưa một lần oán hận long hoàng là bố của ông ta kia mà phận làm con sao có thể hận bố của mình chứ nhưng người bố mà ông ta luôn kính trọng lại muốn giết ông ta đương nhiên là không thể long tấn ngang ngược đáp lại lạnh lùng nói có tôi ở đây, đừng ai hòng tổn thương một sợi tóc của nó. Hừ, Long Hoàng cười khẩy, để xem ai có thể ngăn cản được tôi. Dứt lời, lão ta biến mất tại chỗ. Tránh ra, Long Tấn không do dự tung một trưởng ra, luồng sức mạnh nhu hòa đẩy Long Tường ra xa mười mấy mét. Cùng lúc đó, ý chí chiến đấu bùng lên, Long Tấn đấm một quyền. Ầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, lần đầu tiên Long Hoàng và Long Tấn đấu với nhau trong sự kinh sợ của tất cả mọi người đột nhiên, một luồng uy lực đáng sợ cuốn ra bốn phương tám hướng. Uy uinh uinh, tròi nghỉ mắt sau lưng hai người bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt, cát bụi tung bay mịt mù. Ai cũng ngỡ ngàng khi Long Tấn không hề bị ép phải lùi lại sau cú va chạm mạnh mẽ của hai người. Đến cả Long Hoàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Lão ta đã bước vào bán bộ siêu phàm cảnh từ lâu, có lòng tin bản thân có thể đấu với cả cao thủ siêu phàm nhất cảnh chân chính, nào ngờ một người chỉ vừa tiến cấp đến bán bộ siêu phàm cảnh như Long Tấn lại có thể đỡ được một đòn của lão ta. Hoàng chủ, xin ngài dừng lại đi." Long Tấn lên tiếng, đôi mắt hiện lên sự cầu xin. "Không phải lão ta sợ mình không địch lại Long Hoàng, mà là không muốn xảy ra cảnh tàn sát lẫn nhau." Hai người đều có thực lực mạnh nhất trong hoàng tộc họ Long, ai bị thương nặng cũng gây thiệt hại lớn cho hoàng tộc cả. Long Hoàng đã bước vào bán bộ siêu phàm cảnh, có lẽ hoàng chủ của ba hoàng tộc kia cũng như thế. Trong tình hình hiện nay, một khi Long Hoàng và Long Tấn đánh nhau rồi cả hai đều chịu tổn thất, các hoàng tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt hoàng tộc họ Long. Thậm chí còn có khả năng bọn họ sẽ hợp tác với nhau để cùng tiêu diệt. Suy cho cùng, việc chỉ còn ba hoàng tộc sẽ giúp nâng cao địa vị hơn là có đến bốn hoàng tộc. Long Tấn ơi là Long Tấn, anh đúng là giấu kín thật, hôm nay mà không đấu với nhau thì chắc tôi cũng không bao giờ biết anh mạnh thế này. Long Hoàng lạnh lùng nói. Long Tấn vẫn bình tĩnh, tôi không cố tình giấu đâu, chỉ là chưa có cơ hội nói cho ngài biết thôi. Thật không, Long Hoàng nhếch mép, sợ là anh muốn diệt trừ tôi lâu rồi chứ gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả, Long Tấn thản nhiên đáp lời. Lại đi, Long Hoàng lại hung hăng đánh ra một đòn, khí thế càng mạnh hơn. ầm ầm ầm, Long Tấn không dám lơi lỏng, liên tục cản đòn của lão ta. Những người trong hoàng tộc họ Long chỉ biết sướng sờ mà nhìn, không ngờ cuộc chiến của hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh lại đáng sợ đến thế nếu hoàng tộc họ Long đồng thời có được hai cao thủ như vậy thì tương lai quật khởi nằm trong tầm tay. Có điều, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, có vẻ hai người này không thể cùng tồn tại được. Ai bị thương hay chết cũng đều là tổn thất lớn cho hoàng tộc. Bố, Long Thiên Vũ đứng bên cạnh Long Tường, nét mặt đau xót. Long Tường nhìn con trai mình, cay đắng cười, Thiên Vũ, nếu cậu thanh tới, còn hãy nghĩ cách cầu xin cậu ấy tha cho hoàng tộc. Nhất định rồi ạ, à. Long Thiên Vũ nghiêm túc đáp vậy thì bố yên tâm rồi dứt lời long tường lại đưa mắt nhìn hai người đang giao chiến chỉ là ánh mắt như hạ quyết tâm nào đó vừa rồi long thiên vũ không nhận ra có gì lạ thường lúc này thấy sự kiên định trong đôi mắt của ông ta thì đột nhiên có một suy đoán đáng sợ bố ơi bố định làm gì vậy long thiên vũ vô thức nắm lấy cánh tay của long tường nét mặt lo âu thiên vũ sau này không còn bố còn phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé long tường tự ái nói với con trai mình cậu thanh không phải vật trong ao, tương lai rộng mở không thể đoán chừng. Chỉ cần con chú ý đi theo bước chân của cậu ấy, hoàng tộc họ Long sẽ lại huy hoàng trong ít nhất 100 năm tới. Nhớ kỹ lời của bố, phải nghĩ cách đi theo cậu Thanh. Câu nói của Long Tường nghe như những lời chăm chối cuối đời, Long Thiên Vũ hoảng hốt nắm chặt cánh tay của bố, giọng run run, bố à, ông Tấn vẫn chưa thua mà, bố đừng làm chuyện điên rồ. Long Tường mỉm cười lắc đầu, Ông nội con hay bác Tấn thua thì đều là tổn thất đối với hoàng tộc họ Long cả. Chẳng phải ông nội con đã nói cái mạng này của bố là do ông ấy cho sao? Ông ấy muốn lấy về thì bố sẽ trả lại." Long Thiên Vũ sốt sắng cả lên, hai mắt đỏ hoe, "Bố đừng làm vậy mà. Ông ấy cho bố được sống, nhưng có tư cách gì để lấy mạng của bố về chứ?" "Thiên Vũ, vĩnh biệt con." Long Tường nhìn con trai, nở một nụ cười, đột nhiên sử dụng sức mạnh Long Thiên Vũ không thể ngăn cản được người đã có thực lực thần cảnh hậu kỳ như Long Tường, thân thể bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra. Phụ Hoàng, Long Tường đột nhiên hét lớn, xông về phía Long Hoàng. Long Tường, lùi lại, Long Tấn bàng hoàng, chỉ biết nhìn ông ta lao tới. Long Hoàng đang điên cuồng tấn công nên Long Tấn không thể bảo vệ Long Tường được. Hừ, Long Hoàng nhếch mép, anh muốn chết thì tôi cho anh được toại nguyện. Nói rồi lão ta đánh lùi Long Tấn, sau đó tung một trưởng về phía Long Tường. Uinh, trưởng rơi vào trước ngực ông ta. Trong sự kinh hoàng của mọi người, Long Tường hộc máu bay ra ngoài như diều đứt dây. Bố ơi, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Long Tường vừa đẩy Long Thiên Vũ ra đã lập tức xông về phía Long Hoàng, bị một trưởng đánh bay. Long Tường, Long Tấn dậm chân lao tới, đón lấy Long Tường còn đang bay về phía sau. Nhưng sức sống của Long, Long Tấn bần thần thật lâu mới hoàn hồn, đau đớn nhìn Long Tường đã chết. Long Hoàng kẻ đã giết con trai ruột của mình, lại tỏ ra thờ ơ. Cái chết của Long Tường không hề ảnh hưởng đến lão ta. Một thằng hèn nhát lựa chọn cái chết không xứng để làm con trai tôi. Vị trí hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Long lại càng không. Long Hoàng Nghĩa Mai nói. Những người trong hoàng tộc họ Long nghe vậy đều ngỡ ngàng. Họ biết người hoàng tộc đều vô tình, nhưng không ngờ được Long Hoàng lại máu lạnh đến nỗi có thể nói ra những lời như vậy sau khi giết con trai mình. Long Thiên Vũ ôm thi thể của bố, nét mặt đầy bi thương, sâu trong mắt lập lòe sát khí. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Hoàng, không hề che giấu sát ý của mình. "Ông đáng chết." Long Thiên Vũ cắn răng nói. Long Hoàng nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn ta, đúng là cha nào con nấy, thằng bố ngu xuẩn, thằng con càng ngu hơn. "Nếu mày che giấu sát ý thì có thể tao sẽ tha mạng cho mày, nhưng mày lại không làm thế. Như vậy thì tao cũng không cần phải giữ mạng mày nữa." Long Tấn nháy mắt đứng che trước Long Thiên Vũ, phẫn nộ nhìn lão ta, cậu đã giết hai đứa con trai của mình rồi, giờ ngay cả cháu ruột cũng không tha sao? Rốt cuộc cậu có còn tính người không vậy hả? Có thể ép một người luôn bình tĩnh như Long Tấn giận dữ đến mức này, đủ để chứng tỏ sự tàn độc của Long Hoàng. Long Thiên Vũ từ sau lưng Long Tấn đi ra phía trước, nhìn thẳng vào Long Hoàng mà không hề sợ hãi, châm chọc nói, ông nói sai rồi, chưa chắc đã bố nào con nấy đâu. Như ông chẳng hạn, chẳng phải là một ông bố khốn nạn lại được một đứa con có hiếu như bố tôi sao ông đáng chết cực kỳ đáng chết nhớ cho kỹ dù ông có giết sạch tất cả những ai phản đối mình thì ông cũng không sống lâu được đâu cậu thanh tuyệt đối sẽ không tha cho ông dứt lời một luồng khí thế hùng mạnh bộc phát ra khỏi cơ thể long thiên vũ trong nháy mắt toàn bộ hoàng tộc họ long bị bao phủ bởi huy áp của hắn ta nét mặt thản nhiên của long hoàng lập tức thay đổi ngỡ ngàng nhìn long thiên vũ thần cảnh may thế mà đã là thần cảnh. Ở hoàng tộc họ Long, chỉ có số ít những người ở dòng chính cùng thế hệ với Long Tường là bước vào thần cảnh. Nhưng bây giờ, Long Thiên Vũ, cháu của Long Hoàng, lại đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần cảnh. E là Long Dược, thiên tài võ thuật bậc nhất của hoàng tộc họ Long của 30 năm trước, cũng chỉ có thế. Những người trong hoàng tộc sửng sốt, nhưng ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, Hoàng tộc họ Long không chỉ có thêm một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh là Long Tấn mà còn có thêm một thiên tài mới 35 tuổi đã tiến vào thần cảnh. Với những cao thủ tiềm năng này, cho dù bị tổn thất 6 người có thực lực thần cảnh và tạm thời không thể tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tộc, thì chỉ cần cho hoàng tộc họ Long thời gian, bọn họ nhất định sẽ có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng sau hôm nay, thực lực của hoàng tộc họ Long sẽ bị suy giảm trầm trọng, có lẽ ngay cả hoàng tộc họ Diệp cũng có thể áp đảo hoàng tộc bọn họ. Thiên Vũ, cháu rời khỏi đây đi, ông sẽ cầm chân Long Hoàng. Long Tấn như nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói với Long Thiên Vũ. Hắn ta không đi mà đừng hực như chiến thần. Oanh! Long Tấn vượt qua Long Thiên Vũ, lao vào đấu với Long Hoàng. Cuộc chiến kịch láo thù 10 năm cũng không muộn, cháu cứ ở lại đây thì chỉ có nước chết thôi. Chẳng lẽ cháu đã quên bố mình chết thế nào rồi sao? Ông nội cháu nhất định sẽ giết cháu, thiên phú của cháu còn đó, kể cả gia tộc cổ võ cũng sẽ chú trọng và bồi dưỡng cháu. Nghe lời ông, rời khỏi đây nhanh. Ngày nào đó hãy quay lại báo thù. Trong lúc lão ta nói chuyện, Long Hoặc muốn giết tôi không? Hừ. Long Ninh cười khẩy, phụ hoàng muốn giết mày, sao tao có thể thả mày đi được? Long Khoa và Long Tấn đều là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng chủ nhưng đã chết. Trong số những người con nối dõi của Long Hoàng hiện nay, chỉ còn ông ta là có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất. Nhưng khi thấy Long nghe thấy câu này của dương thanh long hoàng trở nên thẫn thờ cậu nói long dược đã đi gặp cậu còn bị cậu giết chết long hoàng không dám tin hỏi dương thanh mỉm cười không tỏ rõ ý kiến đúng ông ta đến từ phủ thành chủ hoài thành và báo thù cho em trai ruột của mình còn về việc ông ta có phải long dược ông đang nói đến hay không thì tôi không biết không thể nào long hoàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước nét mặt khó tin không thể thế được nó là thiên tài võ thuật trăm năm có một của hoàng tộc họ Long, 30 năm trước đã được phủ thành chủ hoài thành chú ý và đón đi, còn cưới hòn ngọc quý của thành chủ hoài thành cơ mà. Hiện giờ nó đã tiến vào siêu phàm tam cảnh, kể cả ở hoài thành cũng có địa vị đứng đầu, sao lại chết trong tay cậu được. Dương Thanh, cậu đang lừa tôi có phải không? Dương Thanh nhướng mày, bớt nói lung tung đi, hôm nay tôi tới đây chỉ vì muốn đòi lại công bằng thôi. Giải thích tại sao hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp lại bắt tay với nhau, điều động 12 cao thủ thần cảnh để ám sát tôi đi. Bằng không, kể từ hôm nay, hoàng tộc họ Long sẽ bị xóa sổ khỏi Chiêu Châu. Dương Thanh của lúc này vô cùng bá đạo, không hề xem Long Hoàng ra gì. Với cảnh giới hiện nay, những người có cảnh giới dưới siêu phàm cảnh đều không phải đối thủ của anh, trong khi đó Long Hoàng cũng chỉ có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh mà thôi. Không thể nào, sao lại thế được? Long Hoàng như không nghe thấy những lời Dương Thanh vừa nói, dáng vẻ mất hồn mất vía long dược là niềm hy vọng duy nhất cũng là chỗ dựa lớn nhất của lão ta thế mà bây giờ dương thanh lại nói mình đã giết chết long dược trông dương thanh không giống nói dối chút nào chẳng lẽ long dược thật sự đã bị giết nếu đúng là vậy thì hoàng tộc họ long mà dốc toàn lực cũng không phải đối thủ của anh ngu muội dương thanh hờ hững nói một câu sau đó vung tay lên áp lực khủng bố cuốn lấy long hoàng như sóng trào hồng thủy uyên dưới ánh nhìn sợ hãi của những người xung quanh Dương Thanh chưa hề chạm vào mà Long Hoàng đã như chịu một cú đánh nặng nề, phải lùi về sau 7-8 bước mới dừng lại. Lúc này, ánh mắt lão ta khi nhìn Dương Thanh cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng. Rốt cuộc Long Hoàng cũng nhận ra mình với thực lực bán bộ siêu phàm cảnh không thể địch lại Dương Thanh, thậm chí không thể đỡ nổi một đòn của anh. Cậu Thanh! Long Thiên Vũ Thình Lình lên tiếng. Dương Thanh nhíu mày, anh muốn tôi tha cho ông ta. Hắn ta lắc đầu, ánh mắt dữ tợn, cắn răng nói, lão già khốn kiếp này đã giết bố tôi sao tôi có thể xin tha cho ông ta cậu thanh tôi không dám yêu cầu gì chỉ xin cậu sau khi giết ông ta hãy cho hoàng tộc họ long một con đường sống hoàng tộc họ long đã chịu quá nhiều tổn thất nếu tiếp tục bị đả kích nữa thì sẽ diệt vong mất dương thanh lạnh nhạt nhìn long thiên vũ rồi đưa mắt về phía long hoàng lạnh giọng nói bây giờ không phải tôi có nên cân nhắc cho hoàng tộc họ long một con đường sống hay không mà là long hoàng có chịu gánh lấy hậu quả cho sai lầm của mình hay không Long Hoàng có cảm giác như đang bị một con thú giữ nhìn tròng chọc, sự chênh lệch cảnh giới khiến cho máu trong người hỗn loạn. Lão ta còn không nhúc nhích nổi, huống gì là giết Dương Thanh. Rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao? Lão ta cắn răng hỏi. Hoặc là ông chết, hoặc là ông cùng chết với hoàng tộc họ Long. Dương Thanh lạnh lùng nói. Dù chọn lựa là gì, Long Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chọn cái nào tôi cũng không sống được, thế thì cậu giết tôi luôn đi. Nói mấy lời thừa thãi làm gì vậy? Long Hoàng tử diễu nói, cao ngạo, trịch thượng nhìn Dương Thanh, với thực lực bây giờ của cậu thì giết tôi quá dễ dàng. Nhưng cậu vẫn chưa chịu giết, chắc là cũng đang cố kỵ điều gì nhỉ? Dương Thanh híp mắt lại. Quả là anh đang băn khoăn, không biết có nên giết lão ta luôn hay không? Không biết vì sao, tại hoàng tộc họ Long này, dường như Dương Thanh cảm nhận được một luồng khí thế như có như không, nhưng có thể khẳng định nó không thuộc về Long Hoàng có vẻ chủ nhân của nó ở ngay trong Hoàng Phủ Họ Long nhưng lại không chịu xuất hiện. Vừa rồi, Dương Thanh đã định giết chết Long Hoàng, nhưng khí thế ấy chợt mạnh hơn vào thời điểm đó. Anh có dự cảm đối phương sẽ ra mặt nếu mình giết lão ta. Cậu Thanh, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Long Tấn đột nhiên tiến lên phía trước, nghiêm mặt nói. Dương Thanh cảm thấy khó hiểu, cơ hội gì? Cơ hội để giết Long Hoàng, Long Tấn gần từng chữ một. Nghe thấy câu này, không chỉ Dương Thanh mà cả những người trong hoàng tộc họ Long cũng sửng sốt. Trước đó, Long Hoàng và Long Tấn đã đấu với nhau, hai người có tu vi tương đương nhưng sức chiến đấu của Long Tấn không bằng Long Hoàng. Nếu Dương Thanh không xuất hiện thì Long Tấn đã chết rồi. Rõ ràng Long Tấn yếu thế hơn, tại sao lúc này lại chủ động yêu cầu muốn giết Long Hoàng? Long Tấn, anh háo hức muốn làm con chó Dương Thanh thế à? Trên mặt Long Hoàng đầy vẻ trào phúng, anh cũng biết chỉ cần có Dương Thanh ở đây, dù thua thì cậu ta cũng sẽ cứu anh đúng không? Anh thấy Dương Thanh do dự khi giết tôi nên muốn tự ra tay, cho dù thất bại cũng sẽ không mất mạng chứ gì. Long Tấn không mảy may quan tâm khi bị lão ta châm chọc. Đúng là Long Tấn không phải đối thủ của Long Hoàng, thậm chí còn không có sức để tấn công nữa. Nhưng ban nãy, Long Thiên Vũ đã cho lão ta một viên thuốc chữa thương của Phùng Tiểu Uyển ở phòng khám ái dân nơi Yến Đô, sau khi uống thương thế đã khá hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Long Tấn thấp thoáng nhận thấy cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hấp thu dược hiệu của viên thuốc kia. Lúc này, viên thuốc dùng để chứa thương lại như một thứ dụng cụ chứa đựng năng lượng, giúp sức mạnh của lão ta được tăng lên. Quan trọng là, lão ta có thể nhanh chóng mạnh hơn khi giao chiến với Long Hoàng. Ông Tấn, Long Thiên Vũ cực kỳ lo lắng, vội vàng khuyên can, ông Tấn, ông không phải đối thủ của ông ta đâu, hay là cứ giao cho cậu Thanh xử lý đi ạ. À? Long Tấn lắc đầu, vẫn nài nỉ nhìn Dương Thanh, cậu Thanh. Mong cậu hãy cho tôi một cơ hội. Được, Dương Thanh gật đầu, cũng biết ông ta muốn dùng chiến đấu để củng cố tu vi của mình, thậm chí còn có thể là đột phá. Nhưng tôi nói trước, nếu ông và Long Hoàng đấu với nhau, dù ông bị giết thì tôi cũng không cứu đâu. Dương Thanh nói tiếp. Long Tấn gật đầu, tôi biết rồi. Vậy thì tôi cho phép ông tự mình kết liễu ông ta, anh đáp. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Long Tấn đi từng bước một về phía Long Hoàng hai người đứng đối diện với nhau ai cũng ngừng ngực ý chí chiến đấu long tấn chỉ dựa vào anh mà cũng muốn giết tôi à long hoàng nghiến răng nghiến lợi khinh thường nhìn long tấn tôi nhất định sẽ giết cậu long tấn đanh mặt lại nói dứt lời hơi thở đáng sợ dần dần toát ra từ trong cơ thể lão ta cảm nhận được sự mạnh mẽ đến từ hơi thở ấy long hoàng không tỏ ra khinh thường nữa trở nên căng thẳng lão ta có thể cảm giác được long tấn như xảy ra thay đổi nào đó trong một thời gian ngắn ngủi dường như cảnh giới của long tấn đã gần với siêu phàm nhất cảnh hơn rồi chết đi long hoàng chợt gầm lên xông về phía long tấn trong nháy mắt cuộc chiến của hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đã nổ ra ngay khoảnh khắc hai người lao vào nhau dương thanh nhíu mày chẳng lẽ mình cảm giác nhầm khí thế như có như không kia đã biến mất vào lúc long hoàng và long tấn đánh nhau dường như đối phương đang cảnh cáo dương thanh đừng nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc họ long dương thanh đang nghi hoặc thì long thiên vô tiến đến khổ sở van nài cậu thanh nếu ông tấn gặp nguy hiểm thì xin cậu hãy giúp ông ấy anh lạnh nhạt đáp tôi đã nói rồi dù ông ta chết tôi cũng không cứu đâu đây là lựa chọn của ông ta nghe vậy long thiên vô tuyệt vọng nhưng cũng hiểu quan hệ giữa mình và dương thanh chẳng là gì cả nếu vừa rồi không có dương thanh cứu giúp thì hắn ta và long tấn đã chết rồi tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Long Thiên Vũ chân thành cảm ơn, không nói thêm nữa mà căng thẳng nhìn về phía Long Hoàng và Long Tấn đang chiến đấu với nhau thật quyết liệt. Quả nhiên, Long Tấn có cảm ngộ mới đối với võ thuật nên sức chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Ban đầu lão ta luôn bị Long Hoàng áp chế, bây giờ hai người đã ngang nhau, như đang đánh với bản thân. Không ai chiếm thượng phong, không ai giết được ai. Ông Tấn, ông phải sống sót nhé. Long Thiên Vũ thầm cầu nguyện trong lòng. Ngoài Long Hoàng gia thì trong hoàng tộc họ Long còn ai mạnh hơn không? Dương Thanh bất chợt lên tiếng. Long Thiên Vũ ngạc nhiên, lắc đầu nói với anh, tôi chỉ biết vào 30 năm trước, thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Long là Long Dược được phủ thành chủ Hoài Thành đón đi, sau này không gặp lại nữa. Vừa rồi cậu nói Long Dược đã bị cậu giết chết, thế tôi mới biết tin tức về ông ta đấy. Mà cậu Thanh này, sao đột nhiên cậu hỏi vậy? Dương Thanh không trả lời câu hỏi của hắn ta mà tiếp tục hỏi, ngoại trừ Long Dược trong hoàng tộc họ long còn ai được gia tộc cổ võ chú ý mang đi không long thiên vũ lắc đầu tôi chỉ nghe nói long dược là thiên tài duy nhất của hoàng tộc họ long được người của gia tộc cổ võ mang đi anh gật đầu không hỏi thêm nữa thấy dáng vẻ trầm tư của dương thanh long thiên vũ không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy hắn ta không biết lúc này dương thanh đang rất xoắn suýt hôm nay anh tới hoàng tộc họ long vốn là để giết long hoàng cuối cùng lại bị một cao thủ thần bí hù dọa thật ra ngoại trừ việc giết long hoàng gia thì dương thanh còn có suy nghĩ nâng đỡ long thiên vũ nữa dù sao thì thế cuộc ở chiêu châu hiện giờ không được ổn định cho lắm nhất là từ khi cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô diễn ra toàn bộ giới võ thuật chiêu châu đều biến hóa kinh thiên động địa hoàng tộc họ long là một trong các gia tộc đứng đầu chiêu châu dương thanh cũng thấy được sự thay đổi của long thiên vũ nếu nâng đỡ hắn ta thì đây sẽ là một trợ giúp rất lớn cho anh nhưng bây giờ Dương Thanh lại không thể giết Long Hoàng. Anh không biết nếu mình ra tay thì liệu cao thủ thần bí vừa cảnh cáo kia có xuất hiện hay không, có đánh trả lại mình hay không. Dương Thanh là cao thủ siêu phàm nhất cảnh, dùng hết sức lực thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Tuy nhiên, ở hoàng tộc họ Long lại có một cao thủ bí ẩn có thể dùng khí thế để dọa anh, điều này cho thấy tu vi của đối phương ít nhất là ở siêu phàm tứ cảnh. Có khi mạnh hơn cũng không chừng, với thực lực trước mắt nếu Dương Thanh thật sự đối đầu với một người như thế thì chỉ có một con đường chết. Dầm, Dương Thanh đang suy nghĩ lung tung thì Long Hoàng đánh trúng ngực Long Tấn làm cho lão ta loạn trọn lùi lại mấy bước. Ông Tấn, Long Thiên Vũ Kinh Hoàng hét lên, nét mặt đầy lo âu. Long Tấn lau đi vết máu bên mép, căng thẳng nhìn Long Hoàng. Lần này, Long Hoàng không thừa thắng sông lên mà chỉ đứng tại chỗ thở dốc, cũng nặng nề nhìn lại Long Tấn. Trong cuộc chiến vừa rồi, Hai người đều thấy được sức mạnh vượt trội của đối phương, nếu tiếp tục thì cả hai sẽ cùng chịu thương tổn. Long Tấn, anh phải hiểu nếu cứ tiếp tục thì chúng ta đều phải chết. Long Hoàng đột nhiên lên tiếng, hiện giờ, Long Khoa và Long Tường đều đã chết, hoàng tộc họ Long đã chịu tổn thất quá lớn rồi, lẽ nào anh muốn nhìn hoàng tộc họ Long tiếp tục suy yếu sao? Tôi và anh đều có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, chỉ cần thêm một bước nữa chính là siêu phàm nhất cảnh, chẳng lẽ anh không mong đợi đến cảnh giới đây ư? chỉ cần anh chịu bắt tay giảng hòa với tôi tôi cam đoan sẽ giao ngôi vị hoàng chủ cho long thiên vũ anh và tôi thì cùng nhau bảo vệ hoàng tộc họ long anh thấy sao vừa nghe vậy những người khác đều sững sờ long ninh người có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất tức khắc quýnh lên vội vàng nói phụ hoàng long thiên vũ chỉ là cháu thôi mà nó có tư cách gì để thừa kế ngôi vị hoàng chủ chứ cầm miệng lại cho tôi long hoàng nổi giận gầm lên trong tình huống này long ninh có không cam lòng cách mấy cũng phải ngậm miệng rốt cuộc nét mặt của long tấn cũng có thay đổi hỏi cậu nói thật không đương nhiên là thật rồi long hoàng trả lời ngay tắp lự ông tấn ông đừng tin lời ông ta loại người đến cả con trai cũng giết được chỉ quan tâm đến quyền thế và địa vị của mình thôi làm sao có thể cam tâm thoái vị chứ long thiên vũ sốt sắng hét lên bố cháu đã bị ông ta giết cháu và ông ta suốt đời không đội trời chung long tấn liếc nhìn long hoàng rồi lại đưa mắt sang long thiên vũ lão ta chỉ mong mỏi hoàng tộc họ long được sống sót mà thôi nếu như long hoàng thật sự bằng lòng nhường ngôi cho long thiên vũ và cùng long tấn nâng đỡ hắn ta trong tương lai hoàng tộc họ long nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của cả bốn hoàng tộc ngặt nỗi long hoàng lại giết long tường long thiên vũ sẽ không bỏ qua mối thù này cho dù hắn ta bỏ qua thì liệu dương thanh có tha cho long hoàng không nếu cậu được cậu thanh tha thứ thì tôi sẽ đồng ý long tấn trả lời phịch lão ta vừa dứt lời thì long hoàng thình lình quỳ xuống trước mặt dương thanh thanh khẩn nói cậu thanh tôi biết lỗi rồi xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa tôi cam nguyện phục tùng cậu cậu nói hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây cái quỳ của long hoàng làm cho sát ý trong lòng long tấn hoàn toàn biến mất tuy long thiên vũ rất muốn long hoàng chết đi nhưng thấy lão ta quỳ như thế thì cũng không dám lên tiếng trong lúc nhất thời mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía dương thanh một người trẻ tuổi mà ngay cả long hoàng cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ quả là đáng sợ long hoàng đã quỳ xuống xin tha nhưng dương thanh lại không hề tìm thấy sự khẩn thiết cầu xin nào trong mắt lão ta trái lại nó còn ẩn chứa sát ý mãnh liệt anh không đáp mà nhìn long tấn dương thanh có thể cảm giác được trong cuộc chiến vừa rồi thoạt nhìn thực lực của long hoàng và long tấn đều ngang nhau nhưng thực chất long tấn chiếm thế thượng phong nếu tiếp tục đấu thì nhiều lắm là 10 phút nữa, Long Hoàng sẽ thua. Khi đó, Long Tấn muốn giết lão ta rất dễ dàng. Nhưng giờ đây, Long Tấn lại vứt bỏ cơ hội đó. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Long Tấn hơi ái náy. Vừa rồi chính lão ta là người xin anh cho mình cơ hội giết Long Hoàng. Thế mà khi cơ hội đến trước mắt, lão ta lại bỏ. Nhưng nghĩ đến lợi ích của hoàng tộc họ Long, Long Tấn gắng ngượng tiến tới trước mặt Long Hoàng, nói với Dương Thanh: cậu Thanh, tôi thành thật xin lỗi. Hiện nay, hoàng tộc họ Long đang suy yếu nặng nề, xin cậu hãy nương tay, cho Long Hoàng một cơ hội. Ngay lúc này, một chuyện không hay xảy ra, Long Hoàng đang quỳ bên cạnh Long Tấn đột nhiên dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải. ầm, um, một kích toàn lực nặng nề rơi vào ngực Long Tấn. Trong sự sướng sờ của mọi người, tiếng xương gãy vang lên, Long Tấn hộp máu, bay ra xa mười mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt ngay cả dương thanh cũng không phát giác long hoàng thế mà lại giết long tấn có lẽ cái quỷ xin tha đấy cũng chỉ là ngụy trang giết long tấn mới là mục đích thật sự của long hoàng ông tấn long thiên vỗ thét lên chạy về phía long tấn ông dương thanh đang nghi hoặc thì long thiên vỗ tiến đến khổ sở văn nài cậu thanh nếu ông tấn gặp nguy hiểm thì xin cậu hãy giúp ông ấy anh lạnh nhạt đáp tôi đã nói rồi dù ông ta chết tôi cũng không cứu đâu. Đây là lựa chọn của ông ta. Nghe vậy, Long Thiên vô tuyệt vọng, nhưng cũng hiểu quan hệ giữa mình và Dương Thanh chẳng là gì cả. Nếu vừa rồi không có Dương Thanh cứu giúp thì hắn ta và Long Tấn đã chết rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Long Thiên Vũ chân thành cảm ơn, không nói thêm nữa mà căng thẳng nhìn về phía Long Hoàng và Long Tấn đang chiến đấu với nhau thật quyết liệt. Quả nhiên, Long Tấn có cảm ngộ mới đối với võ thuật nên sức chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Ban đầu lão ta luôn bị Long Hoàng áp chế, bây giờ hai người đã ngang nhau, như đang đánh với bản thân. Không ai chiếm thượng phong, không ai giết được ai. Ông Tấn, ông phải sống sót nhé." Long Thiên Vũ thầm cầu nguyện trong lòng. Ngoài Long Hoàng ra thì trong hoàng tộc họ Long còn ai mạnh hơn không? Dương Thanh bất chợt lên tiếng. Long Thiên Vũ ngạc nhiên, lắc đầu nói với anh, "Tôi chỉ biết vào 30 năm trước, thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Long là Long Dược được phủ thành chủ Hoài Thành đón đi." sau này không gặp lại nữa vừa rồi cậu nói long dược đã bị cậu giết chết thế tôi mới biết tin tức về ông ta đấy mà cậu thanh này sao đột nhiên cậu hỏi vậy dương thanh không trả lời câu hỏi của hắn ta mà tiếp tục hỏi ngoại trừ long dược trong hoàng tộc họ long còn ai được gia tộc cổ võ chú ý mang đi không long thiên vũ lắc đầu tôi chỉ nghe nói long dược là thiên tài duy nhất của hoàng tộc họ long được người của gia tộc cổ võ mang đi anh gật đầu không hỏi thêm nữa thấy dáng vẻ trầm tư của Dương Thanh, Long Thiên Vũ không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Hắn ta không biết lúc này Dương Thanh đang rất xoắn suýt. Hôm nay anh tới hoàng tộc họ Long vốn là để giết Long Hoàng, cuối cùng lại bị một cao thủ thần bí hù dọa. Thật ra, ngoại trừ việc giết Long Hoàng ra thì Dương Thanh còn có suy nghĩ nâng đỡ Long Thiên Vũ nữa. Dù sao thì thế cuộc ở Chiêu Châu hiện giờ không được ổn định cho lắm, nhất là từ khi cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô diễn ra, toàn bộ giới võ thuật Chiêu Châu đều biến hóa kinh thiên động địa. Hoàng tộc họ Long là một trong các gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, Dương Thanh cũng thấy được sự thay đổi của Long Thiên Vũ. Nếu nâng đỡ hắn ta thì đây sẽ là một trợ giúp rất lớn cho anh. Nhưng bây giờ, Dương Thanh lại không thể giết Long Hoàng. Anh không biết nếu mình ra tay thì liệu cao thủ thần bí vừa cảnh cáo kia có xuất hiện hay không, có đánh trả lại mình hay không. Dương Thanh là cao thủ siêu phàm nhất cảnh dùng hết sức lực thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Tuy nhiên, ở hoàng tộc họ Long lại có một cao thủ bí ẩn có thể dùng khí thế để dọa anh, điều này cho thấy tu vi của đối phương ít nhất là ở siêu phàm tứ cảnh. Có khi mạnh hơn cũng không chừng, với thực lực trước mắt, nếu Dương Thanh thật sự đối đầu với một người như thế thì chỉ có một con đường chết. Dầm, Dương Thanh đang suy nghĩ lung tung thì Long Hoàng đánh trúng ngực Long Tấn làm cho lão ta loạn trọng lùi lại mấy bước. Ông Tấn, long thiên vũ kinh hoàng hét lên nét mặt đầy lo âu long tấn lau đi vết máu bên mép căng thẳng nhìn long hoàng lần này long hoàng không thừa thắng xông lên mà chỉ đứng tại chỗ thở dốc cũng nặng nề nhìn lại long tấn trong cuộc chiến vừa rồi hai người đều thấy được sức mạnh vượt trội của đối phương nếu tiếp tục thì cả hai sẽ cùng chịu thương tổn long tấn anh phải hiểu nếu cứ tiếp tục thì chúng ta đều phải chết long hoàng đột nhiên lên tiếng hiện giờ long khoa và long tường đều đã chết hoàng tộc họ long đã chịu tổn thất quá lớn rồi lẽ nào anh muốn nhìn hoàng tộc họ long tiếp tục suy yếu sao tôi và anh đều có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh chỉ cần thêm một bước nữa chính là siêu phàm nhất cảnh chẳng lẽ anh không mong đợi đến cảnh giới đây ư chỉ cần anh chịu bắt tay giảng hòa với tôi tôi cam đoan sẽ giao ngôi vị hoàng chủ cho long thiên vũ anh và tôi thì cùng nhau bảo vệ hoàng tộc họ long anh thấy sao vừa nghe vậy những người khác đều sững sờ long ninh người có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất tức khắc quính lên, vội vàng nói, phụ hoàng, Long Thiên Vũ chỉ là cháu thôi mà, nó có tư cách gì để thừa kế ngôi vị hoàng chủ chứ? Cầm miệng lại cho tôi, Long Hoàng nổi giận gầm lên. Trong tình huống này, Long Ninh có không cam lòng cách mấy cũng phải ngậm miệng. Rốt cuộc nét mặt của Long Tấn cũng có thay đổi, hỏi, cậu nói thật không? Đương nhiên là thật rồi, Long Hoàng trả lời ngay tắp lự. Ông Tấn, ông đừng tin lời ông ta, loại người đến cả con trai cũng giết được chỉ quan tâm đến quyền thế và địa vị của mình thôi làm sao có thể cam tâm thoái vị chứ long thiên vũ sốt sắng hét lên bố cháu đã bị ông ta giết cháu và ông ta suốt đời không đội trời chung long tấn liếc nhìn long hoàng rồi lại đưa mắt sang long thiên vũ lão ta chỉ mong mỏi hoàng tộc họ long được sống sót mà thôi nếu như Long Hoàng thật sự bằng lòng nhường ngôi cho Long Thiên Vũ và cùng Long Tấn nâng đỡ hắn ta, trong tương lai, hoàng tộc họ Long nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của cả bốn hoàng tộc. Ngặt nỗi Long Hoàng lại giết Long Tường. Long Thiên Vũ sẽ không bỏ qua mối thù này. Cho dù hắn ta bỏ qua thì liệu Dương Thanh có tha cho Long Hoàng không? Nếu cậu được cậu Thanh tha thứ thì tôi sẽ đồng ý, Long Tấn trả lời. Phịch, lão ta vừa dứt lời thì Long Hoàng thình lình quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, Thanh khẩn nói, cậu Thanh, Tôi biết lỗi rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi cam nguyện phục tùng cậu, cậu nói hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Cái quỷ của Long Hoàng làm cho sát ý trong lòng Long Tấn hoàn toàn biến mất. Tuy Long Thiên Vũ rất muốn Long Hoàng chết đi, nhưng thấy lão ta quỳ như thế thì cũng không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Dương Thanh. Một người trẻ tuổi mà ngay cả Long Hoàng cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, quả là đáng sợ. Long Hoàng đã quỳ xuống xin tha, nhưng Dương Thanh lại không hề tìm thấy sự khẩn thiết cầu xin nào trong mắt lão ta, trái lại nó còn ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Anh không đáp mà nhìn Long Tấn. Dương Thanh có thể cảm giác được, trong cuộc chiến vừa rồi, thoạt nhìn thực lực của Long Hoàng và Long Tấn đều ngang nhau nhưng thực chất Long Tấn chiếm thế thượng phong. Nếu tiếp tục đấu thì nhiều lắm là 10 phút nữa, Long Hoàng sẽ thua. Khi đó, Long Tấn muốn giết lão ta rất dễ dàng. Nhưng giờ đây, Long tấn lại vứt bỏ cơ hội đó. thấy dương thanh nhìn mình, long tấn hơi ái náy. vừa rồi chính lão ta là người xin anh cho mình cơ hội giết long hoàng. thế mà khi cơ hội đến trước mắt, lão ta lại bỏ. nhưng nghĩ đến lợi ích của hoàng tộc họ long, long tấn gắng ngượng tiến tới trước mặt long hoàng, nói với dương thanh, cậu thanh tôi thành thật xin lỗi. hiện nay hoàng tộc họ long đang suy yếu nặng nề, xin cậu hãy nương tay cho long hoàng một cơ hội. ngay lúc này, một chuyện không hay xảy ra, Long Hoàng đang quỳ bên cạnh Long Tấn đột nhiên dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải. ầm, um, một kích toàn lực nặng nề rơi vào ngực Long Tấn. trong sự sướng sờ của mọi người, tiếng xương gãy vang lên, Long Tấn hộp máu, bay ra xa mười mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất. tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay cả Dương Thanh cũng không phát giác Long Hoàng thế mà lại giết Long Tấn. có lẽ cái quỷ xin tha đấy cũng chỉ là ngụy trang giết long tấn mới là mục đích thật sự của long hoàng ông tấn long thiên vỗ thét lên chạy về phía long tấn ông đối phương không giết dương thanh mà chỉ dùng đòn mạnh để đẩy anh lùi lại tất cả mọi người đều sững sờ dương thanh là cao thủ siêu phàm cảnh bây giờ đột nhiên xuất hiện một người khác mạnh hơn chỉ một đòn đã có thể đẩy lùi anh đây là cao thủ có cấp bậc nào đây sắc mặt dương thanh âm trầm nhìn người tóc trắng đang đứng trước mặt long hoàng tha được thì tha đi rời khỏi hoàng tộc họ Long đi, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ông lão bình tĩnh lên tiếng, tựa như đang nói về một chuyện rất bình thường. Không biết tiền bối là ai, vì sao muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và hoàng tộc họ Long? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Ông lão cao mày, không hề nể nang, chuyện không nên biết thì đừng có hỏi. Cút đi, Dương Thanh thầm nổi nóng. Ông lão trước mắt có khí thế rất mạnh, sợ là đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh rồi. Nếu Dương Thanh muốn thắng lão ta, phải bùng nổ sức chiến đấu như khi đánh nhau với Black Doctor thì còn có cơ may. Nhưng việc đó sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng, rất có khả năng anh sẽ lại hoàn toàn mất kiểm soát như lần đó, thậm chí sẽ lại mất trí nhớ. Dĩ nhiên, lần trước Dương Thanh còn có thuốc của Phùng Tiểu Uyển nên mới có thể cưỡng chế tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn, mà anh đã dùng hết từ lâu rồi. Nói cách khác, hiện giờ, cho dù dốc hết sức lực thì anh cũng không thể đánh bại ông lão kia. Long Hoàng thẫn thờ nhìn ông lão thật lâu mới thất thanh hỏi, ngài là, bác Phúc ạ? Nghe thấy câu hỏi này của lão ta, ai cũng giật mình. Bản thân Long Hoàng đã là một lão già hơn 70 tuổi, thế mà lúc này lại gọi một ông lão khó đoán được tuổi như mình là bác Phúc. Vậy chẳng phải có nghĩa là ông lão này ít nhất đã 100 tuổi rồi. Một cao thủ hùng mạnh trăm tuổi, con người dương thanh co rút, đột nhiên hiểu vì sao đối phương lại ngăn cản mình, hóa ra là có liên quan đến Long Hoàng. Ông lão cao mày lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Hoàng, giọng nói đầy bất mãn, đường đường là hoàng tộc họ Long, sao lại lưu lạc đến bước đường này vậy? Chỉ là một tên nhóc thôi mà cũng có thể tiêu diệt hoàng tộc họ Long là sao? Lời nói của ông lão đã thừa nhận thân phận của mình. Long Hoàng tức khắc đầm đìa nước mắt, quỳ phịch xuống dưới chân ông lão, nước nở nói, Long kỳ chào bác Phúc ạ. À. Bác Phúc, cháu có lỗi với tổ tiên của hoàng tộc họ Long, xin bác hãy trừng phạt cháu. Lão ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều sững sờ. Nhất là người của hoàng tộc họ Long, ai nấy đều trợn to hai mắt, nét mặt không dám tin. Lúc này đây, trong đầu bọn họ đều hiện lên một cái tên, Long Phúc. Tên của vị Long hoàng đời trước chính là Long Phúc. Đây cũng là người duy nhất trong lịch sử hoàng tộc họ Long không truyền ngôi vị hoàng chủ của mình cho con nối dõi mà là cho cháu. Long Tấn đang đứng bên cạnh cũng sững sờ nhìn Long Phúc. "Hừ, nghe Long hoàng nhận lỗi, Long Phúc chỉ hừ lạnh rồi nói: nếu tôi không nể tình bố cậu thì chỉ dựa vào việc suýt làm cho hoàng tộc họ long bị tiêu diệt tôi đã đích thân giết cậu rồi trên trán long hoàng đổ đầy mồ hôi lạnh hơn bất cứ ai lão ta biết long phúc đang đứng đối diện vô cùng mạnh ban đầu sở dĩ long phúc nhường ngôi cho lão ta là vì nghĩ cho tương lai của hoàng tộc long tấn cậu câu kết với người ngoài với âm mưu lật đổ hoàng tộc họ long phải chịu tội gì long phúc sắc bén nhìn về phía long tấn lạnh giọng chất vấn Người Long Tấn run lên, vội vàng quỳ xuống đất, cắn răng nói: Thưa hoàng chủ đời trước, cháu không câu kết với người ngoài, muốn lật đổ hoàng tộc đâu ạ? À? Cháu làm vậy là vì giúp cho hoàng tộc thoát khỏi cảnh nguy nan thôi. ầm, um, lão ta vừa nói xong thì cơ thể bay ra ngoài như đạn đại bác. Ông Tấn, Long Thiên vỗ thét lên. Long Phúc vừa rồi còn ở cách đây 10 mét đã đứng tại vị trí Long Tấn vừa quỳ, lạnh lùng nói: Vì nể mặt bố cậu nên tôi mới không giết cậu vì tội câu kết người ngoài đấy. Hiển nhiên lão ta không giết Long Tấn. Long Phúc không hề đếm xỉa đến Long Thiên Vũ, sau khi đánh bay Long Tấn thì đanh mặt nhìn Dương Thanh, nhóc con, thiên phú của cậu rất cao, tu luyện cũng không dễ gì. Bây giờ, nếu cậu đi khỏi đây, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không thì giết không tha. Trong lúc nhất thời, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhìn chầm chầm vào Long Phúc, lạnh lùng nói, theo như tiền bối thì chẳng lẽ tôi bị Long Hoàng phái sáu cao thủ thần cảnh ám sát, sau đó tôi tới hoàng tộc họ long đòi lại công bằng là lỗi của tôi sao long phúc nhíu mày cậu muốn chết sớm thế à dứt lời lão ta hừng hực ý chí chiến đấu điều là dương thanh ngạc nhiên là anh cảm nhận được có gì đó quen thuộc từ trên người long phúc toàn thân long phúc đầy sát khí máu tanh rõ ràng là đã trải qua khói lửa chiến tranh phải giết rất nhiều mới có hơi thở đó lẽ nào long phúc là người ở chiến vực người khác có lẽ không biết nhưng Dương Thanh thì biết rõ về một số việc vì từng làm tướng quân biên giới phía bắc. Nhìn bên ngoài thì chiến vực Chiêu Châu chỉ có bốn biên giới cùng với bộ tư lệnh chiến vực. Trên thực tế, bốn biên giới của chiến vực chỉ là một khái niệm để người thường nắm khái quát. Ở đó, ngoài cao thủ thần cảnh ra thì còn có đội ngũ cao thủ siêu phàm cảnh mạnh hơn. Bây giờ, về cơ bản Dương Thanh có khẳng định Long Phúc xuất thân từ chiến vực, cụ thể hơn là đội ngũ siêu phàm cảnh này. Tướng quân biên giới phía bắc rất mạnh trong mắt người thường nhưng với tôi thì chỉ như một con kiến đi khỏi hoàng tộc họ long đi tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ấy vậy mà long phúc lại biết thân phận của dương thanh điều này làm cho anh càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn vậy thì nếu dương thanh muốn tiếp tục đòi lại công bằng từ long hoàng thì e là có hơi không thích hợp nữa tôi có thể đi nhưng long hoàng phải xin lỗi tôi dương thanh đột nhiên nói nếu không có tu vi cao thì anh đã chết vì 12 cao thủ thần cảnh do hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cùng phái đi rồi. Nể Long phúc dốc sức cống hiến cho chiêu châu lắm mới chỉ yêu cầu Long Hoàng nói xin lỗi. Xin lỗi, mặt mày Long phúc tức khắc xa sầm phóng khí thế minh mông ra phủ lấy anh. Dương Thanh cảm thấy trên vai như bị một ngọn núi to đè xuống, hai chân gần như khuỵu gối sắp quỳ. Cố gắng chịu đựng áp lực của đối phương, anh vẫn cứng rắn nhìn Long Phúc. Tôi đường đường là hoàng chủ của hoàng tộc họ Long, sao có thể cúi đầu nhận lỗi với cậu được? Long Phúc Ngạo Nghễ nói, một tên nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ vừa bước vào siêu phàm cảnh như cậu mà có tư cách đó sao? Cho cậu 10 giây, cút ra khỏi đây đi, nghe lời thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, không thì tự gánh lấy hậu quả đi. Long Hoàng đang đứng bên cạnh cực kỳ vui mừng, ban đầu cho là hôm nay không chết cũng phải nhường ngôi, không ngờ Long Phúc lại trở về. Áp lực đang đè lên người Dương Thanh trở nên mạnh hơn, Cơ thể anh gần như bị ép vỡ. Dương Thanh cảm thấy rất uất nghẹn, đây là lần đầu tiên anh uất nghẹn đến thế này từ sau khi rời khỏi biên giới phía bắc. Đối mặt với Long Phúc, anh không hề có sức đánh trả nào. Mấu chốt là, rất có khả năng lão ta là người của chiến vực, Dương Thanh có muốn liều mạng với lão ta cũng không được. Phạch phạch, ngay lúc này, tiếng ầm ầm vang trời xuất hiện, một chiếc phi cơ bay trên trời hoàng tộc họ Long. Long Phúc nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn lên dưới con mắt kinh ngạc của bao người một người đột nhiên từ chiếc phi cơ bay cao mấy trăm mét tung mình nhảy xuống phịch mặt đất chấn động cát bụi tung bay một ông lão với vẻ uy nghiêm cương nghị xuất hiện trước người dương thanh đồ để của tôi mà ông cũng dám đe dọa ông lão uy nghiêm lạnh giọng quát đôi mắt đỏ ngầu nhìn long phúc dương thanh nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng trước mặt mình nghe giọng nói thân quen của đối phương ngây ngẩn cả người sư phụ anh không kìm được reo lên Dương Thanh đã dùng 5 năm để từ một người thấp bé ở tầng chót trở thành tướng quân chấn giữ một phương biên giới, có thể nói rằng tất cả mọi thứ đều nhờ có sư phụ. Sư phụ của anh không có tên, mọi người đều gọi ông cụ là vô danh. Giờ đây, được gặp lại sư phụ của mình, tâm trạng Dương Thanh vô cùng xúc động. Thanh, vô danh xoay người nhìn Dương Thanh, nở nụ cười từ ái, quan sát anh từ trên xuống dưới rồi hài lòng nói, giỏi lắm, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi mà từ một người bình thường trưởng thành đến hôm nay. Thật sự rất giỏi, Vô Danh, giữa lúc đó, một giọng nói vang lên chen ngang. Long Phúc phẫn nộ nhìn Vô Danh, ông muốn nhúng tay vào chuyện giữa cậu ta và hoàng tộc họ Long chúng tôi đấy à? Con mẹ nó, Vô Danh nổi giận mắng, từ khi tiến vào chỗ đó, mạng của tôi và ông đã không thuộc về mình nữa rồi, đồng nghĩa với việc chẳng còn dính dáng gì đến quá khứ nữa. Lão già không biết xấu hổ như ông còn mặt mũi để chất vấn tôi à? Tôi phải hỏi ngược lại, rốt cuộc là ông hay ông đây là người nhúng tay vào chuyện thế tục đấy. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không ai nghĩ rằng ông lão có mái tóc bạc phơ này lại ăn nói cộc cằn như thế. Dương Thanh hơi nhếch môi, phong cách nói chuyện này đúng là đậm chất sư phụ. Khóe môi Long Phúc giật giật, cắn răng nói, đúng là tôi không còn quan hệ gì với hoàng tộc họ Long ngoài thế tục nữa, nhưng dù sao đây cũng là một trong những nhà tài phiệt đứng đầu chiêu châu, đồ đệ của ông ỉ vào tu vi siêu phàm cảnh của mình mà chạy tới hoàng tộc họ Long diễu võ dương oai. Chẳng lẽ ông không biết nếu hoàng tộc tôi bị tiêu diệt thì sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào sao? Dù thế nào đi nữa, hoàng tộc họ Long cũng là một trong các thế lực đứng đầu Chiêu Châu, vô cùng cần thiết đối với Chiêu Châu. Một khi bị tiêu diệt, bốn hoàng tộc lớn sẽ có biến, ngộ nhỡ nước địch nhân cơ hội tấn công thì sao, ai có thể chịu trách nhiệm cho hậu quả đấy? Nghe những lời này của Long Phúc, vô danh cười khẩy, nói tục, mẹ nó, ông thôi đi. Chỉ là một hoàng tộc họ Long thôi, bị diệt thì bị diệt, có gây ra nguy hiểm chó má gì cho chiêu châu đâu. Để xem có lão già này ở đây, ai dám bắt nạt đệ tử của tôi. Dứt lời, vô danh nói với Dương Thanh, Dương Thanh, con muốn làm gì cứ thỏa thích làm cái đó, có thầy ở đây, đừng hòng ai muốn động vào một cọng tóc gáy của con. Dương Thanh cười trừ, tuy rất muốn bắt Long Hoàng trả giá, nhưng anh cũng biết vô danh và Long Phúc đều là thành viên trong đội ngũ cao thủ siêu phàm cảnh ở chiến vực Chiêu Châu. Nếu thật sự giết Long Hoàng hoặc khiến hoàng tộc họ Long bị tiêu diệt, Dương Thanh sợ sư phụ mình sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Ông, Long Phúc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào vô danh thật lâu mới nặn ra được mấy chữ, lão già khốn kiếp này. Vô danh cười khẩy, cảm ơn, quá khen, nhìn cảnh tượng hai cao thủ siêu phàm cảnh đấu võ mồm, người của hoàng tộc họ Long đều sướng sờ. Ban đầu Long Hoàng còn cho rằng sự hiện diện của Long Phúc sẽ giúp mình giải quyết mớ rắc rối trong hoàng tộc, không ngờ đột nhiên sư phụ của Dương Thanh từ đâu chui ra. Rõ ràng thực lực của vô danh mạnh hơn Long Phúc. Nếu không thì lão ta đã không rẻ chừng như thế. Nể mặt tiền bối Long Phúc, tôi có thể bỏ qua cho hoàng tộc họ Long, nhưng Long Hoàng phải thoái vị và thề rằng cả đời sẽ không mơ ước đến vị trí hoàng chủ nữa. Sau một lúc suy tư, Dương Thanh trầm giọng nói. Làm hoàng tộc họ Long bị tiêu diệt thì rất dễ, nhưng đúng như Long Phúc đã nói, hoàng tộc họ Long dù sao cũng là một trong những nhà tài phiệt đứng đầu chiêu châu, nếu bị diệt vong thì những hoàng tộc khác cũng có biến. Bốn hoàng tộc lớn này là những gia tộc đứng trên đỉnh cao của chiêu châu, căn cơ bị tổn thương thì sức mạnh của chiêu châu cũng bị suy giảm. Tuy trên bốn hoàng tộc lớn còn có hai hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ mạnh hơn, nhưng họ đều là những thế lực bí ẩn, khó nắm bắt. Nếu Long hoàng thái vị thì không chỉ có thể làm Dương Thanh nguôi giận mà còn đảm bảo được sự an toàn cho hoàng tộc họ Long. Thằng nhóc kia, cậu quá lắm rồi đấy." Long Phúc giận dữ quát lên, cắn răng nói, "Cậu nghĩ hoàng tộc họ Long không ai trị được cậu thật đấy à? Cậu chỉ là người ngoài mà lại muốn kiểm soát ngôi vị hoàng chủ của hoàng tộc họ Long vào tay ai sao?" Đồng thời, lão ta bộc phát khí thế khủng bố, cuốn lấy Dương Thanh. "Long Phúc, tưởng tôi không dám giết ông à?" Lại là một luồng khí thế khác xuất hiện. Bao phủ Long Phúc. Nét mặt Vô Danh trông rất tức giận, chỉ với việc hoàng tộc họ Long dám phái người giết đệ tử của tôi đủ để tôi tàn sát toàn bộ nơi này rồi. Cho dù đệ tử của tôi muốn giết Long Hoàng đương nhiệm cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ muốn hoàng tộc họ Long đổi người đứng đầu khác. Long Phúc biết Vô Danh không nói đùa, nếu chọc tức ông cụ thì ông cụ thật sự có thể làm ra chuyện tàn sát toàn bộ hoàng tộc. Những năm gần đây, hai người đã nhiều lần làm cộng sự của nhau, Long Phúc hiểu rõ sự điên khùng của Vô Danh hơn ai hết quan trọng hơn, Long Phúc hoàn toàn không phải đối thủ của Vô Danh, đã thế lão ta còn không hề biết gì về thực lực chân chính của Vô Danh mạnh đến mức độ nào. Nhưng, có thể xác định một điều, Vô Danh muốn giết lão ta thì dễ như trở bàn tay. Được, được lắm, Long Phúc vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Vô Danh, nói, chờ tôi trả đũa đi. Thích thì chiều, Vô Danh khinh khỉnh đáp. Khuôn mặt Long Hoàng xám xịt, rõ ràng Long Phúc quyết định không quan tâm đến chuyện của hoàng tộc họ Long nữa. Dương Thanh thì bình tĩnh nhìn Long Hoàng, lạnh lùng nói: "Từ khi ông phái người trong hoàng tộc đi giết những người bên cạnh tôi, thì ông đã bị tôi đưa vào danh sách phải giết rồi. Bây giờ, nể mặt tiền bối Long Phúc nên tôi tha mạng cho ông. Chỉ yêu cầu ông thoái vị đã là sự nhân từ lớn nhất rồi." Nghe anh nói vậy, Long Phúc hừ lạnh nhưng cũng không nói gì. Bản thân lão ta cũng biết hành động của Long Hoàng chẳng ra gì. May mà những cao thủ được phái đi không đạt được mục đích nếu không thì toàn bộ hoàng tộc họ long sẽ bị tiêu diệt long phúc nắm sự tích về dương thanh rõ như lòng bàn tay thân phận tướng quân trẻ nhất chiêu châu lại thêm đã bước vào siêu phàm cảnh thiên phú võ thuật này mà đặt ở trong gia tộc cổ võ cũng là một kỳ tài nếu hoàng tộc họ long không phải gia tộc của lão ta thì lão ta đã không nhúng tay vào chuyện này long tấn cũng đưa mắt sang long hoàng đanh mặt nói tuy thiên vũ mới bước vào thần cảnh nhưng cũng có thể xem như con cháu có thiên phú võ thuật cao nhất trong hoàng tộc cậu hãy nhường ngôi cho nó đi. Chỉ cần cậu muốn, tôi và cậu cùng nhau phụ tá nó, thế thì hoàng tộc họ Long sẽ có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Long Thiên Vũ phức tạp nhìn Long Hoàng người ông đã giết bố của mình. Trước đây, Long Thiên Vũ rất kính trọng Long Hoàng, nhưng chính tay người ông này đã giết bố của hắn ta, thậm chí còn muốn giết cả đứa cháu trai này. Giờ đây, trong lòng Long Thiên Vũ chỉ còn thù hận đối với Long Hoàng, ánh mắt khi nhìn lão ta tràn đầy oán hận. Nhưng Long Thiên Vũ hiểu rằng, bây giờ ngay cả hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ long cũng đã xuất hiện đến dương thanh còn chẳng thể giết được long hoàng thì e là cả đời này hắn ta cũng không có hy vọng được báo thù cho bố trong lúc nhất thời ai cũng nhìn long hoàng lão ta không nói một lời ánh mắt thấp thoáng sát khí hai tay siết chặt là người nắm quyền hoàng tộc họ long lại bị ép buộc thoái vị đây đúng là nỗi nhục nhã to lớn đối với lão ta sao một kẻ đã dương thanh hít mắt nhìn chằm chằm long hoàng chỉ cần lão ta dám ra tay, anh sẽ không nương tay. Thậm chí anh đã bắt đầu do dự, dù Long Hoàng lựa chọn từ bỏ hoàng vị cũng không biết có thể tha được không. Một khi giữ lại loại người này, sợ là sẽ trở thành nguy hiểm tiềm tàng, sớm muộn cũng có ngày gây họa cho anh. Một luồng sát khí như có như không tỏa ra từ người anh. Thiên Vũ cẩn thận, Long Tấn vội lao tới che chắn trước người Long Thiên Vũ. Trong số những người đang có mặt, e là chỉ có Long Thiên Vũ có thể dễ dàng bị Long Hoàng lấy mạng đương nhiên long thiên vũ cũng ý thức được chuyện này hắn ta đằng đằng sát khí nhìn long hoàng nghiến răng nói nếu ông đồng ý nhường ngôi tôi có thể tha cho ông món nợ giết bố tôi không phải long thiên vũ không muốn trả thù cho bố mà là biết rõ dù long hoàng có gây ra tội ác không thể tha thứ giết chết bố hắn ta thì vẫn là ông nội của hắn ta quan trọng nhất là với cảnh giới hiện giờ của long hoàng một kẻ mới đột phá thần cảnh như hắn ta không hề có cơ hội trả thù nghe thấy thế trong mắt long phúc hiện vẻ tán thưởng lên tiếng nói, "Long Kỳ, ý cậu thế nào?" "Cháu không thể nhường ngôi." Long Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu đáp. "Cậu nói gì?" Đến cả Long Phúc cũng tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi lại. "Chẳng lẽ chuyện đến nước này, Long Hoàng vẫn dám muốn phản kháng sao?" Vô Danh tỏ ra bình tĩnh, không hề hứng thú với chuyện của hoàng tộc họ Long. Nếu không phải đồ đệ gặp nguy hiểm, ông cụ cũng sẽ không tới đây. Chỉ cần kiềm chế được Long Phúc, phần còn lại cứ giao cho Dương Thanh là được trong mắt Dương Thanh lóe lên tia lạnh lẽo, nhìn Long Hoàng lạnh giọng nói, tức là ông định đấu với tôi đến cùng hả? Long Hoàng không thèm để ý tới anh, chỉ nhìn Long Phúc nói tiếp, xin lỗi bác Phúc, cháu khiến bác thất vọng rồi. Trừ phi chết đi, cháu sẽ không nhường ngôi. Dứt lời, một luồng khí thế hung mãnh bộc phát trong người lão ta. ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển khiến mọi người khiếp sợ. Ánh mắt Long Hoàng dần đen kịt lại, khí thế trên người lão ta cũng vượt qua bán bộ siêu phàm cảnh. Đồ khốn, cậu làm gì vậy? Long Phúc giật mình nghiêm nghị quát lớn, muốn ngăn cản nhưng tất cả đều đã muộn. Một luồng khí thế võ thuật cực kỳ tà ác trên người Long Hoàng phóng lên tận trời, thoáng chốc toàn bộ hoàng tộc họ Long đều bị nó bao trùm. Phập, Long Hoàng tiện tay vung đấm, một cao thủ bên cạnh lão ta lập tức bị xuyên thủng người. Rừ, tiếng giống khủng bố vang lên từ cổ họng lão ta. Bàng môn tà đạo vô danh hừ lạnh, cũng không ra tay mà nhìn sang Long Phúc đây là con cháu của hoàng tộc họ Long các người sao. Ha ha, sắc mặt Long Phúc tối sầm, nhìn chầm chầm Long Hoàng. Lúc này, Dương Thanh rất kinh ngạc. Khí tức trên người Long Hoàng khiến anh thấy quen thuộc. Lão ta đã uống liều thuốc hoàn mỹ rồi sao? Black Doctor, trong đầu anh bỗng hiện ra một bóng hình quen thuộc, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ở đỉnh Ninh Sơn chính ông ta xuất hiện ép anh uống liều thuốc siêu hoàn mỹ nên anh mới mất kiểm soát, thậm chí mất cả trí nhớ rõ ràng sự thay đổi trên người long hoàng có liên quan tới ông ta dương thanh khôi ý rất mạnh nhưng cũng không thể khiến một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh thức khác đột phá siêu phàm tam cảnh được đến cả liều thuốc siêu hoàn mỹ cũng không thể làm được đồ chết tiệt mau tỉnh lại cho tôi long phúc bỗng nổi giận gầm lên tiếng gầm thét như một đòn tấn công thực thụ chúng vào người long hoàng bịch dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người long hoàng run lên lùi về sau mấy bước sắc mặt dữ tợn giết long hoàng giận dữ gào thét lao thẳng về phía dương thanh cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ không ai ngờ đương cả hai lập tức đồng loạt lùi về sau mấy bước thực lực của họ ngang nhau đến cả long phúc cũng sợ ngây người khó tin nhìn người đàn ông trung niên vừa đánh lui vô danh lão ta không biết vô điên vội vàng lùi lại long hoàng thừa thắng xông lên lại xông tới chỗ anh bản thân dương thanh chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh dù kích hoạt trạng thái cuồng bạo cưỡng ép tăng thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới siêu phàm nhị cảnh đỉnh phong còn long hoàng không biết đã bị black doctor dở trò gì có thể bộc phát thực lực siêu phàm tam cảnh sợ là rất khó đánh bại lão ta long phúc ông còn đang chờ đợi cái gì vô danh tức giận hét ầm lên nếu đồ để tôi gặp chuyện tôi sẽ giết cả nhà ông black doctor âm trầm cười lạnh nhìn long phúc tôi biết ông bị vô danh áp chế bao lâu nay vốn đã rất căm hận chắc ông biết rõ chỉ dựa vào sức mình ông khó mà giết được lão ta nếu ông liên trong phòng họp của hoàng tộc họ long long phúc ngồi ở vị trí chủ tọa long tấn và long thiên vũ ngồi ở hai bên phía dưới là đám cầm quyền của hoàng tộc họ long long tấn từ hôm nay trở đi cậu sẽ là long hoàng tân nhiệm có gì muốn nói không long phúc nhìn long tấn hỏi long tấn hốt hoảng đứng bật dậy bác phúc cháu không có ý định tranh giành hoàng vị Long Thiên Vũ là cháu nội của Long Kỳ, cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ Long hiện giờ. Tuy nó chỉ mới đột phá thần cảnh nhưng tiền đồ rộng mở. Cho nó thừa kế hoàng vị là danh chính ngôn thuận, cũng thích hợp nhất. Long Phúc lạnh nhạt nhìn Long Thiên Vũ, một phế vật mới vào thần cảnh làm gì có tư cách kế thừa hoàng vị. Nếu để nó làm Long hoàng, chẳng phải người ngoài sẽ nghĩ hoàng tộc họ Long chúng ta không còn người tài, để một phế vật thần cảnh sơ kỳ trở thành hoàng chủ sao? Tuy Long Phúc nói rất khó nghe nhưng cũng có lý. Sắc mặt Long Thiên Vũ cực kỳ khó coi, không phải vì muốn tranh đoạt hoàng vị mà là vì Long Phúc luôn miệng nói hắn ta là phế vật. Bác Phúc, cháu có thể phụ tá Thiên Vũ. Long Tấn muốn thuyết phục tiếp lại bị Long Phúc quát nạt, cầm miệng. Phòng họp rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Một thằng nhóc 35 tuổi mới miễn cưỡng đột phá thần cảnh sơ kỳ cũng xứng xưng là thiên tài võ thuật của hoàng tộc họ Long sao. Long Phúc tức giận nói, nếu loại như nó đã được gọi là thiên tài thì Dương Thanh chưa tới 30 tuổi đã đột phá siêu phàm cảnh là cái gì? Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ. So với Dương Thanh, bọn họ thực sự chỉ là cặn bã. Long Thiên Vũ, tôi cho cậu một lựa chọn. Muốn ở lại hoàng tộc họ Long thì phải cố gắng tu luyện. Đợi đến khi đột phá thần cảnh đỉnh phong thì Long Tấn sẽ truyền lại hoàng vị cho cậu. Hoặc là theo tôi ra chiến tường. Nhưng một khi tới đó, mỗi ngày cậu sẽ phải trải qua chiến đấu khốc liệt, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nói cho cậu biết, Dương Thanh ở chiến tường 5 năm mới từ một người bình thường trở thành tướng quân của biên giới phía Bắc. Hơn nữa, thiên phú của cậu so với thiên tài thật sự thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu ở lại hoàng tộc, cậu cố gắng đến đâu cũng chỉ đạt tới bán bộ siêu phàm cảnh là cùng. Nhưng ở ngoài chiến vực, trải qua chiến đấu mỗi ngày mới có thể nâng cao thực lực nhanh hơn, tương lai muốn đạt được thành tựu như tôi cũng không phải không thể. Long Phúc bỗng nhìn về phía Long Thiên Vũ. Cháu đi chiến trường, Long Thiên Vũ không hề do dự lựa chọn đi chiến vực khiến Long Phúc rất bất ngờ. Có lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng. Ở chiến trường cậu sẽ phải chiến đấu sinh tử mỗi ngày. Có lẽ dây trước cậu còn đang ăn cơm nhưng dây tiếp theo đã bị đạn pháo nổ banh xác. Long Phúc chưa nói hết câu đã bị Long Thiên Vũ chen ngang, dù có thừa sống thiếu chết cháu cũng phải đi chiến vực. Long Phúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên định của hắn ta, ánh mắt khinh thường trở nên tán thưởng. Long Tấn hốt hoảng nói: "Thiên Vũ, bác Phúc cũng nói rồi. Nếu cháu ở lại hoàng tộc cố gắng tu luyện, chỉ cần đột phá thần cảnh đỉnh phong là có thể thừa kế hoàng vị. Với thiên phú của cháu, cùng lắm là 15 năm nữa, đến năm cậu 50 tuổi là có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong, không hề khó khăn." Nhưng nếu đi ra chiến trường, Long Thiên Vũ dứt khoát nói: "Ông Tấn đừng nói nữa." cháu đã quyết tâm phải ra chiến trường trước kia có lẽ cháu sẽ còn mong ước hoàng vị nhưng bây giờ cháu chỉ muốn mạnh hơn nữa thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn ta long tấn hiểu nói nữa cũng vô dụng đã vậy ông đành phải đồng ý với cháu long tấn nghiêm giọng nói nhưng vị trí hoàng chủ của hoàng tộc họ long sẽ được giữ lại cho cháu nếu cháu không ở lại chiến trường nữa cứ việc trở về cảm ơn ông tấn long thiên vũ nở nụ cười tươi giói vậy thì đi theo tôi dứt lời Long Phúc đứng dậy rời đi. Long Thiên Vũ léo đéo theo sau. Mãi đến khi hai bóng người một già một trẻ biến mất, người của hoàng tộc họ Long mới mấy lại tinh thần. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến họ chưa kịp tỉnh táo lại. Nhất là cái chết của Long Hoàng khiến họ cảm thấy như đang nằm mơ. Cùng lúc đó, trong một cái đình nhỉ mát của Hoàng Phủ họ Long, Dương Thanh đang kích động nhìn vô danh. Anh rất biết ơn ông cụ, không có ông cụ sẽ không có anh hiện giờ. Sư phụ, dương thanh bỗng lên tiếng phức tạp nhìn vô danh chắc hẳn sư phụ đã sớm biết vũ văn cao dương không phải bố ruột của con với cả mẹ con dương tuyết nhạn quen người đúng không vô danh không hề giấu giếm gật đầu đáp ta rất thân với dương tuyết nhạn cũng biết quan hệ của con với gia tộc vũ văn ngay từ khi con ra đời ngoài ra ta còn biết cả bố con quả nhiên dương thanh chỉ hơi kinh ngạc chứ không hề hoài nghi lúc trước anh vừa mới vào biên giới phía bắc không lâu đã quen được vô danh còn được ông cụ nhận làm đồ đệ. Thực lực của ông cụ rất mạnh, đến cả Long Phúc có thực lực siêu phàm ngũ cảnh cũng phải kiêng rè. Có thể tưởng tượng thực lực thật sự của ông cụ khủng bố tới mức nào. Tại sao một người mạnh như ông cụ tại nhận một người bình thường không hề có nền tảng võ thuật làm đồ đệ? Ta biết hiện giờ con có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta phải nhắc nhở con, có một số chuyện con vẫn chưa thể biết được. Vô danh bỗng nghiêm nghị nói, biết càng nhiều sẽ càng khiến con gặp nguy hiểm. Dương Thanh run lên, kinh hãi hỏi, bây giờ con vẫn chưa thể biết sao. Cảnh giới võ thuật của anh đã đạt tới siêu phàm cảnh, đứng ở trên đỉnh Chiêu Châu. Sư phụ lại nói hiện giờ có một số chuyện anh vẫn chưa thể biết được. Vô danh gật đầu, nghiêm túc nói, con phải biết thế giới này rất lớn. Chỉ trong Chiêu Châu đã có gia tộc cổ võ mạnh hơn nhiều. Ta cũng có thể nói cho con biết, gia tộc cổ võ không phải gia tộc mạnh nhất, nhưng trong đó cao thủ siêu phàm cảnh nhiều như mây con cảm thấy với thực lực vừa đột phá siêu phàm cảnh hiện giờ con có bao nhiêu năng lực chống đỡ nguy hiểm dương dương thanh định tiếp tục dò hỏi lại nghe vô danh nói được rồi cái gì nên nói ta đều đã nói cho con biết đừng hỏi nhiều nữa có hỏi ta cũng không nói đâu nghe vậy vẻ mặt dương thanh chua chát anh hiểu rõ tính cách của ông cụ sư phụ đã không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói ra nửa lời nhưng lời nói của vô danh khiến anh càng tò mò chuyện của bố mẹ mình hơn sư phụ cho con hỏi một câu cuối cùng, mẹ con là Dương Tuyết Nhạn sao? Dương Thanh bỗng nhìn vô danh, ánh mắt cố chấp. Vô danh nhìn chầm chầm anh hồi lâu mới đáp, sau này con sẽ biết. Con chỉ cần biết với thực lực hiện giờ, con vẫn chưa đủ tư cách biết một số chuyện. Càng biết nhiều con sẽ càng gặp nguy hiểm. Lần này ta tới hoàng tộc họ Long cứu con, nhưng không phải lần nào ta cũng tới cứu con được. Dương Thanh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thực lực của anh rất mạnh, nhìn như vô địch khắp chiêu châu thế nhưng nghe vô danh nói anh mới nhận ra con đường cần đi vẫn còn rất dài không cần nghĩ ngợi nhiều hiện giờ quan trọng nhất là con phải nghĩ cách nâng cao thực lực chỉ khi con đủ mạnh mới có tư cách biết thêm nhiều chân tướng vô danh vỗ vai dương thanh quay lưng nói ta cũng phải đi rồi sư phụ thấy vô danh định đi trong mắt dương thanh tràn đầy quyến luyến nhưng đúng lúc này mấy luồng khí thế khủng bố đột nhiên tràn tới ồ vô danh cao mày ánh mắt lấp lóe, xem ra phiền phức lại tới nữa rồi. Dương Thanh cũng cảm nhận được, nhíu mày nói, không biết là đến vì con hay vì hoàng tộc họ Long. Long Phúc đã đưa Long Thiên Vũ rời đi. Hiện giờ hoàng tộc họ Long do Long Tấn làm chủ. Lúc này Long Tấn cũng dẫn đầu cao thủ trong gia tộc chạy vọt ra, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. ầm ầm ầm, một giây sau, ba luồng khí thức mạnh mẽ ập tới như. Ba cao thủ chợt xuất hiện trong hoàng phủ Long như thần tiên giáng trần xin hỏi các vị là ai long tấn bước tới trầm giọng hỏi ba cao thủ mặc chiến giáp cả ba đều mặc chiến giáp màu đen toàn thân ngập tràn khí thức âm trầm trông như chiến sĩ thời cổ đại quan trọng là khí thế của ba người họ vô cùng khủng khiếp nhất là người trung niên dẫn đầu đến cả dương thanh cũng không thể cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương chỉ mơ hồ cảm thấy cảnh giới của cao thủ dẫn đầu giống với long phúc vừa rời đi đều là siêu phàm ngũ cảnh hai cao thủ còn lại có thực lực siêu phàm tam cảnh dương thanh không phải đối thủ của bất kỳ ai trong ba người này vậy mà hiện giờ lại tới một lúc ba người dương thanh ở đâu cao thủ siêu phàm ngũ cảnh dẫn đầu quét mắt nhìn xung quanh lạnh giọng hỏi hai mắt dương thanh lóe sáng đối phương đến vì mình sao vô danh đứng cạnh dương thanh hít mắt lại cảnh giới của lão vượt xa siêu phàm ngũ cảnh với cảnh giới của ba người này bọn họ đều không thể cảm giác được thực lực của lão cao thủ của hoàng tộc họ long nhao nhao nhìn về phía dương thanh ba cao thủ siêu phàm cảnh lập tức nhìn chằm chằm anh cao thủ dẫn đầu lạnh lùng hỏi cậu là dương thanh là người giết ông chủ của chúng tôi sao toàn bộ hoàng tộc họ long bị một luồng sát khí mãnh liệt bao phủ nhất là dương thanh chỉ cảm thấy hai vai bị đè nặng như đang phải chống đỡ một ngọn núi lớn khiến anh thấy khó thở dù sao anh cũng chỉ là cao thủ siêu phàm nhất cảnh mạnh hơn nữa cũng chỉ đánh ra được thực lực siêu phàm tam cảnh nhưng trong ba cao thủ trước mắt Người yếu nhất cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Chính là tôi, Dương Thanh cất bước đi lên, lạnh giọng hỏi, ông chủ các người nhắc tới là Long dược phải không? Trông cách ăn mặc của bọn họ chỉ có thể đến từ gia tộc cổ võ. Mà anh chỉ tiếp xúc với Long dược là con rể của gia tộc cổ võ, còn bị anh lấy mạng. Vậy thì đi theo chúng tôi một chuyến, cao thủ dẫn đầu vừa dứt lời, hai cao thủ siêu phàm tam cảnh liền xông tới. Vô danh không có ý định nhúng tay, chỉ cười híp mắt nhìn Dương Thanh còn cao thủ của hoàng tộc họ long người mạnh nhất là long tấn cũng chỉ có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh đến cả dũng khí tiếp cận ba người kia cũng không có có sư phụ ở đây đương nhiên dương thanh sẽ không sợ ba cao thủ siêu phàm cảnh trước mắt oát con mau đi theo chúng tôi thoát cao hai cao thủ siêu phàm tam cảnh đã xuất hiện ở hai bên người anh trong mắt bọn họ dương thanh chỉ là một con cừu nhỏ yếu ớt nhưng đúng lúc ấy Cô nhỏ trong mắt họ bỗng nhiên tung đấm về phía cao thủ siêu phàm tam cảnh ở bên trái. Cậu dám, đối phương ý thức được anh muốn tấn công mình, tức giận quát lớn. Nhưng tất cả đều đã muộn. Khi ông ta muốn né tránh, cú đấm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong người Dương Thanh đã nặng nề rơi xuống. Bịch, tiếng va chạm thật lớn. Dương Thanh hung hăng đấm vào ngực ông ta. Phụt, đối phương phun ra một ngụm máu, cơ thể bay thẳng ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh không ai ngờ được Dương Thanh lại ra đòn chí mạng vào lúc này. Đến cả Long Dược có thực lực siêu phàm tam cảnh cũng bị Dương Thanh liên tục tỏ ra yếu thế, thừa cơ ra đòn chí mạng, huống hồ là một tên thị vệ của Hoài Thanh. Cao thủ siêu phàm tam cảnh chúng phải cú đấm của Dương Thanh lập tức mất đi sức chiến đấu. Cậu muốn chết hả, đến khi Dương Thanh lại định tấn công cao thủ siêu phàm tam cảnh còn lại, đối phương đã nhanh chóng phản ứng, trợn mắt tung trường. Dương Thanh vốn có chuẩn bị từ trước, ngay khi đối phương ra đòn đã đạp mạnh xuống đất thoát cái lùi ra sau trưởng của cao thủ siêu phàm tam cảnh cơ hồ sượt qua đầu anh sư phụ cứu con dương thanh đã chạy ra trốn sau lưng vô danh anh biết với thực lực hiện giờ của mình đánh trọng thương một cao thủ siêu phàm tam cảnh đã là cực hạn muốn đánh thêm một người nữa hoàn toàn không có cơ hội đối phương đã có cảnh giác với anh chết đi cho tôi cao thủ siêu phàm tam cảnh thấy dương thanh tránh thoát lập tức nổi giận thoáng chốc lao vào tới nhưng vô danh đang đứng trước mặt dương thanh ông ta muốn đánh giết anh phải vượt qua cửa ải của vô danh